Tu đồ Triệu Tuyết vẫn không có nhận ra Tất Chữ Xuất, chỉ ở xa xa hiểu ý cười với hắn, nụ cười này càng có hiệu quả hơn nói cái gì khác, thiếu chút nữa làm Tất Chữ Xuất ngã xuống đất ngất đi. 100 linh thạch lần 1, 100 linh thạch lần 2, 100 linh thạch lần 3, 3 lượt, thành giao, đều là ra giá trước, sau đó tới hậu trường nhận bảo vật, trả linh thạch. Ngay lúc Kim Ti Linh Đồng được đưa đi vào hậu trường, vào lúc này Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, nói. Chậm đã, chẳng lẽ mọi người không muốn biết vì sao ta phải dùng cái giá trên trời chụp cho được khối Kim Ti Linh Đồng này sao? Các ngươi thật cho rằng bằng hữu của ta là kẻ ngu, dùng cái giá gấp mấy lần mua một bảo vật có giá thấp à? Phong Phi Vân vừa mở miệng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm qua, hội tụ vào người của hắn. Vị nửa bước cự phách ra giá hao 10 viên linh thạch cười lạnh, nó. Đám trẻ tuổi các ngươi cũng quá xúc động, vì nụ cười mỹ nhân lại mang linh thạch ra ném. Đúng là hành vi ngây thơ. Ngây thơ. Phong Phi Vân cười đứng lên, sau đó nhìn Tư Đồ Chiêu Tuyết, nói. Xin hỏi Tư Đồ con nương, tại hạ có thể lên bàn đấu giá bày diện mục kỳ bảo tuyệt thế cho mọi người quan sát hay không? Dù sao khối Kim Ti Linh Đồng này mua trên danh nghĩa của hắn, cũng không sợ Ngân Câu Phường đổi ý. Nói xong Phong Phi Vân đã có ý định lừa người, tự nhiên phải giả trang bức. Nếu là khách nhân nhất tinh và nhị tinh bình thường, tự nhiên không có tư cách lên bàn đấu giá, nhưng mà Phong Phi Vân chính là khách quý tam tinh, cho dù là Ngân Câu Phương cũng phải cung kính hầu hạ. Khối Kim Ti Linh Đồng này đã là bảo vật của công tử tùy tiện xử trí thế nào cũng được. Giọng Tư Đồ Chiêu Tuyết như tiên minh, hé miệng đàn hương ra cười nói. Phong Phi Vân cười cười, sau đó đi lên đài đấu giá. Tất Chữ Xuất không chịu buông tha cơ hội tiếp cận nữ thần, cũng leo lên bàn đấu giá. Đi theo sau lưng Phong Phi Vân, nhưng mà ánh mắt ngưng tụ trên người Tư Đồ Chiêu Tuyết, trên mặt cười si ngốc. Mặc dù trong lòng Tư Đồ Chiêu Tuyết hiểu rõ, nhưng nhìn nụ cười của hắn thật chán ghét, nhưng mà trên mặt vẫn tươi cười thản nhiên. Thời điểm này ánh mắt tất cả mọi người tụ tập lên đài đấu giá, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Chẳng lẽ khối Kim Ti Linh Đồng kia thật sự là kỳ bảo hiếm thấy, tất cả mọi người đều nhìn lầm. Ngay cả những siêu cấp đại lão ở ghế chí tôn cũng phải dùng thần thức dò xét. Một thiếu nữ trẻ tuổi mang khay chứa Kim Ti Linh Đồng đưa lên, đưa tới trước mặt Phong Phi Vân, đôi mắt đen bóng nhìn qua Kim Ti Linh Đồng, chẳng lẽ đây thật sự là bảo vật tuyệt thế? Phong Phi Vân đi tới gần Kim Ti Linh Đồng, càng cảm nhận được hào khí trong đây. Mọi người nhìn rõ ràng, khối Kim Ti Linh Đồng này mặt ngoài là Kim Ti Linh Đồng, nhưng mà bên trong... Hắc hắc! Phong Phi Vân tiếp thanh đao nhỏ sắc bén trong tay thiếu nữ trẻ tuổi, cẩn thận cắt Kim Ti Linh Đồng. Ánh mắt tất cả mọi người thời khắc này đều nhìn qua cảnh này, trong lòng lo lắng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Xôn xao. Phong Phi Vân cắt Kim Ti Linh Đồng thành hai nửa, nhưng mà bên trong vẫn như cũ là Kim Ti Linh Đồng, cũng không có thứ gì chạy ra cả. Cả phòng đấu giá lúc này cười to lên, thì ra đây là một trò khôi hài. Ta còn tưởng rằng thật sự nhìn thấy bảo vật hiếm thấy gì chứ. Tên nửa bước cự phách cười càng vui vẻ, có cảm giác hả hê. Tư Đồ Chiêu Tuyết nói. Vị công tử này, bảo vật phòng đấu giá đều che cua nghiệm bảo sư cẩn thận kiểm tra qua, sẽ không xuất hiện sai lầm. Ha ha, tiểu tử, tự nhận xui xẻo đi. Có người ở dưới khiêu khích. Phong Phi Vân mặt không đổi sắc, ánh mắt mang theo hỏa diễm, nhìn chằm chằm vào hai khối Kim Ti Linh Đồng. Sau đó cầm đao chậm rãi cắt ra một khối. Xôn xao. Khối Kim Ti Linh Đồng bên trái bị cắt ra, một phân thành hai, nhưng mà bên trong vẫn là Kim Ti Linh Đồng. Lúc này ngay cả Tất Chữ Xuất cũng không thể bảo trì chấn định, đi tới bên cạnh Phong Phi Vân, nói. Lần này thật nhìn lầm a. Phong Phi Vân vẫn lạnh nhạt như trước, mỉm cười nói. Sẽ không nhìn lầm, xem thật kỹ đi, chúng ta sắp phát tài. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào khối linh đồng còn lại, lần này cẩn thận hơn trước, bởi vì hắn khẳng định thứ mình suy đoán đang nằm trong khối Kim Ti Linh Đồng này. Đao trong tay Phong Phi Vân cắt vào sâu trong Kim Ti Linh Đồng một tấc, lưỡi đao tỏa ra kim quang nhàn nhạt, mang theo linh khí nồng đậm tới mức tận cùng, tràn ngập cả phòng đấu giá. Phong Phi Vân vội vàng dừng đao, không tiếp tục cắt xuống. Linh khí thật nồng đậm, chẳng lẽ... Tất cả mọi người nhìn thấy chỗ vết đao cắt tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ, làm người ta đau mắt. Chỉ cắt ra một vết rách đã tỏa ra linh khí chấn động khổng lồ như thế, có thể khẳng định chắc chắn trong Kim Ti Linh Đồng đúng là ẩn chứa bảo vật khó lường.
những đại lão từ linh khí tỏa ra đều cảm thấy linh khí của mình đang rung động, hiển nhiên bị bảo vật trong kim ti linh đồng kích thích. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn qua, đột nhiên Phong Phi Vân thu đao, nói. Không cắt. Cái gì, không cắt, tại sao không cắt? Có người kêu lên. Phong Phi Vân làm bộ nhíu mày, nói. Loại bảo vật hiếm thấy này một khi bộc lộ ra, ta sợ sẽ có người ra tay đoạt. Sẽ không, không ai dám sinh sự ở Ngân Câu Phường. Cắt đi, xem là bảo vật thần kỳ dị, không ai làm ra chuyện giết người đoạt bảo đâu. Ánh mắt dễ thương của Tư Đồ Chiêu Tuyết đầy gợn sóng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nũng nịu nói. Vị công tử này, nếu bảo vật đã bị cắt ra một tia, vậy cũng nên để cho mọi người đại khai nhãn giới, để chúng ta xem rốt cuộc là bảo vật giá trị thế nào. Phong Phi Vân lại cố làm ra vẻ, suy nghĩ một chút mới nói. Nếu Tư Đồ cô nương muốn xem, tại hạ không cắt chính là sĩ diện cãi láo. Phong Phi Vân lại ra tay, lần này cực kỳ nhanh nhẹn, một đao cắt xuống, cũng cắt hơn 200 lần, trực tiếp gọt từng miếng kim ti linh đồng ra, rốt cuộc chỉ còn lại một đám quang mang màu vàng. Oanh! Hào quang này có thể so với mặt trời, cả phòng đấu giá đều biến thành màu vàng. Trong kim sắc quang mang này còn có linh khí màu ngà sữa lưu động, tỏa ra từng đạo kim quang như gợn sóng. Nếu như là tu sĩ cường đại, ký thể ngưng tụ thị lực nhìn vào trung tâm kim quang kia, đó là một khối linh thạch nhỏ như trứng bồ câu, toàn thân màu ngà sữa, linh khí màu vàng tỏa ra trung quan. Đây đúng là kim ti linh thạch. Trong ghế chí tôn có âm thanh như lôi đình truyền ra, là một siêu cấp đại lão kìm lòng không được kinh hô. Nghe được cái tên kim ti linh thạch, tu sĩ ở đây hít sâu một hơi. Linh thạch chia làm 18 phẩm cấp, linh thạch bình thường chỉ dùng để giao dịch, nó chỉ là linh thạch thấp nhất thứ 18, chân diệu linh thạch. Nhưng mà kim ti linh thạch xếp thứ 13, giá trị gấp 10 vạn lần chân diệu linh thạch. Cũng nói đúng hơn, một khối kim ti linh thạch có giá trị gấp 10 vạn lần chân diệu linh thạch. Phong Phi Vân cắt kim ti linh thạch như trứng bồ câu vào, nó không tính là một khối hoàn hảo, chỉ có thể xem như nửa khối kim ti linh thạch, nhưng mà giá trị của nó vẫn gấp mấy vạn lần chân diệu linh thạch. Kim ti linh thạch xếp thứ 13 trong các linh thạch, trừ bản thân nó có thể chèo chống linh khí tu luyện của một tiên môn ra, còn trọng yếu hơn, trong linh thạch còn có kim ti. Kim ti linh thạch đã có linh tính cực kỳ cao, bên trong thai nghén kim ti linh tính đã có thể tế luyện ra một kiện linh khí. Nói đơn giản, Phong Phi Vân cắt ra nửa khối kim ti linh thạch này, bên trong có 70-80 sợi kim ti, những kim ti này có thể giúp một tiên môn trong thời gian cực ngắn rèn luyện ra 70-80 kiện linh khí. Đây mới là điểm kinh khủng nhất. Tài liệu chế tạo linh khí quá khó tìm nhưng mà với siêu cấp đại hình tiên môn mà nói, kiếm được cũng không khó. Cho dù là tài liệu chế tạo linh khí khó tìm, nhưng mà luyện khí sư chỉ cần tế luyện đi tế luyện lại cũng đạt tới mức chuẩn linh khí. Uy lực chuẩn linh khí cũng cường đại hơn bảo khí một ít, nhưng mà khác biệt uy lực với linh khí chính thức tới ngàn lần, căn bản không có biện pháp so sánh với linh khí chính thức. Linh khí có thứ căn bản nhất là gì? Chính là linh tính. Một kiện chuẩn linh khí muốn thai nghén ra linh tính, ít nhất cần thời gian mấy trăm năm, hơn nữa xác suất sinh ra linh tính chưa tới 1/10. Đây là nguyên nhân vì sao thần tấn vương triều đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phí. Linh khí vẫn chỉ là số lượng ít tới đáng thương. Thử nghĩ một chút, Phong gia đã từng là bá chủ một phương ở Nam Thái Phủ, nhưng mà lúc ấy cũng chỉ có 3 kiện linh khí, vẫn là chiến bảo được gia tộc truyền thừa ngàn năm. Hôm nay Phong Phi Vân tốn 100 khối linh thạch, mua được nửa khối kim ti linh thạch, có thể giúp một thế lực lớn siêu cấp trong thời gian ngắn đạt được 70-80 kiện linh khí, đây chính là quá nghịch thiên, chiến lực sẽ tăng lên mức khủng bố. Làm cho 70-80 tu sĩ thiên mệnh cảnh đồng thể tế xuất linh khí, chỉ sợ trong nửa giờ đã có thể san bằng một tòa thiên hầu phủ thành bình địa. Chấn động toàn trường. Cho dù là các siêu cấp đại lão trong tu tiên giới cũng không thể bình tĩnh. Mà nửa bước cự phạch đã từng muốn dùng 20 khôi linh thạch mua kim ti linh đồng, hiện tại hối hận xanh ruột, vỗ trán một cái, hét lớn. Vì sao lúc ấy ta không cắn răng ra cái giá trên trời cơ chứ? Cho dù tán ra bại sản cũng phải mua được khối kim ti linh đồng này cơ chứ. Nếu ta mang tầm bảo sư trong gia tộc tới thì tốt rồi, vừa rồi ta chắc chắn sẽ không bỏ qua thiên bảo tuyệt thế này đâu, nếu mua được kim ti linh thạch, ta nhất định sẽ là đệ nhất công thần của gia tộc. Một bá pro trẻ tuổi hiện tại không ngừng đấm vào lồng ngực, nước mắt chảy dài. Trong phòng đấu giá vang lên âm thanh hối hận,
rất nhiều người muốn đập đầu vào tường. Đám tu sĩ lúc trước cười nhạo Tất Trữ Xuất là ngu ngốc, giờ phút này khóc không thành tiếng, hối hận vì sao mình không ngu ngốc như vậy một lần. Tư Mã Chiêu Tuyết hiện tại tâm hồn thiếu nữ khó bình tĩnh được, trong ánh mắt dễ thương đầy gợn sóng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bây giờ lấy hộp ngọc hàn băng ra, thả kim ti linh đồng vào trong đó, thả vào trong khay. Tuy khối kim ti linh đồng này hắn đã đấu giá được, nhưng nhất định phải chờ đấu giá hội chấm dứt mới có thể nhận lấy. Chậm đã, vừa rồi đấu giá là kim ti linh đồng, cũng không phải kim ti linh thạch, cho nên đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. Người trẻ tuổi này mang theo bốn lão nhân, bản thân tu vị cũng đạt tới thiên mệnh nhị trọng, chính là thiếu chủ một gia tộc truyền thừa cổ xưa. Phong Phi Vân cũng không có đi xuống đài đấu giá, nghe được giọng nói này thì cười lên. Ngươi có ý gì? Tên thiếu chủ gia tộc này ngửa đầu lên, cao ngạo nói. Ý của ta chính là ngươi bỏ ra 100 linh thạch đấu giá là một khối kim ti linh đồng, cũng không phải kim ti linh thạch bên trong, kim ti linh đồng quy ngươi, nhưng mà nửa khối kim ti linh thạch nhất định phải đấu giá lần nữa. Ha ha, ngươi đây không giảng đạo lý sao? Phong Phi Vân cười nói. Ta đây rất giảng đạo lý, trong ngọc giản đấu giá có ghi rõ, vật phẩm đấu giá là kim ti linh đồng, không phải kim ti linh thạch, đây chính là đạo lý. Thiếu chỉ gia tộc này cười lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này ngươi quá ngu. Tất Trữ Xuất trực tiếp chửi ầm lên, nói. Đại gia mày, bọn ông mày đấu giá mua chính là nguyên khối kim ti linh đồng, đồ vật bên trong đương nhiên là của chúng ta. Phong Phi Vân kéo Tất Trữ Xuất muốn xông lên lại. Nhìn tên thiếu chủ gia tộc cười nói. Vị bằng hữu này, người đã giảng đạo lý như thế, vậy thì mời ngươi lên đấu giá đài hảo hảo lý luận một phen. Tên thiếu chủ gia tộc này mang theo vài phần mỉa mai, không sợ Phong Phi Vân và Tất Trữ Xuất nháo sự trong Ngân Câu Phường, vì vậy đi lên đấu giá đài. Hắn cười nói. Ngươi định lý luận như thế nào? Phong Phi Vân đi tới trước mặt hắn, không nói câu nào, trực tiếp đánh ra một cái tát. Đánh tên thiếu chủ này bay lên không trung, xoay tròn ba vòng mới té cái rầm xuống đất. Hàm răng của tên thiếu chủ gia tộc này rơi xuống đất, mặt sưng lên như đầu heo, quát. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Toàn trường xôn xao, có người dám ở trong Ngân Câu Phương công khai đánh người, còn đánh thiếu chủ một gia tộc cổ xưa. Bốn lão giả xông lên đấu giá đài trước tiên, nâng đỡ thiếu chủ của mình lại, lúc này dùng khí thế kinh người áp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chắp tay sau lưng, không sợ hãi chút nào, cười nói. Ta không phải người nói đạo lý, ta cũng không cần phải nói đạo lý. Tiếp theo ánh mắt lẫm liệt, lạnh nhạt nói. Thật cho rằng bổn thiếu gia là quả hồng mềm, người nào cũng có thể bóp một cái sao. Lớn mật, dám đánh thiếu chủ Trần gia, người có biết Trần gia chính là một trong 10 đại gia tộc trong Thương Khung Phủ hay không? Một lão giả gầy như que củi quát lớn. Trần gia thật sự là một trong những gia tộc tu tiên lớn trong Thương Khung Phủ, chủ nhân chính là Nạp Lan Môn Phiệt, cái gọi là 10 gia tộc tu tiên cũng chỉ phụ thuộc vào Nạp Lan Môn Phiệt mà thôi. Lão giả khác hai mắt phát lạnh, nói. Dám ở phòng đấu giá Ngân Câu Phường sinh sự, tiểu tử, người không đặt Ngân Câu Phiệt vào mắt sao? Việc này đã kinh động cao tầng Ngân Câu Phường, ngay cả chủ sự phòng đấu giá cũng chạy tới. Yên lặng, các ngươi xem phòng đấu giá Ngân Câu Phường thàn noi nót. Đông Phương chủ sự nâng cái bụng to đi lên đấu giá đài. Phong Phi Vân nhận ra trung niên mập mạp này, chính là Đông Phương Tiếu nấu rượu luận thiên hạ với hắn ở Nam Thái Phủ Thiên Hoa Cổ Thành, kiến thức uyên ác, khôn khéo dị thường. Sớm biết hắn có địa vị không thấp trong Ngân Câu Phiệt, không nghĩ tới hắn còn là chủ sự phòng đấu giá Ngân Câu Tổng Phường, là phòng đấu giá lớn nhất thiên hạ. Mập mạp chết bầm này không ngờ có địa vị cao như thế. Tất Trữ Xuất thấp giọng lẩm bẩm nói một câu. Cả phòng đấu giá yên tĩnh lại, một trưởng lão Trần gia cung kính cúi đầu với Đông Phương Tiếu, nói. Đông Phương chủ sự đại nhân, việc này. Không cần nói nữa, ta biết rồi một. Đông Phương Tiếu khoác tay bảo hắn dừng, sau đó nói thêm. Việc này là các ngươi sai trước, thật sự là cố tình gây sự, kim ti linh đầu phòng đấu giá đã bán cho thiếu chủ Phong gia, như vậy cho dù trong kim ti linh đồng có bảo vật gì, đó cũng là đồ vật của Phong gia thiếu chủ. Kim ti linh đồng cũng không phải của Ngân Câu Phường, xử lý như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Ngân Câu Phường cả. Thiếu chủ Trần gia ăn linh đan vào, trải qua điều tức, cái mặt bị đánh sưng đã khôi phục lại, đầy giận dữ nói. Đông Phương chủ sự,
chẳng lẽ ngươi không thấy hắn động thủ đánh người trước sao? Đây là quấy rối trật tự phòng đấu giá, nên bị trừng phạt. Đông Phương Thiếu nói, hắn không có giết ngươi đã là khắc chế lắm rồi, ngươi có biết hắn là ai không? Thiếu chủ Trần gia nói, hắn là ai? Yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Đông Phương Thiếu cười nhạt nói ra, vốn trên mặt thiếu chủ Trần gia còn đầy khinh thường, nhưng mà sau khi nghe xong lại cả kinh, nói. Cái gì, hắn chính là Phong Phi Vân. Bốn trưởng lão Trần gia nghe xong cũng biến sắc. Đám khách nhân trong phòng đấu giá giật mình, khó trách chủ sự phòng đấu giá lại đứng bên thiếu niên này, thì ra là đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều, không chỉ là thiếu chủ Phong gia Nam Thái Phủ, còn là người thừa kế thần vương, ai dám đắc tội chứ? Thiếu chủ Trần gia và yêu ma chi tử, Ngân Cầu Phường tự nhiên lựa chọn thứ hai rồi. Trong phòng đấu giá có mấy đại lão vốn có suy nghĩ không tinh khiết, nhưng mà sau khi biết rõ thân phận Phong Phi Vân, đều bỏ qua suy nghĩ cướp đoạt, dù sao thần đâu có thần vương tọa chấn, tu sĩ thế hệ trước không ai dám động tới Phong Phi Vân. Trong thế hệ trẻ có thể tranh phong với Phong Phi Vân cũng không có mấy người. Tuy thiếu chủ Trần gia không cam lòng, nhưng mà vẫn xám xịt rời khỏi phòng đấu giá. Trần gia bọn họ trong bảng các thế lực lớn cũng không tính là thượng đẳng, mà Phong gia xếp hạng thứ 19, nào dám liều mạng với Phong gia. Trận khôi hài này đã chấm dứt, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, kiện bảo vật thứ 3 được đưa lên. Đây là tiểu linh quả nhỏ như nắm đấm, toàn thân màu đỏ thắm, óng ánh sáng long lanh như phỉ thúy. Tư Mã Chiếu Tuyết lấy ngọc tạp ra, lại thì thầm. Bảo vật thứ 3, chính là linh quả không biết tên. Trải qua bảo sư chuyên nghiệp của Ngân Câu Phường kiểm tra, phát hiện nước trái cây này có dược lực tương đương linh thảo ngàn năm, bởi vậy có thể chứng minh giá trị của linh quả này giống với linh thảo ngàn năm. Nhưng mà linh quả này là linh vật độc nhất vô nhị, cho nên giá cả linh quả này định vị 20 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá trị linh thảo ngàn năm cũng chỉ 10 viên linh thạch, phần lớn linh thảo ngàn năm có thể dùng luyện chế linh đan. Sở dĩ có rất nhiều người mua sắm chính là vì dược lực linh quả có thể so sánh với linh thảo ngàn năm, nhưng không ai biết dược tính của nó là gì. Cũng nói đúng hơn, đây là gân gà, rất nhiều người không muốn phí nhiều linh thạch mua thứ mà mình không biết, trong lúc nhất thời không ai động bài. 40 linh thạch, tất chữ xuất lại quá lớn, là ghế 323. Cả phòng đấu giá đều đã quen rồi, bất cứ bảo vật gì mang ra đấu giá, tên này cũng sẽ nâng giá lên gấp đôi. Yêu ma chi tử quả nhiên có tiền không chỗ tiêu, để cho bằng hữu của hắn tùy ý tiêu xài. Có người thấp giọng nói ra. Người ta mới kiếm lời một số lớn, đây chính là cự bảo mấy vạn linh thạch, cho bằng hữu xài một chút cũng không có gì lớn. Người bên cạnh cười nói. Nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phường đều là nghiệm bảo sư cao cấp nhất của thần tấn vương triều, kim ti linh đồng chỉ là một lần ngoài ý muốn, không có khả năng sai lầm lần thứ hai. Không có ai ra giá. Linh quả này bị Phong Phi Vân dùng 40 linh thạch mua được. Thiếu chủ Trần gia chủ động đứng lên, cười lạnh nói. Phong Phi Vân, người tốn hao cái giá cao gấp 4 lần mua linh quả chỉ sánh ngang một cây linh thảo ngàn năm, chẳng lẽ người nắm được huyền cơ của linh quả, thậm chí còn biết nhiều hơn cả nghiệm bảo sư Ngân Câu Phường sao? Tất cả mọi người biết rõ thiếu chủ Trần gia đang canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi, cho nên cố ý nói móc Phong Phi Vân, đang nhìn Phong Phi Vân ứng phó thế nào. Phong Phi Vân ngồi ở chỗ đó, trầm mặc nửa ngày, lúc này đứng lên nói. Phong Phi Vân ta cũng không phải kẻ tùy ý cho bằng hữu xài tiền loạn, dùng giá cao mua linh quả này, bởi vì nó đáng giá tiền như thế. Mọi người thấy Phong Phi Vân chấn định tới khó tin, cả đám đang yên lặng nhìn hắn, đang sợ mình lại nhìn lầm. Phong Phi Vân trực tiếp đi lên đấu giá đài, cầm linh quả vào trong tay, nhìn tất cả mọi người bên dưới, nói. Đây là bạn sinh chu quả. Mà chu quả có giá tới 10 vạn linh thạch, nhưng mà bạn sinh chu quả lại cung cấp chất dinh dưỡng thai nghén phôi thai mà thôi, mọi người nhìn tốt. Bàn tay Phong Phi Vân bốc cháy, bạn sinh chu quả nằm trong ngọn lửa chậm rãi biến thành trong suốt, chỉ cần tu tiên giả có chút thị lực hơn người đều nhìn thấy trong linh quả này có tiểu tầm màu vàng nhúc nhích. Tiểu tầm này giống như thai nhi đang ngủ say, hô hấp đều đều, chậm rãi hấp thu linh khí trong linh quả. Ông trời ơi, đó là trứng kim tầm. Một lão giả tiên phong đạo cốt trực tiếp lao ra khỏi ghế chí tôn. Trên người lão giả này có tiên linh chi khí tinh thuần vần quanh, trong tay cầm phất trăng màu trắng bạc, đôi mắt giả nua mang theo thần hoa chói mắt.
Lão giả này ngồi trong ghế chí tôn số 1, bởi vậy có thể thấy hắn là người có đủ năng lực tiêu phí siêu phàm, thân phận địa vị không thể đo lường. Ngay cả đại nhân vật như thế còn thất thố như vậy, bởi vậy có thể thấy rõ kim tằm trong linh quả này có lai lịch cỡ nào. Trứng kim tằm là thứ gì? Ngay cả Phong Phi Vân cũng kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy trong linh quả sinh ra tính mạng chấn động cực kỳ yếu ớt, nhưng mà không biết bên trong là kim tằm. Sinh vật trong thiên hạ có hơn 100 triệu loại, cho dù Phong Phi Vân kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa chắc biết được 1/10. Thân thể lão đạo này chấn động, cũng xuất hiện trên đài đấu giá, nhìn chằm chằm vào linh quả trong tay Phong Phi Vân, hai mắt kích động, nói. Đây là thánh vật huyền môn, đạo kính hội nguyên có ghi lại, trứng kim tầm sinh ra trong thiên đạo, ăn thiên đạo quy tắc mà phát triển, nếu có thể nuôi trứng kim tầm trong tử phủ nội cung, có thể thay thế bổn mạng linh khí, trợ tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo. Trong truyền thuyết, có một vị kỳ nhân Phật đạo song tu, tên là Phật Tàm Tử, trong tử phủ nội cung của hắn có gieo kim tằm, cho nên mới đột phá cảnh giới chân nhân, sau đó đạt tới cảnh giới cao hơn, bước vào tiên đạo. Lão đạo hai tay phát run, nói. Bần đạo nguyện ý dùng 3 vạn linh thạch đổi lấy kim tằm này. Phong Phi Vân sững sờ, một con kim tằm giá 3 vạn linh thạch, quả thật là cao hơn dự đoán của hắn gấp mấy chục lần. Lão đạo thấy Phong Phi Vân chần chờ, liền nói. Bần đạo cũng biết 3 vạn linh thạch rất khó mua kim tằm, nhưng mà hiện tại trong người không có nhiều linh thạch như thế, ta còn có một gốc linh thảo 4.000 năm, tích linh hoa hồng, giá trị cũng không dưới 1.000 linh thạch, nếu như tiểu hữu đồng ý chuyển nhượng cho bần đạo, như vậy tính bần đạo thiếu tiểu hữu một nhân tình. Không biết đạo trưởng xưng hô thế nào? Phong Phi Vân nói. Bần đạo chữ Tiên Phong. Lão đạo vuốt râu nói. Cái tên này càng kinh người, cả phòng đấu giá chấn động. Chữ Tiên Phong, đây chính là một trong 3 tán nhân của đạo gia, 500 năm trước đã là thiên mệnh cửu trọng thượng vị cự phách, ngay cả trưởng giáo đạo môn nhìn thấy hắn cũng phải kêu một tiếng sư thúc, có bối phận cực cao trong tu tiên giới. Đây chính là người cùng thế hệ với thần vương, đã mấy trăm năm không đi lại tu tiên giới, khó trách có thể ngồi ghế chí tôn số 1, đây quả thật là siêu cấp đại lão, trưởng giáo tiên môn cỡ lớn gặp hắn cũng phải hành lễ. Được, thành giao. Phong Phi Vân sảng khoái đáp ứng, giao bạn sinh chu quả cho chữ Tiên Phong. Nói đùa, đây chính là tán nhân của đạo gia, một nhân vật như thế thiếu mình một nhân tình, tuyệt đối là chuyện còn tốt hơn cả kiếm linh thạch. Chữ Tiên Phong tiếp nhận linh quả, không cách nào che giấu thần sắc kích động, càng không ngừng cảm tạ Phong Phi Vân, giao 3 vạn linh thạch và góc tích linh hoa hồng cho Phong Phi Vân nhắn hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi phòng đấu giá. Sau khi chữ Tiên Phong rời đi, cả phòng đấu giá nhanh chóng lâm vào hỗn loạn, 2 kiện kỳ bảo tuyệt thế xuất thế, đều không nằm trong tay của mình, bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh. Yêu ma chi tử kiếm lời quá lớn, dùng giá thấp mua được 2 bảo vật, kiếm được mấy vạn viên linh thạch, cho dù bán một tiên môn cũng khôn bán quá mấy vạn linh thạch a. Đám nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phường quá không cẩn thận, quả thật có mắt không thấy chân bảo. Chính các ngươi không có nhìn ra, còn trách người khác. Xem ra nhãn lực của yêu ma chi tử thật lợi hại. Trong phòng đấu giá có rất nhiều người suy nghĩ giống nhau, cảm thấy nhãn lực Phong Phi Vân kinh người, lòng dạ thầm quyết định, nếu như tiếp tục có bảo vật gì mà hắn ra giá, cho dù dốc toàn bộ gia tài cũng phải chiến đấu tới cùng. Quả thật đáng giận, tuyệt đối không thể để yêu ma chi tử chiếm tiện nghi thêm. Thiếu chủ Trần gia nắm chặt 2 đấm. Trải qua 2 lần có bảo vật kinh thiên xuất thế, thần sắc người ở đây kích động không thôi. 2 mắt sáng ngời, có người nhìn chằm chằm vào đấu giá đài, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Nghiễm nhiên Phong Phi Vân đã biến thành cọc tiêu, chỉ cần hắn ra tay, người ta sẽ xông lên. Đương nhiên người ở đây cũng không phải ngu xuẩn, không có quá mù quáng ra tay, rất nhiều người dùng thần thức chú ý tới biểu lộ biến hóa vị diệu của Phong Phi Vân, chỉ cần Phong Phi Vân có một tia chấn động, như vậy nói rõ bảo vật có vấn đề. Kiện bảo vật thứ 4 và thứ 5 đều bị tất chữ xuất dùng giá không cao hơn 100 linh thạch mua lại, dù có người đấu giá theo nhưng không có cạnh tranh kịch liệt. Thẳng tới khi kiện bảo vật thứ 6 được đưa lên. Đây là một quyển thư pháp, rộng chừng 3 mét, dài chừng 13 mét. Sau khi mở quyển trục này ra, chữ trên đó mang theo khí thế bàng bạc tỏa ra chung quanh, kiểu chữ mạnh mẽ, tràn ngập sức bật, giống như mỗi chữ mang theo lực lượng vô cùng vô tận, va chạm là chấn động nhân tâm. Đây không chỉ là bức thư pháp, trong thư pháp còn ngưng tụ đạo tắc nào đó. Thư pháp này sau khi trình lên, sắc mặt tất chữ xuất lập tức mất tự nhiên,
đây chính là đồ giỏm của Đường sư mà hắn giao cho Ngân Câu Phường đấu giá. Phong Phi Vân biểu lộ càng khoa trương, hai mắt mở to, đồng tử bắt đầu phóng đại, không kìm lòng được nắm tay Tất Chữ Xuất, biểu lộ khoa trương này lập tức làm Tất Chữ Xuất mờ mịt. Đồ giỏm mà thôi, làm gì kích động như thế? Rất nhanh, Phong Phi Vân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ phong đạm vân khinh, biểu lộ lạnh nhạt lại như trước. Nhưng mà biểu lộ khoa trương này vẫn làm rất nhiều người trong phòng đấu giá chú ý tới, một đám bắt đầu hăng máu gà, trong lòng thầm nghĩ xem ra có bảo vật tuyệt thế xuất thế. Yêu ma chi tử quả thật xảo trá, lần này ngươi giả cũng không dùng được cái gì, kiện bảo vật này ta mua chắc rồi. Một lão giả cự phách hai mắt bắn tinh quang, nhìn chằm chằm vào đấu giá đài. Đây tuyệt đối là bảo vật có giá trị liên thành, cho dù dốc toàn bộ túi tiền cũng phải mua được nó. Tuyệt đối không để Phong Phi Vân dùng giá thấp mua được. Có rất nhiều người nghĩ trong lòng như thế. Tư Mã Chiêu Tuyết kinh ngạc, bảo vật này vừa mới đưa lên đấu giá đài, hào khí bên dưới đã khẩn trương, ngay cả nàng cũng cảm nhận được. Nàng dùng ngạp tạp giơ lên cao, nói. Bảo vật thứ 6, Thiên Hạ Cực Sử, đây là bút tích của đế vương đầu tiên của Thần Tấn Vương Triều khi vừa đăng cơ, tâm tình sôi sục đã ở trong nội cung tự tay viết xuống. Bên trong thai nghén thiên đạo của Tấn Đề, thậm chí rất nhiều tuyệt học của hoàng tộc đều diễn biến từ bên trong ra. Nếu thật sự là Thiên Hà Cực Sử, kiện bảo vật vô giá như thế vì sao Ngân Câu Phường dám xuất ra bán đấu giá, chỉ tiết nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phương cẩn thận xem xét, đây chỉ là đồ giỏm. Tư Mã Chiêu Tuyết vừa dứt lời, phía dưới có tiếng cười vang. Có người tràn đầy tự tin nói. Thư pháp Tấn Đế đời đầu tiên chính là thánh vật. Mặc dù là đồ giỏm cũng có giá trị cất chứa. Ánh mắt nghiệm bảo sư Ngân Câu Phường thật đáng làm người ta lo lắng, ta không tin tưởng bọn họ bao nhiêu, ta tin tưởng vào chính mình, đồ giỏm này ta muốn chắc rồi. Thiếu chủ Trần gia làm ra bộ dáng nhất định phải có. Rất nhiều người mắng thiếu chủ Trần gia đúng là đồ ngu ngốc, đã biết rõ đây là chính phẩm, còn nói ra lời này nữa, đây chẳng phải đang cố ý muốn dùng giá thấp mua được sao? Ta vô cùng kính ngưỡng Tấn Đế đầu tiên là thiên nhân, chỉ tiếc không cách nào đạt được bút tích thật của lão nhân gia, nhưng nếu như có thể sưu tầm đồ giỏm ta cũng cảm thấy mãn nguyện, cho dù tán ra bại sản ta cũng nguyện ý mua về cung phụng. Một cự phách rơi lệ lã chã. Phong Phi Vân cười thầm trong lòng, đám người này đúng là biết kiếm cớ, nhưng nếu thật sự là thư pháp thật, nó thật sự có lực lượng đánh chết cự phách, có thể so sánh với tuyệt đại sát binh, là bảo vật vô giá, bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Chỉ tiếc vào 3.000 năm trước, tu tiên giới có Đường sư là đại lừa gạt của tu tiên giới, tuy làm giả ra đại khí huy hoàng, nhưng mà chữ viết thật sự không có lực lượng gì cả. Trên thực tế đạo của Tấn Đế đầu tiên không phải Đường sư có thể vẽ ra được, đừng nói là một quyển thư pháp đanh chết cự phách, cho dù là thiên mệnh nhất trọng cũng không thể chấn trụ nổi. Đồ giỏm Thiên Hà Cực Sử đặt giá 30 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 linh thạch, bắt đầu đấu giá. Tư Mã Chiêu Tuyết ôn nhu nói ra. Nàng vừa dứt lời đã có mấy trăm người hô lên. 30 linh thạch, 35 linh thạch, 50 linh thạch. Phòng đấu giá Ngân Câu Phường không ngừng xuất hiện cảnh tranh giá kịch liệt. Mấy trăm người hô to, âm thanh hô giá lộn xộn, thường thường cái giá vừa hô lên đã có giá khác nâng cao lên. Tất Chữ Xuất trợn mắt há hốc mồm, trong lòng im lặng, chẳng lẽ những người này ngu ngốc hay sao? Một bức tranh giỏm lại tranh nhau đầu rơi máu chảy. Tuy trong lòng rất không hiểu được, nhưng mà hắn cũng cực kỳ vui mừng, dù sao cũng là của hắn, giá càng cao thì hắn cũng kiếm càng nhiều. 80 linh thạch, 90 linh thạch, 100 linh thạch. Giá cả nhanh chóng vượt qua 100 linh thạch. 100 linh thạch đã là cái giá rất cao, tương đương với 3.000 vạn kim tệ, 3 tỷ ngân tệ, trong thế giới người bình thường có xài cả đời cũng không hết, nhưng mà trong mắt tu tiên giới, đây chỉ là khoản tiền lớn. Trong lòng Phong Phi Vân cười như nở hoa, quyết định tăng thêm mồi lửa, đứng lên, khí thế khiếp người nói. Ta ra 500 linh thạch, đồ giỏm Thiên Hà Cực Sử này là của ta. Giọng của Phong Phi Vân tiếng chuông lớn, chấn nhiếp toàn trường, cả phòng đấu giá kêu ông ông. Trực tiếp tăng giá gấp 5 lần. Tuy Tất Chữ Xuất không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy nụ cười gian trá của Phong Phi Vân, hắn đại khái đã suy đoán ra quan hệ trong đó có liên quan tới hắn. Trong lòng thầm mắng. Con hàng này cũng gài hàng quá ác, vạn nhất có người táng ra bại sản mua được, thê tử ly tán, cửa nát nhà tan. Nhưng mà ta thích, hắc hắc. Trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, thiếu chủ Trần gia hừ lạnh, nói.
Phong Phi Vân quá không tôn trọng Tấn Đế đầu tiên rồi, cho rằng 500 linh thạch có thể mua đồ giỏm thiên hà cực sử, ta ra 600 linh thạch. Sắc mặt Phong Phi Vân trầm xuống, hắn giả ra bộ dáng tức giận, nói. Bức thiên hà cực sử này tuy chỉ là đồ giỏm, nhưng mà xuất xứ từ trong tay đường sư, nói thật cho ngươi biết, bằng hữu bên cạnh ta chính là con cháu của đường sư. Hắn chỉ là muốn lấy tổ vật trở về, bức thư pháp giỏm này là tổ tổ gia gia hắn làm ra, các ngươi ai đoạt với ta, chính là không tôn trọng hậu nhân đường sư. Phong Phi Vân biểu lộ nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào. Tất chữ xuất lại rất phối hợp, trực tiếp quỳ lên mặt đất, gương mặt đầy nước mắt, không ngừng dập đầu với bức thư pháp giỏm, kêu to. Tổ tổ gia gia, con cháu bất hiếu, tới đây tiếp ngươi về nhà. Vô sỉ. Rất nhiều người mắng trong lòng. Yêu ma chi tử quả nhiên muốn có được bút tích thật của Tấn Đế, quả thật không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, há có thể lừa gạt ta. Ta dám xác định đường sư căn bản không có hậu nhân, yêu ma chi tử nói dối, xem ra bức thiên hà cực sử này là thật không nghi ngờ. Một lão giả áo bào tím trong ghế chí tôn nói ra. Lão giả ám tím này chính là phó động chủ Tư Minh Thi Động, địa vị chỉ dưới Tử Minh Vương động chủ mà thôi. Tử Minh Thi Động, đệ tử chữ thiên Sở Cực Bắc đã ở bên cạnh ghế chí tôn. Thần sắc Sở Cực Bắc khẽ động, nói. Tấn Đế đầu tiên là cường giả tuyệt thế, mà ngay cả nữ đế Long Khương Linh khi còn tại vị cũng phải tự nhận tu vị không bằng, tự nói tu vị mình không kịp ba thành thủy tổ hoàng đế. Thiên hà cực sử ẩn chứa đạo đỉnh phong của Tấn Đế đầu tiên, một cây ết tế bức thư pháp này ra, thiên hạ ma tu tránh lui, nói không chừng còn có thể trấn áp ma đồ. Phó động chủ Tư Minh Thi Động gật đầu, nói. Thủy tổ hoàng dế văn chương đúng là đủ trấn áp tà ma, đặc biệt là dương giới tam dị và âm giới tam tà, có được năng lực khắc chế cực mạnh, bức thiên hà cực sử này cho dù thế nào cũng phải chiếm tới tay. Các ngươi quá không tôn trọng hậu nhân của đường sư tiền bối. Phong Phi Vân nổi trận lôi đình, nói. Ta ra 1000 linh thạch, ai dám đấu giá với ta? Phong Phi Vân, đây là ngân câu phường. Ai có tiền chính là đại gia, ngươi cho rằng uy hiếp chúng ta không dám tranh với ngươi sao, 1100 linh thạch. Thiếu chủ Trần gia cười lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Phong Phi Vân, cảm thấy mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cũng đã để ngươi chiếm 2 lần đại tiện nghi, há có thể cho ngươi chiếm lần thứ 3. Phong Phi Vân quả thật tức muốn thổ huyết, tức giận tóc dựng đứng lên. Giá cả tăng nhanh lên tới 1100 linh thạch. Rất nhiều người đã bắt đầu đi vay tiền khắp nơi, thề sống chết cũng phải đập bức thiên hà cực sử vào tay của mình, cho dù mua với giá trên trời cũng được, đây là cơ hội tốt, không ai muốn bỏ qua. Hiện tại có hơn 100 người đang cạnh tranh, chiếm 7 thành là khách quý, có 3 thành là siêu cấp đại lão ghế chí tôn. Những người này sau lưng đều có thế lực lớn siêu cấp chèo chống, có thể tham gia đấu giá hội đỉnh phong, tự nhiên linh thạch rất sung túc. Ta ra 2000 linh thạch. Có người hô to, 2100 linh thạch, 2200 linh thạch, 2300 linh thạch, 3000 linh thạch, thiếu chủ Trần gia nghiêm mặt hô giá. Trần gia bọn họ có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, tăng thêm tích lũy ngàn năm, muốn xuất ra 3000 linh thạch cũng không phải việc khó, nhưng mà thịt vẫn đau. 5000 linh thạch, phó động chủ Tử Minh Thi Động hơi nhắm mắt lại, bắt đầu hô giá. Nhưng mà 5000 linh thạch cũng không đủ dọa mọi người, vẫn có hơn 10 người ra giá, phàm là lưu tới bây giờ đều là siêu cấp thế lực chân chính. 5300 linh thạch, 5500 linh thạch, đã có giá hơn 5000 linh thạch, cho dù là các đại lão cũng phải cẩn thận, tốc độ tăng giá chậm dần. Đông Phương Tiếu đứng ở hậu trường nhíu mày, đồ giỏm này lại bán được giá trên trời. Chủ sự phòng đấu giá này bắt đầu hoài nghi, vì vậy vội vàng gọi người bảo nghiệm bảo sư tới đây. Sau khi giá cả tăng lên 6000 linh thạch, tất cả mọi người rời khỏi cạnh tranh, hiện tại chỉ còn 8 người đấu giá. Phong Phi Vân xoa nắm đấm, nói. Ta ra 10000 linh thạch, nếu ai có giá tiền cao hơn, con mẹ nó hôm nay ta không đấu giá nữa. Tất nhiên có người hiểu Phong Phi Vân hiện tại tâm tình phát điên, nhưng mà trong lòng cười thầm. 2 lần trước bản thân mình bộc lộ tài năng quá lớn, có hại chịu thiệt cũng đáng đời. Bút tích thật của Tấn Đế đầu tiên. Giá trị thiên hạ cực sử cơ hồ sánh ngang trứng kim tằm, đương nhiên trứng kim tằm là Phong Phi Vân dùng giá thấp chuyển nhượng cho chữ thiên phong, giá thật của nó còn cao hơn 30000 linh thạch rất nhiều. Nhưng mà luận trình độ thực dụng, trứng kim tằm tuyệt đối không bằng thiên hạ cực sử,
đặc biệt là với cự phách thiên mệnh cửu trọng sắp độ thiên kiếp, bởi vì nó có hấp dẫn chí mạng. Tuy mọi người đều biết Phong Phi Vân vừa rồi đã kiếm lời 3 vạn linh thạch, nhưng mà mang 3 vạn linh thạch ra tiêu xài, mua thứ không dùng được, bất luận kẻ nào cũng đau lòng, cho nên mọi người suy đoán cực hạn của Phong Phi Vân là 1 vạn linh thạch. Rất nhiều người bị cái giá 1 vạn linh thạch hù sợ. 1 vạn 5 ngàn linh thạch. Phó động chủ Tử Minh Thi động cơ mặt co rút. 1 vạn 5 ngàn linh thạch, cái giá này đã là cực hạn của hắn, cơ hồ tích xúc mấy trăm năm trên người hắn đã tiêu xài sạch, còn điều động tài sản Tử Minh Thi động thật nhiều. Sắc mặt Phong Phi Vân tái nhợt, giống như quả bóng da xì hơi, co quắp ngồi trên ghế. Sở Cực Bắc và phó động chủ Tử Minh Thi động nhìn bộ dáng của Phong Phi Vân thì cười tươi, trong lòng vui vẻ tới cực điểm. Yêu ma chi tử từng làm Tử Minh Thi động chúng ta ăn thiệt thòi lớn, nhìn thấy bộ dáng của hắn hiện giờ ta vui vẻ tới cực điểm. 2 vạn linh thạch, đột nhiên có giọng nói vang lên. Sắc mặt Sở Cực Bắt tươi cười cứng đơ. Oanh, phó động chủ Tử Minh Thi động võ án một cái, sắc mặt âm trầm lợi hại, còn có người dám tăng giá. Rốt cuộc là ai? Ngay cả Phong Phi Vân cũng kinh ngạc đứng dậy, không nghĩ tới người tăng giá. Ta, Bắc Minh Phá Thiên dẫn theo một đám vương hầu tuấn tài đi tới, đi ra từ trong phòng chí tôn, thân hình nghiêm trang, tôn quý và ngạo mạn, cười cười, nói. Vị tiền bối này, thật sự xin lỗi, thiên hà cực sử phải quy cho Bắc Minh Việt chúng ta rồi. 2 vạn linh thạch lần 1, 2 vạn linh thạch lần 2, 2 vạn linh thạch lần 3, thành giao, bức thiên hà cực sử này quy cho Bắc Minh công tử ghế chí tôn số 4. Bắc Minh Việt đúng là tài đại khí thô. Phong Phi Vân kéo tất chữ xuất đi ra khỏi phòng đấu giá, trong lòng tưởng tượng cảnh Bắc Minh Phá Thiên phát hiện thiên hà cực sử chỉ là đồ dỏm, chắc chắn biểu lộ rất đặc sắc, Phong Phi Vân kéo tất chữ xuất tươi cười ra ngoài. Cười tới mức ôm bụng nằm trên mặt đất. Vốn Phong Phi Vienna chỉ muốn giúp tất chữ xuất kiếm đủ linh thạch chuộc thân cho Tư Mã Chiêu Tuyết, nhưng không nghĩ tới Bắc Minh Phá Thiên tự nhảy vào hố, tốn hao 2 vạn linh thạch. Sau khi Bắc Minh Phá Thiên phát hiện mình bị Phong Phi Vân lừa, tất nhiên sẽ dốc sức liều mạng với Phong Phi Vân, Phong Phi Vân tự nhiên không ngồi ở đó nữa, mà đi ra cửa, chờ hắn tìm tới cửa đã, Phong Phi Vân kéo tất chữ xuất rời phòng đấu giá. Đấu giá tiếp tục, Phong Phi Vân đã không quan tâm, đang ở trong hậu trường phòng đấu giá tiếp tục chờ. Phong Phi Vân có 2 kiện linh khí là Đại Phong Kỳ và Đồng Lô Thai cũng bán được giá bình thường. Đại Phong Kỳ bán được 400 linh thạch. Đồng Lô Thai bán ra được 700 linh thạch. Về phần khối kim ti linh thạch cấp 13, cả thần Tấn Vương triều đoán chừng hơn ngàn năm qua không có một khối, cho dù có thì tiền cũng không mua được. Chủ yếu nhất là kim ti linh thạch, linh khí của nó còn tinh thuần hơn linh thạch gấp 5 lần, hơn nữa số lượng linh khí còn nhiều hơn chân diệu linh thạch gấp 10 vạn lần. Dùng kim ti linh thạch tu luyện còn nhanh hơn dùng chân diệu linh thạch gấp mấy chục lần. Ví dụ như Phong Phi Vân lợi dụng chân diệu linh thạch, cần tu luyện 200 năm mới có thể đạt tới cấp bậc cự phách, nhưng mà sử dụng kim ti linh thạch thì chỉ cần vài năm là đạt tới cự phách. Hơn nữa kim ti trong kim ti linh thạch còn có thể chế tạo rất nhiều linh khí, Phong Phi Vân càng không có khả năng bán nó đi. Phong Phi Vân tổng cộng thu nhập 3.1100 viên linh thạch, còn có một gốc tích linh hoa hồng 4.000 năm, khấu trừ cho phòng đấu giá 1%, như vậy Phong Phi Vân cuối cùng cũng thu hơn 3 vạn linh thạch. Đấu giá long thạch trụ, kim ti linh đồng, xen lẫn bạn sinh chu quả, tiền do ta trả. Tất chữ xuất cũng thu được 2 vạn viên linh thạch cho nên rất hào phóng. Dù sao 3 thứ này cộng lại cũng không vượt qua 200 linh thạch, Phong Phi Vân cũng nên cho hắn trả tiền. Tất chữ xuất kích động rời đi. Phong Phi Vân nhìn theo bóng lưng của hắn, nhíu mày một chút, gọi hắn nói. Tất chữ xuất, ngươi thật muốn chuộc thân cho Tư Đồ Chiêu Tuyết sao? Phong Phi Vân, ngươi làm chuyện xấu bất tận, lừa gạt vô số người, nhưng mà hôm nay ngươi làm chuyện tốt, ngươi yên tâm. Ta và Tuyết Nhi sẽ cảm kích ngươi. Tất chữ xuất lộ ra 2 hàm răng trắng noãn. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, thời điểm này khuyên hắn không được, chỉ cười nói. Vậy chúc mừng ngươi, đúng rồi, nếu như ngươi có ngày lâm vào bước đường cùng, cũng đừng quên bằng hữu là ta đấy. Ha ha, chỉ sợ không có cơ hội đâu, sau khi chuộc thân cho Tuyết Nhi, chúng ta sẽ rời khỏi thần đô, đi chân trời xa xăm, muốn gặp lại phải xem duyên phận. Tất chữ xuất nội tâm đang cười, nhưng mà đang thương cảm, hắn đã xem Phong Phi Vân là bằng hữu. Hắn xoay người rời đi, con mắt đã ướt át.
Đối với tu tiên giả mà nói, thế giới này quá mênh mông, mỗi lần cách biệt cũng có khả năng là vĩnh viễn. Trong mắt Phong Phi Vân vẫn mang theo sầu lo như trước, không có ngăn cản hắn, mỗi người đều có đường phải đi của mình. Hôm nay trên người tiền tài đầy đủ, Phong Phi Vân đi mua sắm dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân hiện tại trong người có 8.456 đầu dị thú chiến hồn, còn thiếu 1.544 đầu dị thú chiến hồn, như vậy mới có thể tu thành công vạn thí chiến thể. Vẫn là San Di mang theo Phong Phi Vân đi tới nơi bán dị thú chiến hồn. Phong công tử, không biết người muốn mua dị thú chiến hồn bao nhiêu năm? San Di cẩn thận hỏi thăm, thiếu nữ trẻ tuổi này vừa kính vừa sợ Phong Phi Vân, đây chính là yêu ma chi tử đứng thứ 3 trong hạ sử thi thiên tài bảng. Phong Phi Vân nói, không biết Ngân Câu phường có dị thú chiến hồn cấp bậc nào? Tại Ngân Câu tổng phường này đều là dị thú chiến hồn cường đại nhất. Tu luyện thấp nhất cũng là dị thú chiến hồn tu vị 500 năm, nếu như mua giá cao cũng có thể cung cấp linh thú chiến hồn ngàn năm. San Di nói, linh thú chiến hồn ngàn năm cường đại tới mức đã có thể chiến với cự phách, dùng tu vị Phong Phi Vân hiện giờ không cách nào dung nhập linh thú chiến hồn vào trong người, cho nên không có cân nhắc nó trong phạm vi luyện hóa. Rất nhanh cũng đã đi tới bên ngoài cung điện buôn bán dị thú hiến hồn. Đây là tòa đại điện thủy tinh khổng lồ màu xanh da trời. Cao tới 70 mét, tổng cộng chia thành 5 tầng, mỗi tầng đều lớn như sân bóng đá lớn, tòa kiến trúc khổng lồ như vậy, khí thế thật suy to lớn, người đứng ở dưới nhìn lên sẽ cảm thấy mình giống như con kiến. Bình thường mà nói, dị thú chiến hồn tu vị 500 năm cần một hạt chân diệu linh thạch, cũng chính là 1/10 khối chân diệu linh thạch. Dị thú chiến hồn tu vị 600 năm, cần nửa khối chân diệu linh thạch. Dị thú chiến hồn tu vị 700 năm. Chiến lực có thể so sánh với tu sĩ thiên mệnh tam trọng đến tứ trọng, cần 100 khối chân diệu linh thạch mới có thể mua sắm. Dị thú chiến hồn tu vị 900 năm, chiến lực so sánh với tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng tới lục trọng, cần 1.000 khối chân diệu linh thạch mới có thể mua sắm. Linh thú chiến hồn ngàn năm, cần 1.000.000 chân diệu linh thạch mới có thể mua sắm. Dị thú chiến hồn bình thường đều dùng luyện hóa dung nhập vào cơ thể, tăng cường độ thân thể và lực lượng lên. Nhưng mà không phải dị thú chiến hồn càng lâu năm thì nhất định càng tốt, nếu chiến lực dị thú chiến hồn cao hơn tu sĩ quá nhiều, cưỡng ép dung nhập vào thân thể, ngược lại có nguy cơ bạo thể. Đối với Phong Phi Vân hiện tại mà nói, phải trong vòng 5 ngày tu luyện thành vạn thú chiến thể, nhất định phải lựa chọn dị thú chiến hồn tu vị khá thấp, như vậy tốc độ luyện hóa mới nhanh. 5 ngày, ta phải trong 5 ngày tu luyện thành vạn thú chiến thể, mới có thể tăng thực lực lên một bước dài. 5 ngày sau phải tiến về thánh địa hoàng tộc, mới có nắm chắc thật lớn. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế. Ta muốn 170 đầu dị thú chiến hồn tu vị 700 năm, còn có 1.444 đầu dị thú chiến hồn tu vị 600 năm, phải trong 2 ngày đưa tới Phong gia biệt phủ. Chủ sự cung cấp dị thú chiến hồn há hốc mồm, yêu ma chi tử đúng là yêu ma chi tử, ra tay không tầm thường, nhiều dị thú chiến hồn như thế. Chỉ sợ Ngân Câu tổng phường cũng phải gom góp từ các nơi. Trong lòng chủ sự này mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng mà không có hỏi ra, chỉ lấy một bàn tính kim loại ra sau đó tính toán một phen, cười nói. Phong công tử, tổng cộng là 1.722 khối chân diệu linh thạch, không biết công tử hiện tại trả tiền hay là sau này trả. Tự nhiên hiện tại trả tiền rồi, ta sao không tin uy tín của Ngân Câu phường các ngươi chứ? Phong Phi Vân cười cười. Vùng ống tay áo lên, 1.722 khối chân diệu linh thạch bay tới. Chủ sự cung cấp dị thú chiến hồn cười híp mắt, vội vàng ra lệnh cho tu sĩ mặc áo giáp hộ tống linh thạch đi ký gửi vào bảo khố, đây tuyệt đối là làm ăn lớn, một năm chưa hẳn có một vụ thế này. Phong Phi Vân sờ sờ miểu quỷ ban chỉ vô cùng thần dị, có liên hệ to lớn với thanh đồng cổ thuyền, vào lúc ở quỷ thôn, bạch ngọc cổ thuyền xuất thế thì miểu quỷ ban chỉ chấn động một cái. Một bức thần đồ suýt nữa lao ra khỏi miểu quỷ ban chỉ. Bảo vật thần dị như thế, tuyệt đối không phải một món nhất phẩm linh khí đơn giản như vậy. Miểu quỷ ban chỉ vô cùng chắc chắn, mặc dù tu vị của ta hiện tại cũng không cách nào tổn thương nó nửa phần, mà linh tính trong miểu quỷ ban chỉ không đầy đủ, cho nên mới dừng ở cấp bậc nhất phẩm linh khí. Miểu quỷ ban chỉ vốn là một kiện chuẩn linh khí, Phong Phi Vân mang linh tính khí linh của một kiện linh khí tàn phá phong ấn trong miểu quỷ ban chỉ. Cho nên mới giúp nó đạt tới cấp bậc nhất phẩm khí linh. Căn cứ theo Phong Phi Vân suy đoán, miểu quỷ ban chỉ rất có thể là linh khí loại phát triển.
lực lượng miểu quỷ ban chỉ khẳng định vô cùng cường đại, có lẽ tao ngộ kiếp nạn nào đó, cho nên mới biến mất linh tính, ngay cả khí linh cũng phai mờ. Muốn để miểu quỷ ban chỉ lại khôi phục tới linh khí đỉnh phong như trước, chỉ cần mang dị thú chiến hồn trấn áp vào trong ban chỉ, dùng dị thú chiến hồn làm khí linh, có thể làm cho lực lượng miểu quỷ ban chỉ khôi phục lực lượng từ từ. Phong ấn một đầu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, có lẽ có thể giúp miểu quỷ ban chỉ đạt tới nhị phẩm linh khí. Phong Phi Vân đã sớm có suy nghĩ này, nhưng mà lúc trước tu vị quá thấp, căn bản không có khả năng đi săn giết dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, cho nên mới bỏ qua. Phong Phi Vân hỏi, Ngân Câu Phường có bao nhiêu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm? Chủ sự đã sớm xem Phong Phi Vân trở thành thần tài, cười nói. Tổng cộng có 173 con, Phong thiếu chủ muốn mua dị thú chiến hồn tu vị 800 năm sao? Phong Phi Vân gật đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ mang Phong thiếu gia đi qua. Chủ sự cao hứng bừng bừng nói ra. Dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, mỗi đầu có giá 100 linh thạch, có dị thú chiến hồn cường đại, sẽ bán 200 linh thạch tới 300 linh thạch, chủ sự làm sao mất hứng cho được. Phong Phi Vân lựa chọn 3 con dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, theo thứ tự là Kim Mao Hồng Tượng, Đại Vọng Ưng Điêu, Nhai Tý Cổ Thú. Trong đó huyết dịch Kim Mao Hồng Tượng và Đại Vọng Ưng Điêu cần tốn 100 linh thạch. Mà Nhai Tý Cổ Thú có huyết dịch viễn cổ thánh thú Nhai Tý, hơn nữa xác suất cực thấp, cho nên Phong Phi Vân mới mua 3 đầu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, vì vậy phải trả 700 linh thạch. Phong Phi Vân đi ra khỏi Ngân Câu Phường, sắc trời không còn sớm, mặt trời đã ngã về Tây. Phong Phi Vân trong tay cầm bạch lam hoa lộ mua giá cao từ Ngân Câu Phường đi lên đồng xa. Đánh xe Mã Phương từ đầu tới cuối đi theo sau lưng Phong Phi Vân, thẳng tới khi Phong Phi Vân đi lên đồng xa hắn mới chậm rãi đi lên, cung kính nói với Phong Phi Vân. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ Phong gia biệt phủ sao? Không, đi Nam Thiên Tự, ta muốn đi gặp một vị bằng hữu. Phong Phi Vân ở trong xe cười nói. Mã Phương nói rất ít, không nói thêm câu nào, hắn đánh xe đi trên con đường cẩm thạch. Thần Phi Nương Nương Kỷ Linh Xuân, tối nay ước hẹn giai nhân ở chùa cổ. Phong Phi Vân cười vui vẻ, kìm lòng không được ngâm một câu, ngón tay gõ nhẹ vào cái hộp chứa bạch lam hoa lộ. Đi trên đại đạo cung hạp 3.000 dặm, cuối cùng sẽ dẫn tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Tự nằm trong thần đô. Dọc theo con đường cái, một đường đi thẳng về hướng Nam, đi tới cuối con đường cái này có một tòa thành xây bằng đá trắng, cao tới 2.782 trượng, Phật Điện Thiên Cung 800 tòa, thiên hạc kim thú bay trên núi. Nam Thiên Tự vốn chỉ là một tiềm miếu nhỏ trên núi, căn bản không thể nào so sánh với Sư Am là thánh địa Phật Môn. Nhưng mà mấy trăm năm gần đây phát triển mạnh, luận khí thế và quy mô đã đuổi kịp và vượt qua Sư Am. Trên phố có đồn đãi, bởi vì chủ trì Nam Thiên Tự là Đại Phật Di Lặc và cũng là bạn tri kỷ của Thái Sư Đương Triều, các nương nương và phu nhân vương hầu trong nội cung, phần lớn đi tới Nam Thiên Tự thắp hương cầu phúc, 200 năm trước, Tấn Đế Càng Vấn Đỉnh Tế Thiên. 800 Phật Điện, cũng dựng lên như thế. Thời điểm đồng xa đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn, mặt trời đã xuống đỉnh núi. Chưa từng có đại môn chùa miếu nào có thể nguy nga bàng bạc như thế, tấm biển vàng ròng dài chừng 10 mét, nặng chừng vạn cân, hai đỉnh đồng làm bằng xích đồng đinh lớn như đầu người, trước cửa tu kiến 12 cây kim trụ, phía trên chạm chỗ long phượng, có uy thế phi thăng cửu thiên. Trời chiều chiếu vào cây cột màu vàng, bốc lên ánh sáng màu vàng chói lọi. Phong Phi Vân ngồi trong đồng xa, một tiểu sa di mặc trang y màu trắng dẫn hắn vào Nam Thiên Tự. Tiểu sa di này chừng 6-7 tuổi, đầu chọc tròn tròn, tỏa ra bảo quang, đôi mắt thanh tịnh giống như khối bảo thạch đen trắng, ánh mắt thành kính mà trang nghiêm, có cảm giác như nhìn thấu thế gian. Tiểu hòa thượng, Nam Thiên Tự của các ngươi tu kiến thật tráng lệ. Phong Phi Vân đi theo sau, dọc theo cầu thang tạo hình bạch ngọc, đi thẳng lên đỉnh núi. Trong mắt Phật không có giàu và nghèo, kim ngọc bề ngoài nhưng bên trong đen tối. Tiểu sa di cười nói. Phong Phi Vân phải nhìn thẳng tiểu sa di này rồi, ánh mắt của hắn nhìn qua vị trí cách tiểu sa di 2-3 thước, ở đó có vòng xoáy nhưng mà không chạm vào chân thân của tiểu sa di nửa phần. Thần đô đúng là ngoại hổ tàng long, một tiểu sa di đã có tu vị như thế. Thí chủ tới đâu dâng hương hay bái Phật? Tiểu sa di cười nói. Phong Phi Vân nói. Cả hai có gì khác nhau sao? Tự nhiên khác nhau, dâng hương là cầu Phật,
bái Phật là kính Phật, cả hai không thể như nhau được. Tiểu Sa Di nói ra. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Ta tới đây không phải dâng hương, cũng không bái Phật, là tới gặp một người. Chợt Tiểu Sa Di dừng bước lại, xoay người ngẩng đầu, nhìn qua Phong Phi Vân, nói. Thì ra thí chủ là yêu ma chi tử, khó trách ma sát khí nặng như thế, ta vốn tưởng rằng là Đông Phương Kính Thủy trên thượng sử thi thiên hạ bảng tới, không ngờ là thám hoa lang của hạ sử thi thiên tài bảng. Thì ra hắn không nhìn thấu tiểu hòa thượng này, hắn cũng đã nhìn thấu mình, nội tâm Phong Phi Vân cẩn thận. Phong Phi Vân cười nói. Xem ra Tiểu Sa Di đã biết ra muốn gặp ai rồi. Tiểu Sa Di gật đầu, nói. Thần Phi Nương Nương đang ngủ ở Thanh Đan Viện. Thần Phi Nương Nương trách trời thương dân, loạn thế hàng lâm nhiều tai kiếp, sát kiếp phủ xuống, đã tới đây cầu phúc 3 ngày, hy vọng thần linh có thể phù hộ thần Tấn Vương triều quốc thái dân an. Tiểu Sa Di ngươi cũng biết được không ít a. Phong Phi Vân cười nói. A Di Đà Phật, tiểu tăng cái gì cũng không biết. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, cúi đầu với Phong Phi Vân, sau đó tăng y bồng bềnh như mây. Bá! Phong Phi Vân chân đạp luân hồi. Thân thể hóa thành gió táp, nhảy lên vách đá đi lên Phật Điện, sau khi Tiểu Sa Di mất bóng, Phong Phi Vân mới hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn qua tòa Phật Điện cổ xưa. Thanh Đàn Viện. Phong Phi Vân tươi cười vui vẻ, sau đó không cố kỵ đẩy cửa đi vào. Lúc này ánh trăng chiếu vào bên trong, từng đạo ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáy sông, tỏa ra ánh trăng nhàn nhạt. Một bước tiến vào Thanh Đàn Viện, hắn liền cảm nhận được khí tức thanh nhã lịch sự bên trong, hít sâu mấy hơi. Huyết nhục trong người như được rửa qua một lần, mang theo khí lưu đục ngầu. Thanh Đàn Viện này nằm ở một góc Nam Thiên Tự, phương Bắc là vách núi ngàn trượng, nhìn qua đã thấy thành viện mấy trăm dặm. Phong Phi Vân đạp vào con đường đá xanh, đi vào con đường nhỏ, xuyên qua rừng cây thanh đàn cổ mộc, đi vào một cánh cửa. Cánh cửa Phật viện này chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ thấp, bên ngoài nhà gỗ có tượng Phật đồng, còn có la hán các loại. Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực. Đứng cúi đầu với nội viện, nói. Vãn sinh Phong Phi Vân tới đây bái kiến Kỷ Phi Nương Nương. Trong phòng Phật đang rung động. Không có bất cứ âm thanh nào vang lên. Đối với nhân vật như thần Phi Nương Nương, không có bất cứ tu sĩ nào dám dùng thần thức dò xét. Đó là đại bất kính với thần Phi, Phong Phi Vân tự nhiên không tùy tiện đi dùng thần thức dò xét người trong nội viện. Trầm mặc một lát, Phong Phi Vân chậm rãi tiến lên đi về phòng gỗ. Két. Đẩy cửa ra. Trong nhà gỗ có một Phật đường đơn giản, có một tượng Phật còn một bát hương đang cháy, nhưng mà không có người nào. Phong Phi Vân ngửi nhẹ, có thể ngửi được hương vị bạch lam hương hoa trong phòng, đó là hương vị giống như tờ bái thiếp được gửi tới, chứng minh Kỷ Linh Xuân đã ở đây. Không ở đây. Phong Phi Vân quay đầu đi nhanh ra khỏi Phật đường, sợ bị người ta phát hiện mình xâm nhập vào nơi thần Phi Nương Nương cầu phúc, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Hắn phát hiện trong sân có một bóng người yểu điệu đang đứng. Cô gái này ăn mặc đơn bạc, trên người chỉ có một màn lụa mỏng xanh như ẩn như hiện, đứng dưới ánh trăng, phác họa dáng người yểu điệu mà động lòng người của nàng. Nàng đứng bên ngoài Phật đường, bên cạnh vách núi, đứng dưới một gốc cổ thụ thanh đàn, nhìn ra xa xa. Phong Phi Vân đi ra khỏi Phật đường và quay ra ngoài, tổng cộng không tới 2 hô hấp, nhưng mà cô gái này đang xuất hiện bên ngoài, Phong Phi Vân làm sao không kinh ngạc. Phong Phi Vân tuy chỉ nhìn bóng lưng của ản nàng, nhưng mà bóng lưng đó đẹp tới cực điểm, khắc sâu vào trong đầu, khắc vào đáy lòng, không có bất cứ nam nhân nào nhìn thấy bóng lưng này còn có thể quên được. Bước chân của Phong Phi Vân càng nhẹ nhàng hơn, đi tới cách nữ tử 10 bước thì dừng lại, cung kính cúi đầu nói. Bái kiến thần Phi Nương Nương. Cô gái này chính là một trong 4 đại thần Phi Kỷ Linh Xuân, bởi vì Phong Phi Vân từ trên người của nàng gửi được bạch lam hương hoa. Kỷ Linh Xuân Vân không nhúc nhích, ngón tay đang sờ nhẹ lên tấm lụa tơ tằm trên vai, bờ môi mềm khẽ hé, nói. Ngươi chính là Phong Phi Vân. Đây là giọng nói hết sức trẻ tuổi, không giống như tu sĩ sống 100-200 tuổi, chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn. Đúng là vãn bối. Phong Phi Vân nói. Vãn bối, ha ha, ta có già như vậy sao? Kỷ Linh Xuân hờn dõi một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hạnh dễ thương máy động, nói. Ngẩng đầu lên. Vãn bối không dám. Phong Phi Vân nói. Ta xá ngươi vô tội. Kỷ Linh Xuân nói. Phong Phi Vân nghe xong thì ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn đầy vẻ kinh ngạc,
cô gái trước mặt không hỉ ung dung quý phái xinh đẹp như trong tưởng tượng, còn là thiếu nữ 16-17 tuổi. Một nữ tử trải qua thời gian thật lâu, mặc dù có phương pháp chú nhan thế nào, có thể bảo trì dung nhan không già, thanh xuân vĩnh trú, nhưng mà đôi mắt không thể gạt người. Một nữ tử 16-17 tuổi, ánh mắt hoàn toàn khác với nữ tử 40 tuổi. Nhưng mà đôi mắt Kỳ Linh Xuân lại còn thanh tịnh hơn nữ tử 16, làn da trắng mịn tinh tế, còn đầy đặn hiểu điệu hơn nữ tử 18. Trên người nàng không có quý khí phú quý của phi tử trong thâm cung, ngược lại có cảm giác thanh thuần thoát tục như nữ đệ tử tiên môn. Phong Phi Vân chấn động nội tâm, nói. Kỳ Linh Xuân và Kỳ Thương Nguyệt giống nhau quá, thật sự là thân cô của Kỳ Thương Nguyệt sao? Ta vì sao cảm thấy nàng giống thân muội muội của Kỳ Thương Nguyệt vậy? Đúng thế, Kỳ Linh Xuân rất giống Kỳ Thương Nguyệt, hơn nữa tuổi còn trẻ hơn Kỳ Thương Nguyệt vài tuổi. Phong Phi Vân vội vàng rời mắt, khôn dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt thần phi nương nương, ánh mắt của nàng thật đẹp, có thể làm nam nhân mê muội. Sau khi lấy hộp bạch lam hoa lộ ra, hai tay trình lên, nói. Vãn bối nghe nói Kỳ Phi nương nương yêu thích bạch lam hương hoa, vì thế chuyên tới Ngân Câu Phường mua một hộp, cố ý hiến cho nương nương. Kỳ Linh Xuân nhíu mày một cái, ngây thơ nói. Nơi này không phải đế cung, ngươi không cần phải gọi ta là nương nương, cũng không cần gọi ta là tiền bối. Nếu ngươi không làm được điểm này, hộp bạch lam hoa lộ dù có chân quý thế nào, ta cũng không nhận lấy. Phong Phi Vân thầm hô lợi hại, cô gái này quả nhiên thủ đoạn không tầm thường, chỉ một câu đơn giản đã làm cho nam nhân sinh ra tâm tư không an phận. Ta nên xưng hô thế. Phong Phi Vân còn chưa nói hết. Gọi ta là Linh Xuân là được. Kỳ Linh Xuân thản nhiên cười nói. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, nói. Nương nương, không ổn đâu. Nếu ngươi không gọi chính là kháng chỉ. Kỳ Linh Xuân từ từ đi về phía Phong Phi Vân, dáng người uyển chuyển mê người của nàng, nhưng không làm ra loại dụ dỗ thấp kém nhất, mà là hấp dẫn thẳng tâm linh. Phong Phi Vân cảm giác một làn gió thơm lao về phía mình, hắn cảm giác lồng ngực có va chạm. Nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối, Kỳ Linh Xuân vẫn đứng trước mặt hắn và cách một bước, duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra, giữ ngón tay lại vẽ lên lòng bàn tay Phong Phi Vân một cái. Lúc này chỉ là chạm vào nhẹ, giống như dòng diện từ lòng bàn tay lao thẳng vào nội tâm Lâm Minh, hiện ra trong đầu Phong Phi Vân mơ màn ngàn vạn. Phong Phi Vân thầm kêu không ổn, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép chặt đứt kiều diễm trong lòng, trên lưng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nữ nhân thật lợi hại, không ngờ lại âm ta. Kỳ Linh Xuân nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm sắc mặt Phong Phi Vân biến hóa, lúc này tươi cười như chuông bạc, lại giơ tay cầm lấy hộp bạch lam hoa lệ trong tay Phong Phi Vân, hai tay nâng trong lòng bàn tay, cười nói ha ha. Không thể ngờ yêu ma chi tử trong truyền thuyết lại biết ngượng ngùng đấy, Phong công tử, tối nay thiếp thân không ngủ, có thể cho mượn ngực của ngươi ngắm trăm một đêm không? Giọng của nàng mềm yếu ăn mòn xương cốt nam nhân. Phong Phi Vân nhìn thấy nữ nhân quá nhiều, ngủ với nữ nhân cũng không ít, nhưng mà không có nữ nhân nào có thể đánh hắn tơi bời, càng không có nữ nhân nào khiến hắn trầm mê lợi hại như vậy. Phong Phi Vân không chỉ ngắm trăng với Kỳ Linh Xuân, càng nhìn sạch ngọc thể hoàn mỹ của nàng dưới trăng. Trên đời này tuyệt đối không ai có thể nghĩ tới, thần phi nương nương mẫu nghi thiên hạ lại ngã vào vòng tay Phong Phi Vân, đúng ra mà nói, là Phong Phi Vân ngã dưới người của nàng. Ánh trăng mông lung, dưới Phật đăng kiều diễm vô hạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Phi Vân đứng ngồi không yên trong đồng xa, trên người còn lưu lại hương vị bạch lam hương hoa nhàn nhạt, mái tóc của hắn cũng rối loạn, hai tay xoa huyệt thái dương, đầu óc còn hiển hiện cảnh hoang đường đêm qua. Vươn tay bóp ngón tay vài cái, giống như vẫn còn cảm giác được vài phần trơn bóng kiều diễm. Tại sao có thể như vậy, năng lực tự kiềm chế của ta trở nên yếu kém rồi sao? Phong Phi Vân chưa từng buồn rầu như hôm nay, sau khi ngủ với bất cứ nữ nhân nào hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế bao giờ. Cuối cùng, Phong Phi Vân không thể không thừa nhận mình thua trong tay Kỳ Linh Xuân. Mã Phương vẫn đánh xe vội vàng như trước, đi xuyên qua phố xá sầm uất, cổ thú và đồng xa đột nhiên dừng lại, bị một thanh niên áo trắng đầu quấn khăn cản đường. Phong Phi Vân kéo rèm xe lên, nhìn Thiên Toán Thư Sinh cười đắng chát, nói. Không nghĩ tới trên đường cái thần đô lại gặp người quen. Thiên Toán Thư Sinh giấu hai tay trong áo, thân thể đứng nghiêm, trên đầu đội khăn nho sinh, tươi cười đầy mặt, nói. Ta chuyên môn tới đây tìm ngươi. Ngươi chuyên tới tìm ta.
Phong Phi Vân tức cười. Thiên Toán thư sinh gật đầu, nói. Đó là bởi vì ta biết ngươi bây giờ nhất định rất buồn rầu. Ngươi biết ta buồn rầu chuyện gì sao? Trong lòng Phong Phi Vân hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện của mình và Kỳ Linh Xuân bị hắn biết? Đây là chuyện rơi đầu đấy, một khi có người biết hắn ngủ với thần phi nương nương, thiên hạ to lớn không ai giữ hắn được cả. Thiên Toán thư sinh tươi cười như trước, từ tốn nói. Ngươi đại họa lâm đầu. Phong Phi Vân không khống chế trái tim của mình, không để tim đập quá nhanh, ánh mắt đảo một vòng, nói. Ta gặp rắc rối không ít, đại họa cũng có vài chuyện, không biết ngươi nói chuyện gì. Thiên Toán thư sinh nói. Ngày hôm qua ngươi tại Ngân Câu phường gài bẫy Bắc Minh Phá Thiên, âm hắn 2 vạn linh thạch, buổi tối hôm qua hắn ở trong Thái Tể Phủ làm thịt hơn 300 tên nô bộc, Bắc Minh Phá Thiên tức giận giết bọn họ, sáng hôm nay Bắc Minh Phá Thiên phóng lời, trong 4 ngày sẽ lấy mạng của ngươi. Việc này huyên náo xôn xao cả thần đô. Phong Phi Vân nội tâm buông lỏng một hơi, không phải chuyện Kỳ Linh Xuân là tốt rồi, sắc mặt âm trầm nói. Bắc Minh Phá Thiên quá lạm sát kẻ vô tội, chỉ ném đi 2 vạn linh thạch mà thôi, lại có thể giận chó đánh mèo giết hơn 300 nô bộc. Ngươi không giết bá nhân lại chết vì ngươi. Thiên Toán thư sinh lại nói. Kỳ thật ngươi bây giờ lo lắng nhất vẫn là ngươi kìa. Hiện tại nếu như ngươi giao thủ với Bắc Minh Phá Thiên, ngươi có mấy phần hy vọng thắng? Không có một phần nào cả. Phong Phi Vân trả lời. Thiên Toán thư sinh nói. Cho nên ngươi bây giờ không nên quay về Phong gia biệt phủ, ngươi nên đi tới Thấm Tâm Sơn Trang ở vài ngày. Thấm Tâm Sơn Trang là nơi nào? Chẳng lẽ có thể ngăn cản được Bắc Minh Phá Thiên sao? Phong Phi Vân nói. Tô Quân và Kỳ Vân Vân hiện tại đang ở nơi đó. Các ngươi là bạn tốt đã lâu không gặp nhau, đi ở với nhau vài ngày cũng tốt. Thiên Toán thư sinh nói ra. Phong Phi Vân giật mình, cười nói. Ta thật sự nên đi quấy rầy bọn họ thôi. Trong thế hệ trẻ người có thể chống lại Bắc Minh Phá Thiên chỉ đếm được trên một bàn tay, nhưng mà Tô Quân là một trong số đó. Cả thần Tấn Vương Triều, nam nhân ngủ với nữ nhân nhiều nhất, mê đảo nhiều nữ nhân chủ động đưa tới cửa chủ động ngủ với hắn nhiều nhất. Nam nhân này tuyệt đối không phải Phong Phi Vân, mà là Vô Hà công tử Tô Quân. Cả Thấm Tâm Sơn Trang gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, có hơn 100 tỷ nữ và gia đình đang hoạt động trong vườn hoa, bên cạnh vườn hoa còn gieo trồng ngọc trúc tím, còn có nhiều thứ khác. Tô Quân lúc này an vị dưới một lương đình bên cạnh ngọc trúc, đang chậm rãi rót một ly trà lại đưa cho Phong Phi Vân, nói. Diêm Vương hủ huyết không thể lấy mạng của ngươi, xem ra thiên hạ này không ai có thể giết ngươi được. Hai mắt Tô Quân hiện tại vẫn mê mang, ánh mắt trống rỗng, nhưng mà nụ cười trên mặt rất thật. Phong Phi Vân tiếp nhận trà của hắn, lại không có uống, nói. Vậy cũng không nhất định, ta không phải đang tới đây đào mạng hay sao? Tô Quân nhắm mắt ngửi ngửi, sau đó cười nói. Ngươi chọc nữ nhân, hơn nữa còn chọc nữ nhân có địa vị cực cao. Sắc mặt Phong Phi Vân mất tự nhiên, đứng dậy, nói. Bắc Minh Phá Thiên có thể tính là nữ nhân sao? Ta không nói Bắc Minh Phá Thiên, mà là Bạch Lam Hương Hoa trên người của ngươi. Tô Quân cười nói. Phong Phi Vân kéo vạt áo lên người ngửi, hắn nhớ trước khi đi tới Thấm Tâm Sơn Trang đã đi vào khách sạn tắm 3 lần, còn thay một bộ quần áo mới, chẳng lẽ Kỳ Linh Xuân lưu lại hương vị trên người của hắn cũng bị Tô Quân ngửi được sao? Lỗ mũi của ngươi đúng là lợi hại, nói thật ra sở dĩ ta trốn tới đây, cũng không phải trốn Bắc Minh Phá Thiên. Mà là trốn một nữ nhân. Phong Phi Vân buồn vô cớ. Phong Phi Vân tự nhiên không sợ Bắc Minh Phá Thiên, tuy tu vị Bắc Minh Phá Thiên rất cường đại, nhưng mà chưa đạt tới mức khiến Phong Phi Vân phải đào mạng, Phong Phi Vân chính thức cố kỵ chính là Kỳ Linh Xuân. Cho nên hắn mới đi tới chỗ Tô Quân. Tô Quân thở dài, nói. Thiên Toán thư sinh đã nói với ta. Hắn nói cái gì với ngươi? Tim Phong Phi Vân đập mạnh. Tô Quân nói. Hắn nói với ta, tối qua ngươi đi Nam Thiên Tự gặp một nữ nhân, tới sáng ngày thứ 2 ngươi mới rời đi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, trên trán đổ mồ hôi như mưa, quả nhiên vẫn bại lộ. Thần Đô là nơi nào chứ? Đây chính là địa bàn của Tấn Đế, mà ngay cả Thiên Toán thư sinh cũng biết tối qua mình làm những gì, huống chi là Tấn Đế chính là đệ nhất nhân của cả thần Tấn Vương Triều chứ? Có gì giấu được hắn đây? Hôm nay Thiên Toán thư sinh ở trên đường cái không có vạch trần chuyện này. Đoán chừng không muốn hù Phong Phi Vân sợ, dù sao loại chuyện phải chết này, vẫn nên từ miệng bạn tốt nhất của Phong Phi Vân nói ra thì hơn.
mặc dù tâm trí Phong Phi Vân kiên định, nhưng mà không thể giữ nổi bình tĩnh, dù sao Tấn Đế đội nón xanh chứ không phải kẻ nào khác. Tô Quân vẫn chấn định như trước, lại hấp vài ngụm trà lại, nói. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, đêm qua rất nhiều người biết ngươi bị dụ dỗ, những người này đã liên thủ che giấu thiên cơ cho ngươi, vặn vẹo sự thật, che chắn thánh thính và thánh mục trong nội cung. Khó trách ngươi vẫn bình tĩnh uống trà như thế. Phong Phi Vân hít sâu vài hơi, sau đó ngồi xuống, lúc này cũng cầm chén trà lên phần vài ngụm, nói. Rốt cuộc đêm qua là ai giúp ta? Tô Quân ngưng trọng nói. Ta cũng không quá rõ ràng, ngay cả thiên toán thư sinh nói có bốn phương thế lực ra tay, nhưng mà tuyệt đối không chỉ có bốn thế lực ra tay đâu, có ít người là vì sớm có chuẩn bị, mà có một ít người là bị ngươi bức bách phải như thế. Phong Phi Vân cười nói. Ai bị bức bách thế? Ví dụ như Bắc Minh Việt Bắc Minh Mặc Thủ. Tô Quân cười nói. Hắn giúp ta sao? Thiếu chút nữa Phong Phi Vân cười to lên. Tô Quân nói. Bắc Minh lão hồ ly này hận người chết sớm một chút, nhưng mà phương pháp chết phải do hắn quyết định, thần đô vẫn không thể loạn, chuyện tối hôm qua nếu như để vị trong nội cung biết được, sẽ quấy rầy bố trí của Bắc Minh lão hồ ly này, hắn tự nhiên không thể nhìn ngươi chết vào đêm qua. Hắn làm thế chẳng khác gì khi quân nha. Phong Phi Vân cười nói. Cho nên mới nói hắn bị bức bách, bị ngươi lôi xuống nước. Tô Quân nói. Thế cục thần đô vô cùng vi diệu. Rất nhiều đại nhân vật đang bố cục, nơi này có rất nhiều quân cờ trọng yếu, những quân cờ này phải dựa theo bố cục của bọn họ mà đi, một khi con cờ rời khỏi con đường sẽ động tới cả bố cục đều rối loạn theo. Mà Phong Phi Vân là con cờ trọng yếu. Buổi tối hôm qua, thần đô có thể nói sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều đại nhân vật không thể chìm vào giấc ngủ, nếu không phải bọn họ liên thủ âm thầm che chắn thiên cơ, điều khiển sự thật. Cả ván cờ sẽ sụp đổ, có thể nói tối hôm qua xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Đây chính là những người đánh cờ, những người này bình thường đều giấu bên ngoài bàn cờ, sẽ không chính thức tự mình động thủ. Cả thần Tấn Vương Triều, người đánh cờ lớn nhất vẫn là Tấn Đế, đêm qua có nhiều người đánh cờ liên thủ với nhau mới có thể che chắn sự thật và thiên cơ với Tấn Đế. Loại tình huống này rất khó xuất hiện lần thứ hai, bởi vì mỗi người đánh cờ cũng phải tranh đấu với nhau. Phong Phi Vân hiếu kỳ cười nói. Còn có người nào ra tay? Đêm qua Hoa Thần Phi tu luyện Thái Thượng Tẩy Tủy Kinh Tẩu Hỏa Nhập Ma, Tấn Đế trắng đêm ở tại tẩm cung Hoa Thần Phi. Tô Quân nói. Không cần nói quá rõ ràng, Phong Phi Vân biết rõ Hoa Thần Phi đêm qua chỉ sợ cũng là một trong những người ra tay, phân tán một phần giác quan của Tấn Đế. Phong Phi Vân phát hiện thứ mình biết rõ quá ít, lúc này hỏi. Hoa Thần Phi là người phương nào? Mẹ đẻ La Phù công chúa. Tô Quân nói. Phong Phi Vân giật mình gật đầu, thế lực tổng thể thần đô cũng quá lớn, rất nhiều người bị liên lụy trong đó. Chuyện đêm qua tuyệt đối là Kỳ Linh Xuân cố ý bố trí, dụ dỗ rất nhiều người vào. Bên ngoài Thấm Tâm Sơn Trang có tiếng ồn ào. Bắc Minh Phá Thiên cưỡi hồng lộc vác theo thanh cự kiếm to như núi trên lưng, mang theo 11 tuấn kiệt trẻ tuổi giết tới bên ngoài Thấm Tâm Sơn Trang. Sát khí trên người Bắc Minh Phá Thiên cách hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được, trên đỉnh đầu còn có một đám mây đen lơ lửng, những nơi đi qua trên mặt đất có vết vỡ vụn như mạng nhện. Những tu sĩ kia không dám ngăn đường của Bắc Minh Phá Thiên, phàm là tu sĩ chạy chậm sẽ bị sát khí trên người của Bắc Minh Phá Thiên cắn nát, biến thành thi thể đẫm máu. Phong Phi Vân, cút ra đây cho ta. Bắc Minh Phá Thiên quát lên một tiếng thật lớn, sóng ấm chấn động thiên địa. Thấm Tâm Sơn Trang bị đẩy ra, Tô Huyết mặc một bộ hắc y, đầu đội mũ rộng vành đen giống như quỷ mị đứng trước cổng chính, hoành kiếm đứng đó, giọng lạnh lùng quát. Người nào dám tới Thấm Tâm Sơn Trang quấy rối? Biết rõ đây là nơi nào không? Một tuấn tài trẻ tuổi thân mặc chiến giáp bay ra, trên người có bốn dị thú chiến hồn gào thét, đầu lâu giống như sói trắng, trầm giọng nói. Bắc Minh đại thiếu gia của chúng ta đại giá quan lâm, gọi Phong Phi Vân đi ra đây nhận cái chết. Thấm Tâm Sơn Trang không có kẻ đều như Phong Phi Vân, các ngươi rời đi đi. Tô Huyết vẫn mặc hắc y và thiết bố như thường, không có chút gợn sóng nào cả. Ngươi nói không có là không có sao, ta muốn đi vào điều tra. Tên tuấn kiệt trẻ tuổi mặc chiến giáp hai tay tỏa ra hào quang màu đen, bàn tay xuất hiện móng vuốt sắc bén, một chảo tấn công Tô Huyết. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, huyết quang trùng thiên. Trong huyết quang có hài bàn tay máu chảy đầm đìa rơi xuống đát, á trên bàn tay còn có lân giáp.
Tên tuấn kiệt trẻ tuổi mặc chiến giáp hét thảm một tiếng, hai cổ tay phun máu, khí thế trên người suy sụp, bị Tô Huyết quét một kiếm bay ra ngoài. Chút tu vị kém cỏi như thế, dám cản đường ta. Bắc Minh Phá Thiên quát lên, hàn khí tùm, nói mỗi câu như thiên lôi nổ vang, chấn Tô Huyết lui ra phía sau, thời điểm chữ cản đường vang vọng, Tô Huyết bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nàng lập tức đâm vào vách tường, một đạo hào quang từ trong thấm tâm sơn trang bay ra ngoài, một tay ôm lấy nàng, quay bảy vòng mới tiêu tan mất lực lượng bàng bạc kia. Người này tự nhiên là Phong Phi Vân, Phong Phi Vân một tay ôm lấy Tô Huyết, một tay đánh ra một trường, hư ảnh bốn đầu long hổ xuất hiện, tiếng gào thét chấn động nhân tâm, đánh tan sóng âm phô thiên cái địa của Bắc Minh Phá Thiên. Thả ta ra! Tô Huyết đâm ra một kiếm, hơn trăm đạo kiếm quang hung mãnh đồng thời đâm vào cổ Phong Phi Vân, Phong Phi Vân vội vàng buông tay, thân hình khẽ động lui ra hơn 10 trượng, né tránh kiếm quang sát khí nặng nề của Tô Huyết. Trong không khí có một sợi tóc rơi xuống. Phong Phi Vân sờ sờ cổ, cảm giác có vài phần mát lạnh, nói thầm. Vẫn hung dữ như thế, tương lai khẳng định không gả đi được. Bắc Minh Phá Thiên thấy Phong Phi Vân hiện thân, sát khí trên người càng đậm đặc, đôi mắt hổ đỏ như máu, trọng kiếm trên lưng cũng lay động, phát ra âm thanh ầm ầm. Khí thế ngập trời quét qua tất cả, đạo khí thế này ngưng tụ thành thú chảo cực lớn nện xuống. Phong Phi Vân vẫn đứng không nhúc nhích ở đó, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, căn bản không đi động thủ ngăn cản. Oanh! Tô Quân một bước bay ra khỏi thấm tâm sơn trang, đạp mạnh trên mặt đất, trực tiếp chấn vỡ thú chảo khổng lồ này. Khí thế Bắc Minh Phá Thiên bị ngăn cản, lửa giận trong lòng càng tăng, lạnh lùng quát. Tô Quân, ngươi muốn xen vào việc này sao? Ngươi đã thương muội muội của ta làm sao bỏ qua cho ngươi được? Tô Quân chậm rãi đi tới, trên người không nhiễm hạt bụi nào, lộ ra bộ dáng thong dong. Tu vị Tô Quân sàn sàn với Đông Phương Kính Thủy, nhưng bởi vì hai mắt hắn mù nên đã rớt hạng, xếp hạng 5 trên thượng sử thi thiên tài bảng. Tất cả mọi người cho rằng Tô Quân sau khi mù, chiến lực giảm nhiều. Vậy phải xem ngươi xen vào được hay không? Khí thế Bắc Minh Phá Thiên càng lợi hại hơn, qua thật dung hợp làm một thể với trọng kiếm trên lưng. Tất cả mọi người không kiềm lòng được lui ra phía sau, không dám tới quá gần hai thiên tài cấp sử thi chiến đấu, ngay cả Phong Phi Vân và Tô Huyết cũng lui ra xa. Đây là giao phong của hai thiên tài cao cấp nhất, không ai có thể nhúng tay vào. Tô Huyết nói, vì sao ngươi không ra tay? Ra tay làm gì? Phong Phi Vân nói. Tô Huyết nói, nếu ngươi liên thủ với ca ca của ta, nhất định có thể đánh bại Bắc Minh Phá Thiên. Phong Phi Vân cười nói, đây là giao tranh giữa Tô Quân và Bắc Minh Phá Thiên, cho dù là kẻ nào cũng không được nhúng tay vào, cho dù ra tay cũng không dùng được đâu, bởi vì ca của ngươi tuyệt đối không liên thủ với ta đối phó Bắc Minh Phá Thiên. Vì cái gì? Tô Huyết khó hiểu, cảm thấy Phong Phi Vân không dám giao thủ với Bắc Minh Phá Thiên. Bởi vì ca của ngươi là người kiêu ngạo, nếu ta ra tay, chính là không tôn trọng hắn. Hai mắt Phong Phi Vân vẫn ngưng trọng, tuy hắn rất có lòng tin với Tô Quân, nhưng mà Bắc Minh Phá Thiên cường đại không nghi ngờ, đặc biệt là trọng kiếm của Bắc Minh Phá Thiên, một kiếm áp xuống có mấy người có thể ngăn cản chứ. Bắc Minh Phá Thiên và Tô Quân hai người lẳng lặng đứng đó, cách xa nhau một con phố rộng 50 mét, thân thể bọn họ ngưng tụ một đạo hư ảnh, bay lên. Hai đạo hư ảnh này chính là thân ngoại hóa thân của bọn họ. Chỉ có người tu vị cường đại tới mức nhất định mới có thể ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân. Hai thân ngoại hóa thân giao thủ trên đường phố, mỗi lần giao thủ đều huyền diệu vô song, không giống như hai người chiến đấu, càng giống hai người đang diễn luyện. Chung quanh khu phố cổ đều trở nên hỗn loạn, sinh ra vòng xoáy khổng lồ, cuốn mấy tuấn kiệt trẻ tuổi bay đi. Chỉ có Bắc Minh Phá Thiên và Tô Quân còn đứng vững ở đó. Bọn họ ai chiếm được thượng phong? Tô Huyết hỏi. Tuy Tô Huyết cũng đạt tới thiên mệnh nhị trọng, nhưng mà nàng không cách nào nhìn thấu tình hình chiến đấu trong vòng xoáy kia. Phong Phi Vân nói. Cái này, bọn họ sử dụng thân ngoại hóa thân chiến đấu, nhưng mà chân chính ai mạnh ai yếu thì phải xem bọn họ mới biết được. Ngươi nói và chưa nói có gì khác nhau sao? Giọng Tô Huyết lạnh lùng. Là ngươi hỏi ta thôi. Phong Phi Vân tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Cũng không giao thủ bao lâu, đột nhiên gió lốc trên đường biến mất, S2 thân ngoại hóa thân quay trở lại thân thể của bọn hốc. Sắc mặt Bắc Minh Phá Thiên âm trầm, lạnh lùng nói. Người trong thiên hạ đều cho rằng sau khi Tô Quân bị mù,
chiến lực sẽ yếu đi, nhưng mà ai nghĩ tới một kẻ mù lòa nhưng không yếu đi, lại cường đại hơn. Tô Quân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Khi bị mù, tâm lại sáng, cảm ngộ thiên đạo lại thấu triệt hơn. Bắc Minh Phá Thiên hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trầm giọng nói. Khoản sổ sách này ta sớm muộn gì cũng tính với ngươi, chúng ta đi. Bắc Minh Phá Thiên cưỡi Hồng Lộc rời đi, hắn mang theo đám tuấn kiệt kia rời đi theo hắn. Phong Phi Vân đi qua, nhìn qua dặng mây đỏ bên cạnh, nói. Bắc Minh Phá Thiên bại. Sắc mặt Tô Quân biến thành âm trầm, từ từ nói. Bắc Minh Phá Thiên đã luyện thành trọng kiếm đạo, cộng thêm hắn phòng ngự đệ nhất trong cùng cảnh giới, tất cả nhược điểm của hắn đã được bù đắp, muốn đánh bại hắn dễ vậy sao? Vì sao hắn lại rút đi? Phong Phi Vân hỏi. Bởi vì hắn phát hiện hắn không cách nào đánh bại ta, hơn nữa vừa rồi trong chiến đấu với ta, hắn dường như có lĩnh ngộ, cho nên đã rút đi, hắn đi tìm hiểu những gì vừa đạt được. Tô Quân nói, thiên tư của người này đúng là đáng sợ. Phong Phi Vân nhướng mày, có thể lĩnh ngộ đạo của người khác trong chiến đấu, sau gió chuyển hóa làm đạo của mình, phần lực lĩnh ngộ này đúng là làm cho người ta sợ hãi. Tô Quân cười nói, thiên tư của hắn không bằng ngươi. Chỉ cần ngươi đột phá lên thiên mệnh tam trọng, ngươi sẽ có lực tranh phong với hắn. Tô Huyết, mang Phong huynh đi nghỉ ngơi, đêm nay hắn sẽ ngủ ở Thấm Tâm Sơn Trang. Cái gì, hắn ở lại Thấm Tâm Sơn Trang? Tô Huyết nói. Phong Phi Vân nhìn nàng cười cười, sau đó cúi đầu, nói. Kính xin Tô cô nương chiếu cố nhiều hơn. Tô Huyết lại đâm ra một kiếm, kiếm quang biến đổi như tia chớp, đâm thẳng tới yết hầu Phong Phi Vân. Mà Phong Phi Vân đã bay vào trong Thấm Tâm Sơn Trang, sau đó kêu lên. Tô cô nương, ngươi ở gian phòng nào, ta ý định mấy ngày này làm hàng xóm với ngươi. Muốn chết. Đôi mắt dễ thương của Tô Huyết phát lạnh, cầm kiếm đuổi theo. Kỷ Vân Vân đi tới bên cạnh Tô Quân, hơi lo lắng nói. Bọn họ náo như thế, không có chuyện gì chứ. Không sao. Tô Quân mỉm cười, ôn nhu ôm Kỷ Vân Vân vào ngực. Thấm Tâm Sơn Trang là một trang viên của bà La Vương quốc trong thần đô, nơi này rộng hơn ngàn mẫu, lại trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều kiến trúc cổ, hòn non bộ và đình đài, nhà thủy tạ và hành lang. Phong Phi Vân cứ thế tạm thời ở lại trong trang viên Thấm Tâm Sơn Trang, ở một tòa tiểu viện biệt lập, còn có một lầu đài đặc biệt tao nhã lịch thiệp. Phong Phi Vân, cút ra đây. Tô Huyết đi vào tiểu viện, giọng lạnh lùng quát lên. Phong Phi Vân đi ra. Đứng trên lầu ba lầu đài nhìn qua phía dưới, trêu chọc nói. Tô cô nương, ngươi không phải thật tới đây mời ta làm hàng xóm đấy chứ? Ngươi nghĩ thật hay. Tô Huyết nói. Người bên ngoài tới tìm ngươi, đưa qua rất nhiều thứ. Nhanh như vậy. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ. Phong Phi Vân đi tới Thấm Tâm Sơn Trang, đã phân phó Mã Phương đi Ngân Câu Phường, gọi người Ngân Câu Phường mang dị thú chiến hồn tới Thấm Tâm Sơn Trang. Phong Phi Vân mua sắm dị thú chiến hồn số lượng lớn, cho dù là Ngân Câu Phường cũng tốn thời gian thật lâu chủ bị, huống chi còn phải phong ấn dị thú chiến hồn, những việc này cần thời gian, Phong Phi Vân vốn cho rằng ít nhất 2 ngày mới thu được dị thú chiến hồn, không nghĩ tới trong hôm nay đã có dị thú chiến hồn đưa tới. Ngân Câu Phường làm việc hiệu suất rất cao. Cách Thánh Địa Hoàng tộc mở ra còn 4 ngày, Phong Phi Vân muốn trong 4 ngày này tu thành vạn thú chiến thể, một khi tu thành vạn thú chiến thể. Lực công kích và phòng ngự của Phong Phi Vân sẽ tăng lên thật lớn. 4 ngày sau đó là thời gian lựa chọn người thừa kế thần vương, Phong Phi Vân phải trong 4 ngày này làm nhiều việc, mà đây cũng là đại sự của hoàng tộc, gần với hoàng đế đăng cơ, đến lúc đó người của hoàng tộc sẽ tề tụ. Dị thú chiến hồn trước khi phục tùng đều mang theo dã tính và tàn bạo, căn bản không bị trói buộc. Sau khi thuần phục dị thú chiến hồn, tương đối mà nói chúng ôn hòa hơn nhiều lắm. Có thể sử dụng lực lượng cưỡng ép phong ấn vào trong thùng đặc thù, loại dị thú chiến hồn sau khi phục tùng này sẽ cung cấp cho đệ tử gia tộc tu luyện, tính nguy hiểm thấp đi rất nhiều. Phong Phi Vân mang một con xích mao yển tu vị 700 năm dung nhập vào trong thân thể, đối với người khác mà nói, dị thú chiến hồn dung nhập vào thân thể thì thân thể và lực lượng tăng lên, nhưng với Phong Phi Vân mà nói nó chỉ là thuốc bổ mà thôi. Mỗi khi dung luyện dị thú chiến hồn vào thân thể, huyết mạch và xương cốt sẽ mạnh hơn một phần, cường độ thân thể cũng tăng lên rõ rệt. Phong Phi Vân tiêu tốn 2 ngày đã luyện hóa hơn 1.655 dị thú chiến hồn vào trong người, bên trong thân thể có 9.900 đầu dị thú chiến hồn,
tăng thêm mới tế luyện xích mao yển vào trong người, đã có được 9.901 đầu. Phong Phi Vân có thể cảm giác rõ ràng lực lượng của mình tăng lên một đám lớn. Kỳ quái, ta hiện tại đã đạt tới thiên mệnh nhị trọng thiên, vì sao luyện nhập dị thú chiến hồn vẫn sinh ra chướng ngại? Thời điểm luyện nhập dị thú chiến hồn tu vị 600 năm, Phong Phi Vân làm rất thành thạo, nhưng mà luyện hóa dị thú chiến hồn tu vị 700 năm, trong người sinh ra lực bài xích, đang ngăn cản Phong Phi Vân tu hành vạn thú chiến thể. Đây tuyệt đối không phải dị thú chiến hồn 700 năm mạnh hơn dị thú chiến hồn 600 năm, nhất định là thân thể bài xích rồi. Phượng Hoàng có thể tu luyện vạn thú chiến thể, đó là bởi vì Phượng Phương là hoàng trong yêu thú, nhưng thân thể nhân loại rất khó trấn áp thú tính của vạn thú chiến thể, R. Ta hiện tại cũng tu luyện bát tử Phượng Hoàng thân tới cảnh giới tiểu thừa, có lẽ có thể cưỡng ép tu luyện. Phong Phi Vân mang đầu dị thú chiến hồn thứ hai ra, mở phong ấn, sau đó trấn áp trong lòng bàn tay, bắt đầu dung luyện vào trong thân thể, lực cản lớn hơn vừa rồi, không chỉ có lực bài xích từ thân thể. Ngay cả lực bài xích của dị thú chiến hồn cũng tuôn ra. Nhưng mà Phong Phi Vân không có buông bỏ, tiếp tục luyện hóa, cưỡng ép dung nhập dị thú chiến hồn vào thân thể của mình. Đầu 9.902, đầu 9.903, đầu 9.904, đầu 9.923. Thời điểm Phong Phi Vân dung nhập 23 con dị thú chiến hồn tu vị 700 năm vào trong thân thể, khí huyết trong người trở nên sôi trào. Dị thú chiến hồn trong người cũng cuồng loạn, huyết dịch lao nhanh trong kinh mạch, muốn phá tan thân thể lao ra ngoài. Lực bài xích này đã bắt đầu công kích thân thể Phong Phi Vân, trùng kích xương cốt của hắn kêu răng rắc. Tất cả dị thú chiến hồn đều cuồng bạo, cho dù là linh hồn Phượng Hoàng cũng không trấn áp được. Phong Phi Vân tạm thời đỉnh chỉ tiếp tục luyện hóa dị thú chiến hồn vào trong người, bắt đầu trấn áp dị thú chiến hồn trong thân thể, thẳng tới khi tất cả dị thú chiến hồn bị trấn áp xuống. Làn da đỏ thẫm của Phong Phi Vân mới từ từ khôi phục như ban đầu. Hít sâu một hơi. Lực lượng trong người Phong Phi Vân lại tăng lên một mảng lớn. Phong Phi Vân cảm giác được nếu mình có thể nhanh chóng đánh ra ngũ hổ chi lực, chỉ bằng vào thân thể tay không cũng có thể vật lộn với linh khí. Lực lượng thân thể của ta đã đạt tới cực hạn, trừ khi cảnh giới đột phá, mới có thể tiếp tục tăng lên lần nữa. Như vậy có thể tiếp tục dung nhập dị thú chiến hồn vào trong người, nếu không thân thể có nguy cơ nổ tung. Không được, phải tiếp tục liều, thần đô có quá nhiều nhân tài tuấn kiệt xuất chúng, đừng nói là nhân kiệt trên thượng sử thi thiên tài bản như Bắc Minh Phá Thiên, ngay cả một ít vương giả trẻ tuổi còn có thực lực mạnh hơn ta, nếu không có thực lực cường đại, ta nửa bước khó đi ở thần đô. Phong Phi Vân nắm chặt nắm đấm, lại cầm đầu dị thú chiến hồn thứ 24 ra, tiếp tục luyện hóa vào trong thân thể của mình. Dị thú chiến hồn bị Phong Phi Vân trấn áp cường thế. Từng đạo lực lượng không ngừng lưu chuyển trong người Phong Phi Vân, dung nhập vào trong huyết nhục, dung nhập vào trong thân thể, chạy khắp toàn thân thể tràn ngập lực lượng bạo tạc. Trong làn da Phong Phi Vân đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi đầm đìa, ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều có động tĩnh, giống như thân thể đang bị đun nóng. Oanh! Rốt cuộc đầu dị thú chiến hồn tu vị 700 năm cũng dung nhập vào trong người. Đã là 9.924 đầu. Còn kém 76 đầu dị thú chiến hồn là có thể tu luyện thành vạn thú chiến thể. Một khi tu thành vạn thú chiến thể, thân thể sẽ tiến thêm một bước, trở thành thiên tài cấp sử thi đỉnh phong, khi đó thiên tài cấp sử thi phía sau sẽ bị bỏ xa, cách thiên tài cấp truyền kỳ còn kém một bước. Nhưng muốn tu thành vạn thú chiến thể lại vô cùng gian nan. Phong Phi Vân cưỡng ép luyện hóa đầu dị thú chiến hồn thứ 25 vào trong thân thể của mình. Mồ hôi trên người Phong Phi Vân cũng đã làm ướt đẫm quần áo, dán lên làn da của hắn, giống như hắn mới bỏ từ trong nước ra. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng mà cảm giác lực lượng tăng lên, nội tâm Phong Phi Vân sinh ra khoái cảm khó hiểu, tất cả thống khổ đều đáng giá. Đầu dị thú chiến hồn tu vị 700 năm thứ 26. Phong Phi Vân bắt đầu trùng kích cực hạn thân thể, chỉ có bước bản thân mình vào ngõ cụt mới biết được mình đã mạnh tới mức nào. Xung kích cực hạn thân thể cũng cần trả giá thật nhiều, toàn thân như bị con kiến đốt, bị độc trùng ngậm thân thể, cảm giác đau đớn làm cho người ta muốn ngất đi thật nhanh. Oanh! Đầu dị thú chiến hồn thứ 26 tu vị 700 năm đã luyện hóa thành công. Thân thể Phong Phi Vân giống như hư thoát, tiếp tục bắt đầu luyện hóa đầu dị thú chiến hồn thứ 27. Lúc này càng thêm thống khổ, giống như có cây đinh trên vách tường áp vào người, vách tường cũng không ngừng co rút lại, áp lên thân thể. Bản thân phải thừa nhận cực hạn. Oanh!
lỗ chân lông trên làn da Phong Phi Vân đều có huyết châu chảy ra, làn da toàn thân và huyết nhục đỏ thẫm như sắt, trong người có dị thú chiến hồn gào thét, cơ hồ muốn nổ tung thân thể hắn. Cuối cùng hắn vẫn gượng qua được, khi đầu dị thú chiến hồn thứ 27 dung nhập vào bản thân. Thời điểm này Phong Phi Vân giống như vừa trải qua 100 cuộc chiến, động ngón tay cũng có cảm giác đau đớn như xé rách hắn ra. Cho dù là thiên tài cấp sử thi có thể luyện hóa 10 đầu dị thú chiến hồn cũng không đảm đương nổi, nhưng mà Phong Phi Vân đã luyện hóa được 9.927 đầu, quả thật là biến thân thể thành một chiến trường của dị thú chiến hồn, không ngừng trùng kích thân thể. Phải thừa nhận hơn 9.000 đầu dị thú chiến hồn trùng kích, cảm giác thống khổ này làm tu sĩ thiên mệnh cảnh biến thành ngu ngốc. Phong Phi Vân không có như vậy, hắn cảm giác tiềm lực của mình không ngừng bị kích phát. Lại cắt xuống một mảnh cửu huyền kim tham ngậm vào trong miệng, kim tham tỏa dược lực thẩm thấu toàn thân, chữa trị các chỗ tổn thương trên thân thể, giúp thân thể hắn khôi phục thật nhanh. Tiếp tục, đầu dị thú chiến hồn thứ 28. Phong Phi Vân tiếp tục lấy một con dị thú chiến hồn thứ 28 ra, trấn áp trong hai tay sau đó bắt đầu luyện hóa. Ầm ầm. Hai tay Phong Phi Vân sinh ra tiếng nổ mạnh, thân thể không ngừng run rẩy, miệng vết thương vừa khôi phục lại hở ra, lỗ chân lông có máu chảy không ngừng, y phục của hắn tự ướt sũng nước, bây giờ biến thành ướt sũng máu. Đầu dị thú chiến hồn thứ 29. Phong Phi Vân cắn răng, tiếp tục cưỡng ép luyện hóa dị thú chiến hồn vào thân thể. Huyết dịch trên làn da biến thành bùn máu, lại vỡ ra, bùn máu rơi xuống đất. Thân thể Phong Phi Vân biến thành huyết nhân. Đầu thứ 30. Đầu óc Phong Phi Vân trở nên hỗn loạn, thân thể đã không thuộc về mình, huyết dịch trong người đang gào thét như sóng vỗ bờ, va chạm kinh mạch nứt ra. Đầu thứ 31. Toàn thân Phong Phi Vân chết lặng, chỉ bắt buộc bản thân luyện hóa dị thú chiến hồn, lúc này lực bài xích trong người cường đại tới mức Phong Phi Vân không thể khống chế. Oanh! Đầu dị thú chiến hồn thứ 31 kêu lên thê lương thảm thiết, bị xung kích vỡ vụn ra, nổ tung hóa thành sương mù, mà cùng lúc đó Phong Phi Vân cũng không chịu nổi thống khổ này, trực tiếp ngất đi. Cuối cùng cũng không có luyện hóa đầu dị thú chiến hồn thứ 31. 9.930 đầu dị thú chiến hồn, đây đã là cực hạn, trừ phi tu vị tăng lên nữa mới có thể tiếp tục luyện hóa thêm dị thú chiến hồn. Thời điểm Phong Phi Vân tỉnh lại. Đau đớn trên người không giảm bớt bao nhiêu, ngay cả hô hấp cũng đau đớn kịch liệt, ngũ tạng lục phủ biến thành trọng thi hung, nhưng mà hắn vẫn cố gắng ngồi dậy, ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Lại cắt một mảnh cửu huyền kim tham ngậm vào Châu Inh Miêng. Lực lượng cửu huyền kim tham nhu hòa rất nhiều, không chỉ lưu chuyển trong đan điền, còn tu dưỡng bản thân bị thương. Cuối cùng vẫn không cách nào tu luyện thành vạn thú chiến thể, nhưng mà thu hoạch rất lớn. Từ lực lượng thuần túy mà nói, đại khái tăng lên 5 thành. Sau khi Phong Phi Vân khôi phục thân thể tốt lên, sắc trời không còn sớm, trải qua một phen tắm rửa, lại thay bộ quần áo mới, thân thể tỏa sáng, cho dù hắn đứng ở đây, chỉ tỏa ra khí tức cũng đủ trấn áp dị thú chiến hồn cấp thấp phủ phục xuống đất. Ngày mai chính là ngày tiến về thánh địa hoàng tộc, đêm nay phải trở về thần vương phủ, đi tìm thần vương. Phong Phi Vân cáo biệt Tô Quân, liền rời khỏi Thấm Tâm Sơn Trang. Thần vương phủ Quế Công Công đã lái long liễn chờ ở bên ngoài, Phong Phi Vân leo lên long liễn, đi về thần vương phủ. Phong Phi Vân cảm thấy nội tâm chán ngáy, thần vương là đại nhân vật tuyệt đỉnh trong thần đô, tai mắt đông đao, thần thức trải rộng các nơi, hắn làm sao không biết chuyện hoang đường giữa mình và Kỳ Linh Xuân. Kỳ Linh Xuân chính là thần phi nương nương, mà thần vương chính là vương gia vương triều, nếu hắn thật sự biết được chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Phong Phi Vân trên đường đi đã suy tư đối sách. Trận tuyết đầu của thần đô, mang theo dòng nước lạnh phương Bắc, quét qua đầu thành. Giờ phút này đã là canh 4 ngày mới, sắc trời còn u ám đôi chút, trên con đường cổ mộc băng tinh bao trùm tất cả, lá cây trên ngọn đã đầy tuyết đọng, thật giống như cây băng, gió lạnh thổi qua, tuyết trên cành rơi xuống phố cổ. Trên con đường băng tuyết có thể nhìn thấy thiếu niên 12-13 đang khổ luyện quyền pháp trong tuyết, có thạch sư đang luyện lực tay. Mỗi người đều ôm mộng cường giả, mỗi thiếu niên trong thần đô này đều cố gắng tu luyện là vì thế. Bọn họ cũng có mộng của mình, cho nên càng khắc khổ hơn người khác. Long liễn hoa lệ mà khổng lồ, thời điểm này có một đầu tê long đang kéo theo long liễn trên đường cái, tuyết động trên đường xoáy lên cao, trùng kích những thiếu niên đang tu luyện bên đường. Một võ sĩ hét lớn một tiếng, nói. Nhìn thấy không, cường giả chính thức sẽ cưỡi trên chiếc xe hoa lệ.
đạt được cô gái xinh đẹp nhất, có được địa vị tôn quý nhất, các ngươi muốn trở nên nổi bật, nhất định phải khắc khổ tu luyện, tiếp tục. Những thiếu niên này ánh mắt kiên định, đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao nhanh trên đường, đi tới ngoài Hoàng Thành. Tất cả mọi người muốn đi đế cung Hoàng Thành, tế tự Thái Miếu, sau đó đi tới thông đạo dẫn tới Thánh Địa Hoàng Cung. Bên ngoài Hoàng Thành xe ngựa như lũ. Trời còn chưa sáng, có hơn 1.000 chiếc xe hoa lệ đang đứng ở ngoài Hoàng Thành, rất nhiều vương công quý tộc đều đi trên cổ xe hàn huyên lẫn nhau, sau đó bước tới cửa Hoàng Thành. Thời điểm bình thường rất ít xuất hiện rầm rộ này, không chỉ có vương công quý tộc, mà ngay cả những thiên kim hầu phủ, cáo mệnh phu nhân, tuấn tài quý tộc. Đều cùng nhau đi vào trong Hoàng Thành, những người này ăn mặc rất long trọng, những phu nhân và thiên kim quý tộc cùng ganh đua sắc đẹp, đeo lên các loại vật phẩm linh khí và dẫn theo linh thú. Những thiên tài tuấn kiệt cũng khí vũ hiên ngang, ý chí chiến đấu sôi sục, trên người có khí tượng phóng lên trời. Ha ha, Ưng Thiên Hầu, nghe nói ngươi lại nạp một tiểu thiếp, nghe nói là nữ đệ tử tiên đạo, mới 18 tuổi, xếp hạng 287, thực hâm mộ các ngươi một năm nạp một thiếp, ta không được, trong nhà có con cọp cái. Ngươi hiểu được, ngươi hiểu mà, ha ha ha. Yên Yên quận chúa rõ ràng cao lên như thế, càng lúc càng xinh đẹp. Vẫn là nàng có tiểu nữ oa nhỏ, nghe nói cũng đã trở thành tiểu tai họa người gặp người sợ trong thần đô rồi, ha ha ha. Tiểu hổ hầu gia nghe nói theo vạn tượng tháp tu hành, quả nhiên thần thông vo song, đã khó gặp đối thủ trong cùng thế hệ. Vương công quý tộc tuy thường xuyên tổ chức yến hội lớn, nhưng lại không có rầm rộ như vậy, cơ hồ tất cả đều là người có quyền thế ở thần đô đều tới đây. Đối với hoàng tộc mà nói, hôm nay chính là ngày trang nghiêm thần thánh nhất. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, là tụ hội lẫn nhau, cáo thơ đạo thuật thế hệ trẻ trao đổi và tranh phong với nhau, thiên kim tiểu thư hầu phủ đang tụ hội khuê mật với nhau. Bái kiến thần vương, bái kiến thần vương. Mọi người cung kính hành lễ. Âm thầm có vài thiên kim tiểu thư thiên hầu phủ mới cùng tụ tập cùng một chỗ, xinh đẹp động lòng người, trẻ tuổi tao nhã và chính trực, chỉ trỏ Phong Phi Vân đi theo sau lưng thần vương, che miệng cười nói. Các ngươi mau nhìn kìa, đó là yêu ma chi tử trong truyền thuyết, Phong Phi Vân, lớn lên thật tuấn tú. Nghe nói hắn là người thứ ba ở hạ sử thi thiên tài bảng, nhưng mà thực lực rất cao, chính là nhân vật Phong Vân trong thế hệ trẻ. Yên Yên, ngươi sẽ không thích hắn đấy chứ, hay là đi tới gặp thiên hầu đại nhân sau đó đi thần vương phủ cầu hôn đi, ha ha ha. Phi Phi, ta càng ưa thích Lệnh Đông Lai, tuổi trẻ tài cao, chính trực nữa. Mạnh mẽ như trăm vạn sư tử, thần tướng vô địch bách chiến bách thắng, ta thấy yêu ma chi tử không bằng Lệnh Đông Lai, hạ sử thi thiên tài bảng khẳng định sẽ có lỗi. Cánh cửa Hoàng Thành chưa có mở ra, tất cả mọi người đang chờ trong băng thiên tuyết địa, một đám người hàn huyên và thấp giọng nghị luận với nhau. Ầm ầm, lại có xe đi tới, xe cao 7 mét, tổng cộng có hơn 20 chiếc xe hoa lệ. Nhìn thấy những chiếc xe này đi tới, tất cả mọi người yên lặng. Trong đó có vài thiên hầu càng ngày càng chủ động nghênh đón. Đến lúc này người tới chính là Bắc Minh Mặc Thủ, hắn là một trong những người được liệt vào mắt xanh của các thiên kim. Bắc Minh Phá Thiên vừa ra khỏi cổ xe, rất nhiều nữ tử xinh đẹp kinh hô từng tiếng, đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, nhìn chẳng khác gì kẻ mê trai. Nhưng mà Bắc Minh Phá Thiên căn bản không nhìn các nàng, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, có sát khí xông thẳng lên trời, đánh thẳng vào Phong Phi Vân. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt bành trướng, nhưng mà những người thế hệ trước đều nhắm một mắt mở một mắt, biết rõ đây chính là Thái Tể Phủ đánh cờ với thần vương, không ai dám lẫn vào trong đó. Phong Phi Vân vẫn đứng ở trên tuyết, cẩm y hoa bào trên người bồng bềnh, thân thể thẳng tắp trên cọc tiêu, trên người sinh ra thú giống vô tận, khí thế bộc phát thú giống vô tận, khí thế cường ngạnh, hoàn toàn không yếu hơn Bắc Minh Phá Thiên chút nào. Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể chưa đại thành, nhưng mà khí thế mà nói không thua bất cứ người trẻ tuổi nào cả. Oanh! Hai thiên tài tuấn kiệt va chạm thiên hôn địa ám. Tuổi trẻ thật tốt, nhuệ khí vô địch, huyết khí phương cương, ta thấy Phong Phi Vân khí thế yếu hơn Phá Thiên một bậc A. Bắc Minh Mặc Thủ vuốt râu cười nói. Thần vương cũng vỗ tay, nói. Đúng vậy A, đứa bé Phi Vân này tu luyện ít hơn Bắc Minh Phá Thiên 20 năm. Yếu hơn người khác một bậc nhưng thiên tư của hắn không yếu hơn chút nào. Bắc Minh Mặc Thủ cười khanh khách, nói. Thần vương thật nói đùa, thiên tư của Phong Phi Vân không tệ, nhưng mà có thần vương và kỷ phi nương nương làm chỗ dựa,
tương lai trên triều đình sẽ phong sinh thủy khởi. Bắc Minh Mặc Phủ cố ý tăng thêm mấy chữ Kỷ Phi nương nương. Sắc mặt thần vương không thay đổi, cười nói. Vẫn phải thái phủ đại nhân chỉ dẫn nhiều mới được. Đó là tự nhiên thôi. Bắc Minh Mặc Phủ vẫn đang tươi cười. Bắc Minh Phá Thiên hận ý ngập trời nhìn qua Phong Phi Vân, cũng bởi vì ở hội đấu giá Ngân Câu Phường hắn biến thành trò cười khắp thần đô, không đánh Phong Phi Vân nằm dạp xuống đất thì hắn khó giải mối hận trong lòng. Lần trước có Tô Quân ngăn cản, lúc này ta chắc chắn phải ở trước mặt mọi người quét sạch mặt mũi của ngươi. Khí thế Bắc Minh Phá Thiên âm trầm tới cực điểm. Bắc Minh Phá Thiên, ngươi đã từng nói chiến một trận với ta, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Đông Phương Kính Thủy chưa xuất hiện nhưng mà giọng của hắn đã truyền tới. Ầm ầm, sát khí bắt đầu khởi động, mây đen đầy trời, một nam tử mặc áo choàng màu đỏ thâm từ trên cao đáp xuống, chính là Đông Phương Kính Thủy. Thời điểm này một thái phó đứng hàng tam công cũng tới. Thái phó là gia chủ Ngân Câu Phiệt, Đông Phương Hàn Lâm. Ai nha, thần vương và thái tể đại nhân thật sự tới sớm nhỉ, vì sao còn đứng ở nơi này, còn không đi vào hoàng thành. Đông Phương Hàn Lâm và một cô gái tuyệt sắc mang khăn che mặt đi xuống cổ xe, hắn lộ ra dáng vẻ già yếu, bước chân tập tễnh đi trong tuyết, chậm rãi đi tới cửa hoàng thành. Cô gái tuyệt sắc mang khăn che mặt này chính là Đông Phương Kính Nguyệt. Thái tể Bắc Minh Mặc Thủ cười nói. Cửa thành hoàng thành cũng chưa có mở ra à. Đúng lúc này, canh năm vừa tới thì trong hoàng thành có ba tiếng chung vang lên. Ông ông! Cánh cửa hoàng thành từ từ mở ra. Có âm thanh thái giám vang dội truyền đến. Thiên trung vang, hoàng thành mở. Đông Phương Hàn Lâm cười cười, bộ dáng hiền lành phúc hậu, nói. Ha ha, chẳng phải đã mở ra rồi sao, em mờ ta mỗi lần tới đền là chuẩn nhất. Nói xong, Đông Phương Kính Nguyệt đã vịn Đông Phương Hàn Lâm đi vào trong cửa thành hoàng thành. Thời điểm Đông Phương Kính Thủy đi ngang qua bên người Phong Phi Vân, con mắt của nàng ngẩng lên, đặc biệt lạnh lùng. Đông Phương Hàn Lâm đến cuối cùng. Lại vào hoàng thành đầu tiên, rất nhiều người mắng trong lòng, Đông Phương Hàn Lâm còn thành tinh hơn cả Bắc Minh Lão Hồ Ly. Đông Phương Kính Thủy và Bắc Minh Phá Thiên cũng không có đánh nhau, cho dù muốn chiến cũng phải sau khi sắc phong người kế thừa thần vương đã. Gió tuyết vẫn không ngừng. Hoàng thành chỉ là bên ngoài cung vây, cũng không phải đại nội đế cung. Trong hoàng thành có rất nhiều kiến trúc cổ bảo lưu từ khi khai quốc, ví dụ như Thái Miếu, Tam Công Miếu, 18 Thiên Hầu Vân Tháp. Còn có lãnh cung thê lương tàn khốc nhất, hàng năm đều có mấy vị phi tử bị đày vào trong lãnh cung, loại phi tử này phần lớn làm những chuyện không ai nhận ra, hoặc là đắc tội một ít đại nhân vật trong nội cung, cho nên mới lọt vào đãi ngộ như thế, phi tử trong lãnh cung sống không bằng chết. Đương nhiên những công chúa, hoàng tử còn nhỏ cũng có rất nhiều ở trong hoàng thành, được bảo hộ, một khi bọn họ trưởng thành cũng không thể ở lại trong hoàng thành nữa, sẽ có phủ đệ công chúa, hoàng tử cho bọn họ ở lại. Bọn họ sinh tồn độc lập, đương nhiên vẫn sẽ có cường giả âm thầm thủ hộ. Tất cả mọi người bước đi tới Thái Miếu, chỗ đó thờ cúng kim thân tổ tông của hoàng tộc, cho dù là Tam Công Cửu Khanh Thập Bát Vương Hầu là các đại lão triều đình, cũng không thể bước vào nửa bước. Tất cả mọi người chờ bên ngoài Thái Miếu. Giờ phút này những hoàng tử công chúa hoàng tộc đa số tụ tập ở nơi này, cũng không thiếu cung Nga phi tần đứng bên ngoài Thái Miếu, một cự đỉnh thanh đồng cao 100 mét. Dưới cự đỉnh là La Phù công chúa và Thái tử Long Thần Nhai. Thanh đồng cự đỉnh phong cách cổ xưa mà đại khí, lộ ra cảm giác tuế nguyệt tang thương, bên trong có dầu hỏa đang thiêu đốt, sóng nhiệt xông lên 9 tầng trời, tuyết trên bầu trời chưa rơi xuống đã hòa tan. Hai người bọn họ là thiên chi kiêu tử, một người xinh đẹp trang nhã, một người tuấn lãng thần phong, khí chất hoàng gia sàn sàn nhau. Cung Nga phi tần ở đây thật sự quá nhiều, đều đứng trước cửa Thái Miếu. Lại nhìn qua phía trước, người ta ra vào tấp nập, nhìn ra phía sau toàn bộ đều là hậu duệ quý tộc và hoàng tộc, cũng tụ tập không biết bao nhiêu người, trái lại những vương công đại thần chỉ là số ít, không bằng 1/10 của hoàng tộc. Dù sao đây là buổi lễ long trọng của hoàng tộc, vương công đại thần chỉ dùng thân phận quần chúng tới đây mà thôi. Chỉ có Tam Công Cửu Khanh Thập Bát Vương Hầu và thần vương mới có quyền đứng hàng thứ nhất, mà những tuấn tài quý tộc, phu nhân, thiên kim đều đứng cách xa hơn 10 dặm. Nhìn qua Thái Miếu to lớn nguy nga. Phong Phi Vân hiện tại là truyền nhân thần vương nhưng cũng chỉ có thể đứng ở phía sau, yên lặng chờ tuyên triệu. Phong Phi Vân không có chút hứng thú với những loại điển lễ tế tự này, ngược lại ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua Đông Phương Kính Nguyệt,
mà Đông Phương Kính Thủy vẫn nhìn vào ánh mắt Phong Phi Vân, cảm thấy Phong Phi Vân không bình thường, dường như Đông Phương Kính Nguyệt không nhìn thấy sự tồn tại của Phong Phi Vân, nàng cao ngạo như thiên nga trắng, căn bản không nhìn con cóc Phong Phi Vân này. Bà nương chết tiệt này hôm nay hình như không đúng a hát, rõ ràng không có chừng mắt ta, hẳn là sau khi dung hợp ngọc thuyền kia thì đầu óc bị hỏng rồi. Trong lòng Phong Phi Vân đau khổ, áp chế lòng hiếu phai trong lòng, Phụng Trôm cầm một quả cầu tuyết sau đó nhẹ nhàng niết một cái, nhìn qua hai bên thấy không ai chú ý, trực tiếp ném cầu tuyết vào át Đông Phương Kính Nguyệt. Thái miếu này không ai dám phóng thần thức ra ngoài, cho nên không ai chú ý Phong Phi Vân mở ám. 3. Quả cầu tuyết nện vào đầu Đông Phương Kính Nguyệt, bột tuyết rơi từ tóc nàng xuống cỏ trắng như ngọc, rơi cả vào trong quần áo màu trắng. Phong Phi Vân nội tâm khoái cảm 10 phần, vội vàng quay đầu đứng nghiêm, bộ dáng chuyện này không liên quan tới ta, nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh mắt Phong Phi Vân đảo qua và phát hiện Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc quay đầu lại, ánh mắt dễ thương chừng hắn. Phong Phi Vân cố nén ý cười, chẳng biết tại sao trong lòng vui như nở hoa, bị nàng chừng còn cảm thấy thoải mái trong lòng. Thời điểm này thái miếu vang lên 9 tiếng chung, đứng đầu cửu khanh chuyên quả lễ nghi văn án tế tự và miếu lễ đi lên. Lão nhân này đứng dưới cự đỉnh, bắt đầu đọc tế văn tuyên thệ cổ xưa của hoàng gia. Tất cả mọi người thu liễm linh khí trong người, bày ra tư thái tôn kính với tổ tiên hoàng tộc. Phong Phi Vân nghe xong ngáp mấy cái, đột nhiên ánh mắt quay tròn, lại có ý trêu cợt nhìn qua Đông Phương Kính Nguyệt, lại vụng trộm nâng tuyết trên đất lên, nhưng hắn vừa cúi thân xuống thì trên đầu đã bị một đoàn tuyết lớn nện lên, phát ra tiếng bành. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua bốn phía, tất cả mọi người đang đứng nghiêm, cũng không biết vừa rồi là ai tập kích hắn. Phong Phi Vân nhìn qua Đông Phương Kính Nguyệt, phát hiện bà nương chết tiệt này đứng thẳng, đứng bất động. Trong lòng Phong Phi Vân phiền muộn, trên đời này có nhiều chuyện đau bi, nhưng không chuyện nào qua được tính toán người ta nhưng lại bị tính kế ngược lại. Rốt cuộc cũng đọc xong tế văn, sau đó cao giọng hô to lên. Tuyên thất hoàng tử, thập bát hoàng tử, thất thập nhị hoàng tử, Phong Phi Vân vào thái miếu nhận thưởng. Quá trình thái miếu nhận thưởng, đêm qua ở thần vương phủ đã có lão thái giám cố ý dạy cho Phong Phi Vân. Thất hoàng tử, thập bát hoàng tử, thất thập nhị hoàng tử đều đi tới thái miếu, cũng chỉ thiếu mình Phong Phi Vân. Người dâng thưởng nhíu mày, lại cất cao giọng hô. Tuyên Phong Phi Vân lên thái miếu nhận thưởng. Dưới thái miếu phải phong ấn tu vị, cấm thần thức, liễm ngũ quan, tu vị cường đại hơn nữa cũng chỉ như người bình thường. Phong Phi Vân đứng ngoài hơn 10 dặm, nghe lão gia hỏa kia kêu mình. Phong Phi Vân vẫn còn đang tìm người nào đánh lén mình, lúc này mới nghe được âm thanh tuyên triệu, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng không có chút xấu hổ nào, dù sao ra mặt dày, nhìn chằm chằm thì cứ nhìn. Hắn lúc này mặt không đổi sắc đi ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, hiển thị phong thái truyền nhân thần vương. Bành! Dưới chân Phong Phi Vân không biết bị ai vấp, hắn mất trọng tâm trực tiếp ngã xuống đất. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn phong đạm vân khinh đứng ở đó, cũng không nhìn Phong Phi Vân ngã bên cạnh mình, đôi mắt hạnh dễ thường nhìn chằm chằm vào thái miếu, cũng không có ý nâng Phong Phi Vân dậy. Tất cả mọi người cười vui vẻ, trong lòng rất nhiều người thầm nghĩ, yêu ma chi tử cũng quá yếu, đi đường cũng ngã, hơn nữa còn trong loại điển lễ lớn như tế tự thái miếu, đây quả thật là làm mất mặt thần vương. Âm linh tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân cúi đầu. Phong Phi Vân vẽ mặt nghiêm túc cung kính bước lên trên, đám vương công tuấn tài, thiên kim tiểu thư quý tộc nhìn qua cảnh này, trong lòng cười cười. Tập tập quê nhà, trước phần mộ tiền bối phải dập đầu, âm linh tiền bối, cần tôn chỉ đời ta, kính chi. Âm linh tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân hai bái. Phong Phi Vân nói xong trực tiếp bái. Đột nhiên lúc này bên tai hắn có tiếng cười nhỏ của Đông Phương Kính Nguyệt. Nơi này là thái miếu, cung phụng kim thân tổ tiên hoàng tộc, cũng không phải hoàng lăng tổ tiên hoàng tộc, cái gì mà âm linh, ngu ngốc. Phong Phi Vân nghe như thế thì mặt già đỏ lên, trên trán nổi hắc tuyến, nói. Đông Phương bà nương chết tiệt, mối thù hôm nay ngày khác sẽ trả gấp bội. Phong Phi Vân dám khẳng định vừa rồi tuyệt đối là Đông Phương Kính Nguyệt gạt chân hắn, nếu không bị nàng làm té ngã. Phong Phi Vân mới chẳng muốn bái cái gì tổ tiên hoàng tộc, bái đại gia hắn. Tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân bái thứ ba. Phong Phi Vân hoàng thành ba bái, sau đó mặt không chút xấu hổ, vẻ mặt khí khái hào hùng, tay áo bồng bềnh,
ở trước mặt bao người đi về phía thái miếu. Trong thái miếu, tám lão giả tóc bạc râu trắng đều thỏa mãn gật đầu. Đã sắp trở thành người thừa kế thần vương, tự nhiên phải tôn trọng tổ tiên hoàng tộc, biểu hiện của Phong Phi Vân cũng khiến đám lão tổ hoàng tộc thỏa mãn, ít nhất là nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắc Minh Mặc Thù thấp giọng thở dài, nói. Thần vương quả nhiên dạy bảo có phương pháp, đúng là có một tay a. Nào có chứ, là Phi Vân tôn trọng tiền bối, hiểu lễ giáo mà thôi. Thần vương cười nói. Chờ sau khi ra khỏi thánh địa hoàng tộc rồi nói. Trong mắt Bắc Minh Mặc Thù hiện ra vẻ lo lắng, hắn đã sớm làm ra nhiều bố trí, Phong Phi Vân nhất định không cách nào thông qua khảo hạch, sẽ chết trong thánh địa hoàng tộc. Trong tính toán của Bắc Minh Mặc Thù, Phong Phi Vân không thể trở thành người thừa kế thần vương, người thừa kế thần vương chính thức phải là ba vị hoàng tử bên kia. Thất hoàng tử, thập bát hoàng tử, thất thập nhị hoàng tử, bọn họ đang chờ bên dưới cầu thang ngoài thái miếu, thẳng tới khi Phong Phi Vân đi tới, bốn người mới cùng nhau leo lên ngàn bậc thang, đi tới bên dưới thanh cổ đỉnh cực lớn hoàn thành lễ nghi, sau đó cắt máu cổ tay nhỏ vào cổ đỉnh. Huyết khí sôi trào trong cổ đỉnh, hóa thành mây máu. Nhận thưởng hoàn tất. Thánh địa mở ra. Thái giám hô cao. Lúc này trong tầng mây trên không thái miếu chấn động, bầu trời hóa thành tấm gương thật lớn, có thể chiếu rọi thế giới khác, bốn đạo hào quang chiếu sáng các nơi, Phong Phi Vân và ba vị hoàng tử cũng biến mất dưới cự đỉnh. Ba 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 ba. Phong Phi Vân từ đầu tới cuối không nhìn thấy Tấn Đế, xem ra đệ nhất nhân thần Tấn Vương triều này hiện tại đã đi vào thông đạo tới thánh địa hoàng tộc. Đây là thông đạo tịch mịch, bốn phía là hư không. Cũng không biết thông đạo đi tới đâu. Ba hoàng tử đứng tách ra, đều là vương giả trẻ tuổi, khí tức trên người vô cùng cường đại. Sau khi rời khỏi thái miếu, bọn họ cũng khôi phục linh khí trong người, phóng thần thức và giác quan ra, không chỉ căm thù Phong Phi Vân, bọn họ cũng căm thù lẫn nhau. Đây là một cuộc cạnh tranh tàn khốc, không thua gì tranh giành thái tử, ai có thể trở thành người thừa kế thần vương, như vậy kẻ đó không bị loại bỏ. Ít nhất là có thể làm người thứ hai trong thần Tấn Vương Triều. Thì ra thánh địa hoàng tộc cũng không nằm ở thần Tấn Vương Triều, mà là nằm trong bí cảnh. Phong Phi Vân đi lại trong thông đạo, cũng cảm nhận được khí thế bí cảnh. Cho dù là bí cảnh cấp thấp hay là bí cảnh cao cấp đều không thể sinh ra linh khí của mình, cho nên tu sĩ đi vào trong bí cảnh đều phải cẩn thận quý trọng linh khí bản thân, không thể tùy ý tiêu hao. Nhưng mà Phong Phi Vân không sợ, hắn mang theo linh thạch đủ nhiều. Căn bản không sợ linh khí khô kiệt. Trong vạn tượng tháp dị thú hồn cảnh thuộc về bí cảnh cấp thấp đã to lớn mênh mông không, dài rộng hơn vạn dặm. Bí cảnh trung cấp ổn định hơn bí cảnh cấp thấp nhiều lắm, so với bí cảnh cấp thấp còn lớn hơn vạn lần tới trăm vạn lầy, đây chỉ là không gian lớn nhỏ, đổi thành chiều rộng, cao, dài của không gian đều là hình lập phương mà thôi, kỳ thật chỉ ấp mấy chục lần tới trăm lần. Bí cảnh trung cấp vẫn không có mặt đất và bầu trời ổn định. Nhưng cũng hình thành đại lục lơ lửng. Đương nhiên nếu như không có khai phát, những đại lục này không thể thai nghén ra sinh vật của mình, chết héo ở đó, ngay cả nước cũng không có một giọt. Nhưng mà thánh địa hoàng tộc được hoàng tộc khai phá nhiều năm, nội tình thần Tấn Vương triều hơn 6.000 năm, có hơn phân nửa đang tụ tập trong thánh địa hoàng tộc này. Đây là bí cảnh trung cấp, tổng cộng có 12 đại lục lớn nhỏ khác nhau, có đôi khi cách xa nhau mấy vạn dặm, dao động không nhìn thấy. Đại lục lớn nhất dài 8 vạn dặm, rộng 4 vạn 8 ngàn dặm. Đại lục nhỏ nhất dài tới 6.200 dặm, rộng 5.400 dặm. Hoàng tộc kinh doanh bí cảnh trung cấp này 6.000 năm, cũng chỉ khai phá được 4 khối đại lục, một khối đại lục đang ở trạng thái khai phá, còn có 7 đại lục là khu vực không người, tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, trong vòng một nghiếp có thể giết chết tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Phong Phi Vân tiến vào thánh địa hoàng tộc. Cũng cảm giác được khí tức khổng lồ bao trùm qua, làm cho người ta áp lực vô hạn. Trong thánh địa hoàng tộc đều có cường giả siêu cấp, tu vị không yếu hơn thần vương. Đây là thánh địa hoàng tộc, nghe đồn phàm là đệ tử hoàng tộc không thể trở thành tấn đế và thần vương, cũng không thể can thiệp chuyện triều đình, phần lớn sẽ trục xuất tới nơi dây, khai phá thánh địa. Thất hoàng tử tuổi lớn nhất, nhưng mà hắn chưa từng đi qua thánh địa hoàng tộc, chỉ ngầm nghe trộm được một ít chuyện về thánh địa hoàng tộc. Bốn con chim ưng màu trắng khổng lồ bay tới, mỗi con có cánh dài hơn 10 thước, phân biệt chở bốn người, bay vào trong một khối đại lục của thánh địa hoàng tộc. Bành! Chim ưng bay tới trên không một khối đại lục, xuyên qua vách tường vô hình.
vốn là thế giới trống rỗng, lập tức trở nên náo nhiệt. Nơi này là một khối đại lục, núi hiểm trở, mờ ảo, thâm sơn cùng cốc rất nhiều, còn có tiếng thần trung vang lên, dường như ẩn chứa tiên linh. Trong tầng mây lơ lửng núi lớn ngàn trượng, phía trên thành lập cung điện kim đồng sắc lưu động, chúng bay ngang qua bầu trời, còn có cô gái tuyệt sắc chân đạp phi kiếm bay qua, bay thẳng lên phía chân trời, giống như biến mất trong mây. Đây là khí phái tiên linh đại thế, làm cho ba hoàng thứ lần đầu tiên đi vào thánh địa kích động không thôi. Đây là khối đại lục thứ ba do hoàng tộc khai phá, đã kinh doanh hơn 2.000 năm, có biển cả, hồ nước, còn có tham hực vật và mãng thú hoang dại. Dưới đại lục có ẩn chứa một đầu thiên mạch, cung cấp linh khí nồng đậm như thế giới thật sự. Một lão giả mặc trường bào màu vàng, chân đạp kim hài lưu vân từ trên đỉnh núi cao nhất của đại lục này bay tới bên cạnh bốn con chim ưng, ba hoàng tử và Phong Phi Vân lập tức biến mất trên phi ưng, xuất hiện trước mặt lão giả này. Đây chính là thánh địa hoàng tộc, Long Hoàng Tam Đại Lục, chính là nơi tiên huyền hoàng tộc các đời nghiên cứu tuyệt học thánh pháp, Long Hoàng Đao Quyết, Cực Chân Thiên Tốc, Cửu Chuyển Sinh Tử Diệt. Còn có một ít điển tịch chí cao, không truyền ra ngoài, phần lớn đều là từ đại lục này nghiên cứu ra, thẳng tới khi xác nhận công pháp này thành công mới ghi chép thành sách, truyền cho hậu nhân tu luyện. Một lão giả mặc trường bào màu vàng mang theo đám người Phong Phi Vân bay lên núi cao kia, trên cầu thang cổ nhỏ có thể nhìn thấy khắc đá rậm rạp chằng chịt, chính là bí mật bất truyền của hoàng tộc, còn có khắc công pháp và tuyệt học tiên môn. Phong Phi Vân nhìn thấy ba thức đầu tu luyện Long Hoàng Đao Quyết. Đằng sau còn có đao thứ tư và đao thứ năm trong quá trình nghiên cứu, ép nhưng mà khác với Long Hoàng Đao Quyết mà hắn tu luyện. Phong Phi Vân tu luyện Long Hoàng Đao Quyết đã cải tiến tới cực điểm, không có chút tai hại nào, nhưng mà Long Hoàng Đao Quyết trên đường cổ này lại tồn tại rất nhiều lỗ thủng, một khi tu luyện sẽ tạo thành tổn thương thân thể thật lớn. Muốn trở thành thần vương thì ngộ tính phải vượt qua người bình thường, cũng có trí tuệ không giống người thường. Lão giả áo bào màu vàng dừng bước lại, nói. Khảo hạch đầu tiên với các ngươi chính là ngộ tính và trí tuệ, con đường cổ này dài 300 dặm, trên đại lục này khác mấy chục vạn công pháp tu luyện, nhưng mà những công pháp này tòa bộ chưa hoàn thiện, tai hại thật lớn, có thể làm người ta tẩu hỏa nhập ma, có người giảm thọ, có người thậm chí đan điền nghiền nát. Các ngươi cần làm chính là trong vòng 3 ngày phải tìm ra tai hại của một loại công pháp đó, khiến nó trở thành công pháp tu luyện chính xác, ai hoàn thành càng nhanh, sau khi sửa công pháp lực lượng mạnh hơn. Kẻ đó đạt được điểm càng cao trong khảo hạch đầu tiên này, quy tắc kỹ càng ta sẽ trực tiếp đánh vào chôn đầu các ngươi. Lão giả áo bào màu vàng bắn ra bốn đạo kim quang, phân biệt bắn vào mi tâm của bốn người, một quyển sách quy tắc hiện ra trong đầu bọn họ. Khảo hạch đầu tiên chính là khảo hạch ngộ tính và trí tuệ, tổng cộng 10 điểm. Tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên chính là lựa chọn một công pháp chưa từng tu luyện qua trên đường cổ. Sau đó trong thời gian nhanh nhất hoàn thiện và sửa chữa, sau đó đưa cho lão tổ khảo hạch, sau khi vượt qua kiểm tra sẽ tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai, xuống núi, tìm kiếm một thiếu niên không có kinh nghiệm tu luyện, tuổi không vượt qua mốc phi 6, sau đó truyền thụ cho hắn một loại công pháp, bước này không chỉ khảo nghiệm trí tuệ của ngươi, càng khảo nghiệm nhãn lực của ngươi, nhãn lực càng mạnh, tìm kiếm đệ tử thiên tư càng cao, tu luyện cũng càng nhanh. Đây chính là khảo hạch năng lực tổng hợp. Không chỉ là khảo nghiệm lực lĩnh ngộ và trí tuệ, cơ hồ là tất cả cộng lại, phải hoàn thành trong 3 ngày, càng phải khảo nghiệm tâm tính của một người. Hiện tại bắt đầu, nắm chắc thời gian. Lão giả áo bào màu vàng nhìn qua bốn người trẻ tuổi trước mặt, tuy bốn người trẻ tuổi này là vương giả kiệt xuất của thế hệ trẻ, nhưng mà hắn không cho rằng có người nào trong vòng 3 ngày hoàn thiện công pháp. Trong lịch sử thần tấn vương triều, cơ hồ cách mấy trăm năm sẽ có khảo hạch lựa chọn thần vương tiếp theo. Nhưng đa số các thời kỳ là tuấn kiệt khi khảo hạch đều chỉ hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, cũng không phải hoàn thiện công pháp, bởi đây căn bản không có thời gian hoàn thành bước thứ hai, bước thứ ba. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải khảo nghiệm ngộ tính và trí tuệ. Phong Phi Vân nắm chắc thời gian, đi trên con đường cổ. Ta tu luyện Long Hoàng Đao Quyết qua, đây là sự thật, trước khi khảo hạch đã bị kiểm nghiệm qua, cho nên ta không thể lựa chọn Long Hoàng Đao Quyết. Muốn truyền thụ cho đệ tử mình tu vị cường đại, như vậy phải lựa chọn công pháp cường đại, ta nhất định phải chọn ra công pháp cường đại nhất, dùng cảm ngộ với thiên đạo đền bù lỗ thủng và sơ hở của công pháp tuyệt đỉnh, tối đa chỉ cần thời gian nửa ngày. Một giờ sau, Phong Phi Vân tìm được công pháp vượt qua Long Hoàng Đao Quyết. Loại công pháp này hơn 10 tổ tiên hoàn tộc hao tổn mấy trăm năm nghiên cứu ra,
nhưng mà cuối cùng chỉ là lối suy nghĩ và một ít giản giáo đơn giản. Vì nghiên cứu thành công một loại công pháp như thế này, có vài chục vạn người thí nghiệm đã chết, trong đó không thiếu thiên tài vạn người có một, toàn bộ bạo thể mà chết, cố gắng mấy trăm năm vẫn không cách nào tìm ra lỗ thủng đền bù, cuối cùng chỉ có thể lưu lại đây. Đây là tử vong ma điển. Ma công sớm đã tuyệt tích ở địa vực thần tấn vương triều, nhưng mà hoàng tộc còn lưu giữ lại ba cuốn tàn quyển cổ xưa, tử vong ma công chính là một trong ba cuốn tàn quyển đó. Tổ tiên hoàng tộc tin tưởng vững chắc, lực lượng cực hạn của thân thể chính là tử vong, cực hạn tử vong mới sinh ra lực lượng không tầm thường. Cũng chính là tử cực phi sinh, phủ cực thái lai. Tử vong ma công nguyên lý chính là như thế, tu luyện giả tử vong một lần, sẽ đạt được lực lượng cường đại vô số lần, tử vong lần thứ hai sẽ đạt được lực lượng tăng lên khủng khiếp. Ai nắm giữ lực lượng tử vong, kẻ đó có thể nắm giữ lực lượng mạnh nhất trên đời. Nhưng mà hoàng tộc tìm ra tai hạn cực lớn trong tử vong ma công, tu sĩ tử vong trong tu luyện, trong đó có người tỉnh lại từ trong tử vong, đạt được lực lượng không tầm thường, nhưng mà người này khi giao thủ với người khác, tử vong linh khí khẽ động, còn chưa ra tay đã bạo thể mà chết. Cũng bởi vì thế tử vong ma công cuối cùng không cách nào nghiên cứu thành công, tổ tiên hoàng tộc lui mà cầu tiếp theo, nghiên cứu ra cửu chuyển sinh tử diện sánh ngang với Long Hoàng Đao Quyết, nhưng mà so sánh với tử vong ma công thì uy lực kém hơn cả vạn dặm. Phong Phi Vân đúng là hứng thú với tử vong ma công, cảm giác đặc biệt mới lạ, bởi vì tử vong ma công có phương thức cùng loại với Niết Bàn Trọng Sinh, nhưng lại là lối tắt, tự thành một phái, có lẽ nguyên lý còn trên cả Phượng Hoàng Niết Bàn tìm được cửa đột phá. Ta đã sửa chữa hoàn tất Hóa Cốt Tam Huyền Kinh, hoàn thiện tới mức tận cùng, mời tổ tiên đọc. Nhưng mà Phong Phi Vân vừa mới lựa chọn xong công pháp, Thất Thập Nhị Hoàng Tử không chỉ lựa xong công pháp, còn tìm hiểu công pháp, hoàn thiện công pháp. Lúc này chỉ mới vượt qua một giờ mà thôi. Cho dù Phong Phi Vân cảm ngộ thiên đạo mạnh hơn bọn họ cả vạn lần, cũng không thể bảo chứng trong một giờ sửa chữa và hoàn thiện công pháp tuyệt luân, trừ phi Phong Phi Vân có được tu vị Phượng Hoàng Tộc Trưởng, mới có thể trong nháy mắt hoàn toàn thấu hiểu nguyên lý của công pháp. Tuy Hóa Cốt Tam Huyền Kinh tuy kém hơn Long Hoàng Đao Quyết một chút, nhưng cũng là công pháp tu luyện đỉnh cấp, dùng tu vị hiện tại của Phong Phi Vân cũng không thể trong một giờ sửa chữa hoàn thiện. Cần phải phân tích và diễn luyện hơn 10 vạn lần mới có thể tìm được lỗ thủng và sửa chữa. Thập Thất Hoàng Tử cảm ngộ thiên đạo còn mạnh hơn Phong Phi Vân là chuyện không có khả năng. Chỉ có một cách giải thích, hắn đã sớm biết rõ nội dung khảo hạch đầu tiên, đã có người giúp hắn hoàn thiện công pháp này, hắn chỉ cần ghi nhớ là được. Không dậy nổi, thật khó lường, Thập Thất Hoàng Tử không hổ là nhân trung long phượng, hoàng tộc rầm rộ. Chỉ một giờ đã sửa chữa Hóa Cốt Tam Huyền Kinh tiếp cận hoàn mỹ, chỉ có ba khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng không ảnh hưởng tới tu luyện. Lão giả áo bào vàng kích động không thôi. Thất Thập Nhị Hoàng Tử bộ dáng như thụ sủng nhược khinh, cúi đầu nói. Tư chất của ta ngu dốt, đều là tổ tiên dạy bảo có phương pháp. Thất Thập Nhị Hoàng Tử cười thầm trong lòng, sau lưng có Thái Tể Phủ dựa vào, từ một tháng trước Thái Tể Đại Nhân cũng đã giao Hóa Cốt Tam Huyền Kinh cho hắn. Ứng phó người thừa kế thần vương là dư xài. Ta đã sửa chữa Đại Càn Khôn Trưởng hoàn tất, hoàn thiện tới cực điểm, tổ tiên mời đọc. Thất Hoàng Tử không cam lòng yếu thế, sau đó trình lên. Ta đã sửa chữa Phích Lịch Lôi Thuật hoàn tất, thỉnh tổ tiên chỉ điểm. Thập Bát Hoàng Tử trình công pháp lên. Lão giả áo bào vàng kích động không thôi, một đám người đề cử thần vương năng lực lĩnh ngộ quá đáng sợ, trong một giờ đã có ba người hoàn thành bước đầu tiên. Sửa chữa công pháp, có thể xuống núi tìm đệ tử. Trái lại Phong Phi Vân được vinh dự là đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều, hắn mới vừa vặn tìm được công pháp mà thôi, chênh lệch với ba vị hoàng tử quá lớn. Thất Hoàng Tử tu bổ Đại Càn Khôn Trưởng. Thập Bát Hoàng Tử tu bổ Phích Lịch Lôi Thuật. Thất Thập Nhị Hoàng Tử tu bổ Hóa Cốt Tam Huyền Kinh. Ba bộ công pháp này là công pháp tu luyện đỉnh cấp, đã có thể sánh ngang với công pháp Đại Tiên Môn. Sau lưng ba người đều có đại nhân vật ủng hộ, trong đó Thất Thập Nhị Hoàng Tử thiên phú cao nhất, được Thái Tể Phủ nhìn chúng, muốn giúp hắn trở thành người thừa kế thần vương. Ba hoàng tử sau khi hoàn thiện công pháp đều giao cho lão giả áo bào vàng, sau khi lão giả áo bào vàng kiểm duyệt xong, bọn họ đã nhanh chóng xuống núi tìm kiếm truyền nhân, thời gian chỉ có 3 ngày, bọn họ phải giành giật từng giây. Phong Phi Vân tâm không tạp niệm, ngồi trên cổ đạo. Lợi dụng tiểu diễn chi thuật bắt đầu suy tính tử vong ma công, tìm kiếm sơ hở trong đó. Lão giả áo bào vàng cũng lẳng lặng chờ đợi ở đây,
ngồi xuống tu luyện, thân thể tương liên với đại địa, giống như một gốc cây già khô héo. Nguyên lý tử vong ma công cũng không phải tử vong chân chính. Trong thời gian nửa canh giờ, Phong Phi Vân đã phân tích ra kết quả. Tử vong chia làm 3 giai đoạn, sắp chết, thân thể chết, tính mạng chết. Sắp chết chính là giai đoạn đầu tiên của tử vong, thời điểm này thần thức đã rời khỏi thân thể, não bộ lâm vào hôn mê, tam đập và hô hấp cũng ngừng lại, nhưng mà thời điểm đó chưa phải tử vong chính thức, người này vẫn có khả năng sống lại. Thân thể tử vong chính là giai đoạn thứ hai của tử vong, thời điểm này thần thức đã không còn bị thời gian không gian hạn chế, có thể dựa vào tâm niệm bay ra khỏi thân thể, người đui có thể nhìn thấy giai đoạn này, kẻ điếc có thể nghe thấy. Bình thường mà nói, vào thời điểm này người ta có thể siêu thoát thời không, xem lại cả đời của mình, những trí nhớ này chỉ diễn ra trong mấy phút, nhưng mà với người sắp chết mà nói, đây có khả năng sẽ là lần cuối cùng nhìn lại cả đời của mình. Cũng chính là tao ngộ của mỗi người, người ta thường nhớ lại trước lúc tử vong. Rất nhiều người sau khi chết đã rơi lệ, cũng bởi vì rất nhiều năm trước, những chuyện hối hận đã hiện ra, nhưng đã vô lực vãn hồi. Rất nhiều người trước khi chết không kìm lòng được đi bắt cái gì đó, sẽ bắt rất nhanh, nhưng chính là muốn bắt những thứ mình đã từng mất đi, nhưng mà tử vong bất đắc dĩ làm cho người ta không bắt được cái gì. Thời gian cũng sinh ra tỷ lệ chuyển hóa thật lớn. Bên ngoài vài phút, trong người lại trôi qua cả đời. Nguyên lý tử vong ma công nằm ở ngay chỗ này, lợi dụng vài phút tu luyện ngắn ngủi, trên thực tế đã là một đời người, mỗi lần chết thì tu vị sẽ tăng lên như bay. Ví dụ như người sống 10 năm, không có chút tu vị nào, nhưng mà tu luyện tử vong ma công, hắn sẽ tiến vào giai đoạn tử vong, có được vài phút nhưng tu luyện suốt 10 năm, đạt tới tu vị người khác tu luyện khắc khổ trong 10 năm. Lúc thiếu niên này tỉnh lại đã củng cố tu vị, luyện hóa tử vong chi khí trong người, thời điểm tử vong thứ hai đã tu luyện được vài chục năm đạt được tu vị người ta tu luyện khắc khổ suốt vài chục năm. Dùng chuyện này suy ra, càng đi về sau khi tử vong thì thời gian hấp hối vài phút lại giúp tu vị bạo tăng, thời điểm tử vong thứ năm và thứ sáu, có khả năng sẽ có được tu vị tương đương người ta tu luyện ngàn năm. Tinh túy tử vong ma công nằm ở chỗ này, nhưng mà tử vong ma công nguy hiểm nhất cũng ở đây. Thời điểm tính mạng tử vong lần thứ hai, giai đoạn trước có thể sống lại, nhưng mà giai đoạn tiếp theo không cẩn thận sẽ tiến vào giai đoạn tử vong thứ ba. Giai đoạn tử vong thứ ba này, tính mạng tử vong, cũng chính là tử vong triệt để, người không có khả năng sống lại. Tu luyện tử vong ma công tuy khủng bố khôn cùng, nhưng có thể nói là bất tử bất diệt, nhưng mà hơi chênh lệch một chút có khả năng sẽ tử vong chính thức, đặc biệt là càng về sau, thời gian càng khó nắm chắc. Dù sao vài phút tương đương với mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, cho dù là chân nhân cũng không có khả năng tính toán thời gian chính xác. Cho nên tu luyện tử vong ma công cũng không phải không ngừng tử vong, tu vị không ngừng tăng cao, thường thường tử vong một lần, thời gian rất lâu cần tu luyện thần thức, càng về sau thời gian tu luyện thần thức càng dài. Chỉ cần thần thức cường đại tới mức nhất định, mới có thể đi vào tu luyện tử vong tiếp theo. Tử vong ma công và Phượng Hoàng Niết Bàn Thể không giống nhau, Phượng Hoàng Niết Bàn Thể là thiêu đốt bản thân, trọng sinh trong tâm cốt, nhưng mà tử vong ma công lại giúp người ta tu luyện trong giai đoạn tử vong thứ hai, cũng chưa tính là tử vong chính thức. Lỗ thủng lớn nhất của tử vong ma công chính là ở đây, sau khi tử vong lần thứ hai, thân thể con người trở nên yếu ớt, linh khí trong người tăng lên vô số lần, thân thể nhất định không cách nào thừa nhận linh khí trùng kích, bảo thể mà chết là cách chết bình thường nhất. Thứ hai, sau khi tử vong giai đoạn thứ hai, lúc thức tỉnh thân thể sẽ tồn tại rất nhiều tử vong chi khí, những tử vong chi khí này trải rộng toàn thân, nếu không luyện hóa tử vong chi khí này, không cách nào chữa trị tế bào hoại tử trong người, như vậy khi giao thủ với người ta, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Muốn tu luyện tử vong ma công, khẳng định phải nghĩ tới điểm này, nhất định phải cho người thí nghiệm tu luyện thể thuật, nhưng mà bọn họ lựa chọn đều là thiên tài kiệt xuất. Tu luyện tử vong ma công chưa hẳn cần nhân tài, mà là cần người chịu khổ, chịu tra tấn lớn nhất. Thiên tài phần lớn đều không làm được điểm này. Phong Phi Vân bắt đầu sửa chữa tử vong ma công thành bất tử ma công, nhưng mà Phong Phi Vân sửa chữa bất tử ma công cũng chưa phải hoàn thiện, muốn tu luyện nhất định phải tu luyện hoán huyết Phượng Hoàng bất tử thân. Đây là biện pháp dự phòng của Phong Phi Vân, dù sao nếu để cho công pháp như bất tử ma công rơi vào trong tay hoàng tộc, có trời mới biết tương lai sẽ dùng đối phó ngược lại hắn hay không. Không tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân để hoán huyết, không thể tu luyện bất tử ma công. Phong Phi Vân tốn nửa ngày suy tính lỗ thủng,
lại tốn hai cả buổi sửa đổi lỗ thủng, tổng cộng tốn hao một ngày. Bất tử ma công. Lão giả áo bào vàng tiếp bản sửa chữa của Phong Phi Vân, hắn vẫn không thật sự tin Phong Phi Vân hoàn thiện bất tử ma công, đây chính là công pháp mà nhiều tổ tiên hoàng tộc phí mấy trăm năm vẫn không thể hoàn thành. Bất tử ma công bác đại tinh thâm và áo diệu, mặc dù là lão giả áo bào vàng cũng từng tìm hiểu thời gian dài, sau đó mỗi lĩnh hội được vài phần trong đó, một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, càng sửa chữa tử vong ma công thành bất tử ma công. Lão giả áo bào vàng càng xem càng kinh hãi, cảm giác nguyên lý viết trên đó cũng không phải thêu dệt vô cớ, có rất nhiều nơi hắn nhìn thấy cũng liên tục gật đầu, trong nội tâm rất có cảm ngộ. Bất tử ma công thuộc về thần thông cao cấp nhất, mặc dù là ta cũng không biết lỗ thủng của nó ở nơi nào, ta phải mang theo ma công tiến vào hoàng diệt, đưa lên cho đệ tam hoàng tổ xem. Lão giả áo bào vàng kích động nói ra. Ta thì sao? Phong Phi Vân nói. Người bây giờ có thể xuống núi, hai ngày sau cần lựa chọn tốt môn nhân chạy về đây. Lão giả áo bào vàng nhìn qua Phong Phi Vân thật sâu, sau đó mang theo bất tử ma công hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc bay thẳng lên tầng mây, biến mất trong núi cao. Phong Phi Vân nhanh chóng trà sát ngón tay, hai mắt hóa thành hỏa mang, đứng trên ngọn núi nhìn qua phiến đại lục xa xa, nói thầm. Nội tình hoàng cũng đúng là đáng sợ, nhưng mà một tòa đại lục có vài chục đạo khí tượng khủng bố, đều có thiên tư nghịch thiên, hơn nữa còn tu luyện trong hoàn cảnh cực cao. Phong Phi Vân không nhanh không chậm đi xuống núi, tuy bộ pháp chậm chạp, nhưng mà mỗi bước đi ra lại vượt qua vài trăm thước, không bao lâu đã biến mất ở đỉnh núi. Đây là tòa đại lục rộng lớn khôn cùng, mênh mông tới mức dùng thần thức dò xét cũng chưa thấy hết. Phong Phi Vân xuống núi chưa bao lâu, liền đi tới một tòa thôn trang, trong đó phần lớn đều là người bình thường, bọn họ ăn mặc mộc mạc, dựa vào gieo trồng mà sống, trong đó có rất ít tu luyện giả. Có lẽ những người này là tu sĩ hoàng tộc, thần tấn vương triều mang người bình thường vào nơi này dùng để thử nghiệm những công pháp tu luyện không hoàn thiện. Phong Phi Vân nói thầm trong lòng. Mỗi thế lực tu tiên lớn đều có chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đây là chuyện quá bình thường. Khó trách đệ tử hoàng tộc sau khi tiến vào thánh địa, nếu không thể trở thành nhân vật thừa kế thần vương, trọn đời sẽ bị nhốt trong nơi này, những bí mật trong đây sẽ không bị truyền đi. Đúng lúc này trong thôn trang có tiếng kêu rên thê lương, một nhân ảnh cao hơn 5 mét chạy trốn từ trong thôn trang, thân thể bành trướng, khi thì thu nhỏ lại, cũng không biết thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Cuối cùng thân thể không ngăn cản nổi đã nổ tung. Bành! Hóa thành máu tươi trên đất. Đây là người thí nghiệm thất bại. Sau đó có hai người trẻ tuổi mặc áo bào vàng đi ra khỏi thôn, những thôn dân kia gọi hai người này là sứ giả thiên thần. Hai người trẻ tuổi mặc áo choàng màu vàng này nói cái gì đó với thôn dân, sau đó mang theo huyết nhục tử thi tàn phá không chịu nổi, mà những thôn dân kia còn quỳ xuống đưa tiễn, đặc biệt thành kín, giống như đang đối mặt thần minh. Phong Phi Vân lặng lẽ nhìn qua tất cả. Hai người trẻ tuổi mặc áo choàng màu vàng này thời điểm đi qua Phong Phi Vân, nhìn Phong Phi Vân thật sâu, liền cưỡi hai đầu tê long bay lên không trung. Phong Phi Vân im lặng nhìn qua, không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước, đi qua sơn thôn, thị trấn nhỏ, luôn có thể nhìn thấy việc như vậy xảy ra, có người bị công pháp cắn trả khô héo hơn cả cây cối, có người trực tiếp biến thành xương trắng, có người hóa thành huyết nhục lầy lội. Đây là vật thí nghiệm nghiên cứu công pháp của hoàng gia, những người bình thường này sinh sống trên đại lục vô số đời, trong mắt bọn họ, người hoàng tộc chẳng khác gì thần linh, truyền thụ công pháp cho bọn họ, cũng đạt được thần linh chiếu cố, có thể đạt được lực lượng không tầm thường. Mà người chết đi chính là bị tà ma phụ thể, cho nên mới phải chết. Đêm xuống, Phong Phi Vân vẫn không có tìm được hạt giống tu luyện phù hợp. Muốn tìm được truyền nhân tu luyện bất tử ma công còn gian nan hơn tìm kiếm đệ tử bình thường. Phong Phi Vân ngửi mùi tử khí và huyết tinh tới đây, nhìn thấy vùng quê là một núi thây biển máu, trong không khí còn có oan hồn chưa tiêu tán, có gió lạnh thấu xương thổi qua, phát ra âm thanh gào rút như cự thú. Nơi này không lâu sinh ra chiến đấu đại quy mô, chỉ cần nơi có người thì sẽ có giết chóc. Phong Phi Vân an vị trên sườn núi cách đó không xa, bay qua một đống lửa. Đóng lửa chiếu vào mặt Phong Phi Vân, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Xíu. Phong Phi Vân ra tay, một đạo kiếm quang bắn ra khỏi ngón tay. Bành. Một con hồng tước từ trên trời rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Sau khi mổ hồng tước ra, sau đó rửa sạch, Phong
Phong Phi Vân bắt đầu gác nó lên bếp lửa để nương, không bao lâu mùi thịt cũng lan tràn ra chung quanh, bay được rất xa, hóa tan huyết khí trên chiến trường bay tới. Sàn sạt. Trong núi thây biển máu có động tĩnh nhẹ nhàng truyền ra. Một tiểu nhân ảnh xốc cánh tay người chết lên, chậm rãi leo ra, đây chính là tiểu nữ hài toàn thân đầy máu tươi, bởi vì được một phu nhân che giấu bên dưới thân thể nên nàng vẫn còn sống. Mà nàng nằm dưới đống thi thể đã 5 ngày, sợ bị đám người đuổi giết quay trở lại. Thẳng tới khi người thấy mùi thịt nướng mới dẫn nàng đi ra. Nàng đã thật sự quá đói, đã 5 ngày không ăn hạt cơm nào. Đối với tiểu nữ hài 7 tuổi mà nói, vì sinh tồn có thể nấp trong thi cốt không ăn không uống, đây là chuyện không dễ dàng gì. Mà tiểu nữ hài bình thường không ăn no sẽ khóc náo ồn ào, nhưng mà nàng không có. Ta không muốn chết. Tiểu nữ hài gian nan leo lên sườn núi tới sau lưng Phong Phi Vân, giọng nói vô cùng suy yếu và hấp hối. Phong Phi Vân căn bản không quay người lại, vẫn đang nướng hồng tước, nói. Không muốn chết. Muốn ăn cái gì đây? Ngươi, cho, ta ăn, ta không muốn chết. Tiểu nữ hài nói rất gian nan, giống như nói liên tục cũng không cốt hơi, sau khi nói xong một chữ giống như sắp đứt hơi. Nhưng mà Phong Phi Vân không có nói hết. Vì sao không muốn chết? Ta muốn báo thù, ta, tỷ nói còn sống là còn hy vọng. Giọng tiểu nữ hài khô khốc, ngao y cả bờ môi cũng sắp nứt ra, cuống họng khô rát, yết hầu như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phong Phi Vân vẫn thản nhiên nói. Có đôi khi còn sống còn không bằng chết. Tỷ ta nói, còn sống, là còn hy vọng. Tiểu nữ hài vẫn lặp lại lời lúc nãy. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, nói. Cách nơi này 50 mét có một con sông nhỏ, người đi tới sông tẩy rửa những thứ không sạch sẽ đi, ta sẽ cho người ăn. Tiểu nữ hài này nấp trong thi cốt quá lâu, trên người đầy nước bùn và huyết nhục hư thối, làn da đã trắng bệch, có nơi bắt đầu thối rữa. Phát ra mùi tanh tưởi, làm cho người ta buồn nôn. Thời điểm này nàng cũng không còn sức lực, đừng nói là leo 50 mét, cho dù bò 5 mét cũng có thể tắt thở. Nhưng mà nàng không chỉ leo 50 mét, tới bên bờ sông còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên sườn núi tới gần Phong Phi Vân, hai tay đã biến thành màu đỏ như máu, làn da vốn bị ngâm sắp hư thối, đã hoàn toàn bị chóc ra. Nàng trực tiếp ngã xuống dưới chân Phong Phi Vân. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay Phong Phi Vân, hấp hối, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tràn ngập khát vọng với sinh mạng. Phong Phi Vân cầm thịt chim hồng tước trên tay lên mũi ngửi, sau đó trực tiếp ném đi, nó rơi ra ngoài 50 mét, rơi vào trong nước sông lạnh như băng, sau đó nước sông cuốn nó đi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Ngươi bây giờ còn cảm thấy có hy vọng không? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Toàn thân run rẩy đứng lên, hai bàn tay máu tươi chảy ra ngoài, nói. Ta, tỷ nói, còn sống, là còn, hy vọng. Phong Phi Vân gật đầu, nếu là người bình thường, kể cả khi Phong Phi Vân cũng đã từng tuyệt vọng với sinh mạng, nhưng mà trong lòng nàng có tín niệm, cho nên nàng không có tuyệt vọng. Tu luyện bất tử ma công cần phải tìm một người tràn đầy khát vọng với sinh mạng, mặc dù là trong tuyệt cảnh cuối cùng, cũng phải kiên trì với tín niệm trong lòng. Như vậy mới có thể sống sót. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên nhu hòa, nói. Tình huống thân thể ngươi bây giờ ăn thịt sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi. Phong Phi Vân xòe bàn tay ra, ngưng tụ ngũ hành thủy chi lực vào trong tay, sau đó chậm rãi đặt lên lưng tiểu cô nương này. Ngũ hành chi lực, nguồn gốc chính là tiểu diễn chi thuật, cũng là căn bản thân thể, lực lượng vô cùng nhu hòa. Làn da tiểu nữ hài được thủy chi lực thoải mái, khôi phục nhanh chóng. Ngay cả hai tay máu chảy đầm đìa, bờ môi khô nứt cũng nhanh chóng khép lại. Ngoại thương trên người nhanh chóng hoàn hảo không có tổn thương gì cả, nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Ăn cái này đi. Phong Phi Vân ôm nàng vào trong ngực, cắt một mảnh cửu huyền kim tham ra, đút cho nàng ăn. Cửu huyền kim tham dược lực cực kỳ nhu hoa, ép hơn nữa mang theo tinh lực cường đại, cũng có thể ôn dưỡng máu huyết và xương cốt thân thể. Tiểu nữ hài ăn cửu huyền kim tham vào. Thân thể tỏa ra hào quang màu vàng, mùi thuốc nồng đậm kích phát, tràn ngập toàn thân của nàng. Sau khi tiểu nữ hài hấp thu dược lực cửu huyền kim tham, thân thể đã trở nên linh động trước giờ chưa từng có, làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ, giống như hài nhi vừa sinh ra, lưu động hào quang nhàn nhạt. Gương mặt hơi nhỏ gầy, đôi mắt to tròn đen bóng, giống như hai ngôi sao trong đêm tối. Phụ thân ta chết, mẫu thân cũng chết,
bọn họ đều chết trên đường tiến tới Lâu Long Thành, chúng ta vốn đầu nhập vào tỷ, tỷ ta rất lợi hại, nàng cũng giống như ngươi, được thần linh nhìn chúng, chỉ cần tìm được nàng, sẽ không sợ người xấu. Tiểu nữ hài ngồi trên tảng đá nhỏ, nháy mắt mấy cái. Phong Phi Vân đã giúp nàng an táng phụ mẫu, lại hỏi. Ngươi tên là gì? Thạch Lan, tỷ ta bảo ta là Tiểu Lan Nhi. Giọng tiểu nữ hài nhỏ nhẹ. Tỷ của ngươi đang ở Lâu Long Thành. Phong Phi Vân nói. Thạch Lan không ngừng nói tỷ nàng ở bên miệng, hiển nhiên xem nàng trở thành tín ngưỡng, đây là trụ cột tinh thần. Ân. Thạch Lan nhẹ gật đầu. Ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Phong Phi Vân ôm Thạch Lan vào lòng, TAJWC tiếp bay lên trời, thân thể hóa thành hào quang bay lên không mấy trăm thước. Thạch Lan mới 7 tuổi, mới chỉ là một tiểu bất điểm, nhưng mà trong mắt không có kinh hãi gì, ngược lại bàn tay nhỏ bé cầm thật chắc phát tào Phong Phi Vân, nàng không có sợ hãi, mà thầm nghĩ phải nắm giữ tính mạng trong tay của mình, cho dù Phong Phi Vân đột nhiên buông tay ra, nàng cũng không té xuống. Sau khi dẫn Thạch Lan đi tìm tỷ tỷ, lúc này biết tỷ tỷ của nàng đã chết. Nàng bị treo không mảnh vải che thân trên cửa thành Lâu Long Thành, cũng đã chết 5 ngày, thi thể đầy ruồi và muỗi. Phong Phi Vân đứng dưới thi thể, mà Thạch Lan đang đứng bên cạnh Phong Phi Vân, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Phong Phi Vân. Nội tâm Phong Phi Vân ngũ vị tạp trần, nhìn chằm chằm vào tiểu Thạch Lan, chỉ thấy tiểu cô nương này ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nữ thi trần trụi phía trên. Hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt to tròn của nàng không nháy cái nào, đồng tử mang theo nước mắt lăn tăn. Phong Phi Vân thở dài, nói. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hy vọng nữa không? Ta. Tiểu Thạch Lan cắn chặt bờ môi, cố gắng mở to mắt, nước mắt chảy dài, nàng vẫn nói như trước. Ta, tỷ nói, còn sống, là còn hy vọng, sẽ có hy vọng. Phong Phi Vân thận trọng nói. Muốn báo thù không? Muốn. Đôi mắt tiểu Thạch Lan đầy trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ngươi giúp ta, đúng không? Ta sẽ không giúp ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể giúp ngươi, nhưng mà ta có thể dạy ngươi bổn sự báo thù, nhưng học bổn SJW này lại vô cùng hung hiểm, rất có thể phải chết. Phong Phi Vân vẫn thận trọng nói với nàng. Ta học, tiểu Thạch Lan nói. Theo ta rời đi. Phong Phi Vân mang theo tiểu Thạch Lan rời khỏi Lâu Long Thành. Muốn tu luyện bất tử ma công nhất định phải tu luyện bất tử phượng hoàng thân, cũng chính là thay đổi huyết dịch, tăng thể chất của mình lên. Bất tử phượng hoàng thân thay máu chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, huyết dịch tinh thuần, đỏ như lửa. Giai đoạn thứ hai, huyết dịch sôi trào, đen như mực. Giai đoạn thứ ba, huyết dịch linh động, kim quang bắn ra 4 phía. Giai đoạn thứ tư, huyết dịch phản phát quy chân, trở lại màu sắc ban đầu. Muốn hòa thành lần tử vong phục sinh đầu tiên của bất tử ma công, nhất định phải tu luyện bất tử phượng hoàng thân giai đoạn đầu tiên, huyết dịch tinh thuần, đỏ như lửa. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân giai đoạn đầu tiên tốn hao 3 ngày. Đó là bởi vì thể chất Phong Phi Vân quá kém, hơn nữa không có linh vật phụ trợ. Mà tiểu Thạch Lan được Phong Phi Vân toàn lực trợ giúp, tăng thêm dược lực cửu huyền kim tham. Chỉ tiêu hao không tới một ngày đã hoàn thành bất tử phượng hoàng thân giai đoạn đầu tiên, huyết dịch đỏ thẫm như lửa. Chỉ có một ngày mà nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã đạt tới cảnh giới linh dẫn sơ kỳ, trên người linh khí bức người, giống như một tiểu tiên nữ. Nhưng mà ngay từ đầu đã tu luyện bất tử ma công, sau lần tử vong đầu tiên, nếu còn sống vượt qua, như vậy nàng sẽ có thời gian khổ tu 7 năm. Một tòa cung điện nguy nga trên không trung của đại lục. Trong cung điện có hào quang vạn trượng tỏa ra, một người trẻ tuổi mặc trường màu kim sắc đang thủ hộ bên ngoài cung điện, thần thái của hắn cực kỳ lãnh ngạo, bọn họ được xưng là thiên thần sứ giả trên đại lục này. Chủ nhân cung điện này chính là một lão tổ hoàng tộc, đệ tam hoàng tổ. Thất hoàng tử điện hạ lựa chọn truyền nhân chính là người Bắc Ma La tộc ở phía Bắc đại lục, có thiên sinh thần lực, năm nay gần 9 tuổi nhưng đã nhấc được cự thạch ngàn cân, thất hoàng tử truyền thụ đại càn khôn trưởng trong 3 ngày. Hôm nay đã có sở thành, đạt tới linh dẫn sơ kỳ. Thập bát hoàng tử lựa chọn truyền nhân là Tuấn Tài Nghịch Thiên 10 tuổi, tu luyện phích lịch lôi thuật, sau khi tu luyện một ngày đã tới linh dẫn sơ kỳ. Thất thập nhị hoàng tử lựa chọn truyền nhân, bởi vì phục dụng tiên thiên giáng châu thảo, tăng thêm thất thập nhị hoàng tử sử dụng bí pháp quán đỉnh, hắn đã đạt tới linh dẫn trung kỳ, hóa cốt tam huyền kinh đã có vài phần hỏa hầu. Ba nam tử mặc kim y quỳ rối trước cung điện báo cáo.
bốn người Phong Phi Vân xuống núi thu đồ đệ, đều có cường giả hoàng tộc theo sau lưng giám sát. Tình huống của Phong Phi Vân bên kia thế nào? Giọng của đệ tam hoàng tổ vang vọng các nơi, giống như thần minh. Nam tử kim y thứ tư đi vào, cung kính quỳ trên mặt đất, nói. Đêm qua Phong Phi Vân trên đỉnh núi dẫn thiên lôi, hắn đánh chết đệ tử vừa thu được, nhân hình hóa thành than cốc, nhưng mà tiểu nữ hài lại sống sót vượt qua, trải qua tu dưỡng có lẽ đã luyện hóa tử khí trong người, không biết đạt tới cảnh giới gì. Ngươi không có cố ý điều tra sao? Đệ tam hoàng tổ nói. Cẩm y nam tử nói. Bất tử ma công quá đặc thù, trong cơ thể bị bất tử ma khí bao phủ, thần thức của thuộc hạ không cách nào điều tra tu vị của nàng. Đệ tam hoàng tổ nhẹ nhàng lật bất tử ma công, vô cùng thận trọng nói. Xem ra nàng đã tu luyện bất tử ma công bước đầu tiên thành công rồi, Long Xuyên Phượng lão côn đồ này đúng là vận khí tốt, vốn thu được đệ tử tuyệt thế, hiện tại nhiều ra một đồ tôn tuyệt thế, không được, ta phải đích thân đi xem tỉ thí. Tâm niệm đệ tam hoàng tổ khẽ động, biến mất khỏi cung điện. Đây là ngày thứ ba, cũng là ngày quyết chiến cuối cùng. Phong Phi Vân và Tiểu Thạch Lan đi tới một con đường, tiến tới đỉnh núi cao nhất đại lục. Tiểu Thạch Lan sau khi từ tử vong sống lại, nàng giống như thoát thai hoán cốt, làn da có thần quang lưu động, xương cốt giống như tiên ngọc, đôi mắt sáng như sao trời, mặc bộ áo bào trắng nho nhỏ, trên đầu có đạo kế, khảm huyền ngọc màu trắng, quả tha chẳng khác gì tiên đồng của cửu thiên huyền nữ. Nàng lưng vác một thanh bảo kiếm mảnh như ruột cá, thân thể nhỏ nhắn đứng nghiêm, theo sát phía sau Phong Phi Vân. Sư tôn! Thạch Lan há mở môi phấn nộn như bạc hà, kêu một tiếng. Đừng gọi ta là sư tôn, tình sư đồ chúng ta giới hạn đến hôm nay, sau này rất có thể cả đời chúng ta khôn thể gặp lại. Phong Phi Vân cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Thạch Lan đôi mắt quay tròn, tiếp tục đi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói cho nàng biết, bản thân mình tới từ thế giới khác. Đột nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại, nói. Nhớ kỹ những chuyện ta nói với ngươi chứ. Thạch Lan cũng dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay, sau khi chúng ta chia tay, bọn họ cho dù mang ngươi đi tới nơi nào, ngươi cũng phải phục tùng vô điều kiện, bọn họ hỏi ngươi bất cứ thứ gì, ngươi cũng nói không biết, phương pháp tu luyện bất tử phượng hoàng thân càng không được nói với bất cứ kẻ nào cả, chỉ có như vậy ngươi mới có thể toàn mạng. Phong Phi Vân nghiêm túc nói với nàng. Thạch Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt trông mong nói. Cho dù sư tôn đi đâu, Thạch Lan cũng đi theo. Nơi ta muốn đi, ngươi đi không được, trừ phi có một ngày tu vị của ngươi cường đại tới mức đánh bại người mạnh nhất phiến đại lục này, có thể dùng lực lượng nghiền nát hư không thế giới này, ngươi sẽ tới được thế giới kia, là thế giới của ta, nó lớn hơn thế giới này ngàn vạn lần, đến lúc đó ngươi sẽ không tìm được ta đâu. Phong Phi Vân không hề nói thêm lời nào, thứ nên nói hắn đã nói, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đôi mắt Thạch Lan nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân, giống như đang nhớ cái bóng lưng này, mặc dù qua trăm năm, ngàn năm nàng sẽ không quên, nàng sẽ nhớ mãi tới sau này. Không chỉ nhớ kỹ thân ảnh của Phong Phi Vân, còn nhớ kỹ lời Phong Phi Vân nói đánh bại người mạnh nhất khối đại lục này, phá toái hư không, thế giới khác. Nếu như trước kia tỷ tỷ của nàng nói còn sống là còn hy vọng, như vậy tín niệm của nàng đã biến thành Phong Phi Vân, nam nhân cải biến cả đời của nàng, giống như là thần linh. Khi Phong Phi Vân mang theo Thạch Lan đi tới đỉnh núi, thất hoàng tử, thập bất hoàng tử, thất thập nhị hoàng tử cũng đã tới. Lão giả mặc áo vàng đã ở đây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Lan sau lưng Phong Phi Vân. Ba hoàng tử đều thu thiếu niên chừng 10 tuổi trở xuống, ba thiếu niên này đứng ngạo nghễ, khí thế kinh người, trong đó có hai người đạt tới linh dẫn sơ kỳ, còn có một linh dẫn trung kỳ. Phong Phi Vân, không ngờ ngươi lựa chọn một tiểu nữ hài. Thất hoàng tử nhìn không được cười vang. Thập bát hoàng tử cũng cười nói. Lớn lên rất nhu thuận đấy. Thất thập nhị hoàng tử nhìn đệ tử của hắn nói. Ám cụ, ra tay phải nhẹ một chút, người ta là nữ hài tử đấy. Phong Phi Vân im lặng không nói, Thạch Lan cũng im lặng không nói, từ đầu tới cuối chỉ đi theo sau lưng Phong Phi Vân, giống như tiểu nữ hài sợ hãi người lạ. Trên bầu trời có một đám mây kim sắc bay tới, mang theo uy năng đại khí huy hoàng, lơ lửng trên ngọn núi, khí tức khổng lồ, trấn áp tất cả mọi người cực kỳ gian nan. Đây chính là đệ tam hoàng tổ. Giọng của đệ tam hoàng tổ giống như lôi đình truyền đi trong mây, nói. Có thể bắt đầu.
một lão giả trường bào mặc vàng kinh sợ tới cực điểm, cúi đầu với đệ tam hoàng tổ trên bầu trời, lúc này nói. Thời gian 3 ngày đã qua, 4 người được đề cử thần vương đã tới đây, hiện tại có thể bắt đầu tỉ thí. Vòng tỉ thí đầu tiên, truyền nhân Phong Phi Vân đấu với truyền nhân thất hoàng tử, truyền nhân thập bát hoàng tử đấu với truyền nhân thất thập nhị hoàng tử. Đây là trận chiến mấu chốt của khảo hạch thần vương, quyết định điểm của người được đề cử. Thạch Lan bước ra khỏi bóng lưng Phong Phi Vân, đứng trên con đường cổ, chậm rãi gỡ bảo kiếm ra khỏi lưng nàng, cầm kiếm đứng đó, giọng nói non nớt, ánh mắt kiên định, nói. Ta muốn chiến 3 người. Nàng chỉ có càng cường đại hơn mới được hoàng tộc xem trọng, mới có thể toàn mạng. Cái gì? 3 hoàng tử cho rằng mình nghe lầm, lúc này một tiểu nữ hài chỉ cao 1 thước lại dõng dạc như thế, muốn khiêu chiến 3 người, quả thật còn cuồng vọng hơn cả Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, đệ tử của ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Đúng là sư phó dạng gì, sẽ có đệ tử dạng đó, thật cho rằng đệ tử chúng ta dạy là bao cỏ hay sao? Nếu không xem ai ra gì, ám cụ không cần phải lưu thủ, xé nát tiểu nữ oa kia đi. Truyền nhân 3 hoàng tử đi ra, 3 tiểu nam hài này có thiên tư không tầm thường, có trời sinh thần lực, có thể lực xé rách hổ báo, có thiên tư thông minh, thần thông hơi có thành tựu. 3 tiểu nam hài này ai cũng lớn hơn tiểu Thạch Lan 1 cái đầu. Trong đó nam hài cường tráng nhất còn cao lớn hơn tiểu Thạch Lan rất nhiều, cánh tay còn thô hơn cả eo Thạch Lan, 1 trưởng đánh nát tảng đá nặng 100 cân. 3 hoàng tử tươi cười vui vẻ, hả hê nhìn qua Phong Phi Vân, vốn bọn họ chính là đệ tử dòng chính hoàng tộc, cố ý bài trừ Phong Phi Vân trước, vẫn không tìm được cơ hội, không nghĩ tới hiện tại đã có cơ hội rồi, 3 người sao không thích được chứ? Xôn xao. Một đạo kiếm cung như thiểm điện quét qua. Phốc, phốc, phốc. 3 tiểu nam hài bay ra sau, ở trên không trung bị cắt thành 2 đoạn, máu tươi phiêu phù rải khắp đất, sau đó rơi xuống vách núi. Kiếm của Thạch Lan vào vỏ, lẳng lặng đứng trên cổ đạo, trong mắt không có chút ba động nào cả. 3 hoàng tử lúc này như hóa đá, tươi cười trên mặt cứng đờ, không thể tin nhìn qua cảnh vừa rồi, chỉ 1 kiếm, tiểu nữ 27 tuổi có thể chém giết 3 đệ tử của bọn họ. Chuyện này khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận được. Lão tổ, Phong Phi Vân tuyệt đối gian lận rồi, 1 tiểu nữ hài mới tu luyện 2-3 ngày, cho dù có quán đỉnh cũng không có khả năng cường đại như vậy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phong Phi Vân tuyệt đối tìm người tu luyện có nội tình, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. 3 hoàng tử nhìn qua lão giả áo bào vàng khiếu nại, kháng nghị bất mãn trong lòng, bọn họ cũng không quan tâm 3 tên đệ tử sống chết thế nào. Bọn họ chỉ để ý thành tích bản thân, dù sao nếu Phong Phi Vân thắng, cho dù vòng thứ nhất kém cỏi cũng đã vượt qua 3 người bọn họ. 3 hoàng tử vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Phong Phi Vân chính là đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều, tốc độ tu luyện nhanh, đây là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như nói hắn tìm kiếm đệ tử cũng khủng bố như thế, như vậy quá sức không thể tưởng tượng. Đệ tam hoàng tổ ở trên bầu trời nội tâm cũng bị chấn nhiếp. 1 tiểu nữ hài mới tu luyện 2 ngày đã cường đại tới mức này, uy lực chân chính của bất tử ma công đúng là khiến người ta sợ hãi. Tiểu cô nương này nhất định phải mang đi, nhất định phải nắm giữ trong tay hoàng tộc, nếu không thể khống chế thì sớm gạt bỏ. Đệ tam hoàng tổ hàng lâm, nhìn qua tiểu Thạch Lan thật sâu, sau đó mang nàng đi, tiến vào trong tầng mây. Tiểu Thạch Lan quay đầu nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mà Phong Phi Vân không nhìn nàng, đặc biệt đạm mạc. Duyên phận tới trong nháy mắt, duyên phận mất đi cũng trong nháy mắt. Tất cả đều giống như đúc Phong Phi Vân suy đoán. Lão giả áo bào vàng công bố thành tích, Phong Phi Vân ở vòng đầu tiên đạt 10 điểm, 3 hoàng tử phân biệt được 3 điểm. Đệ tử 3 người tuy bị Thạch Lan 1 kiếm chém chết, nhưng mà dù sao công pháp bọn họ hoàn thiện vẫn có nhược điểm. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào đệ nhất Long Hoàng Đại Lục, tham gia đợt khảo hạch thứ 2. Đệ nhất Long Hoàng Đại Lục cũng là khối đại lục thần tấn vương triều khai thác đầu tiên, đã có lịch sử gần 6.000 năm. Có người trên đệ nhất Long Hoàng Đại Lục tiếp tứng cho bọn họ, chính là 1 nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, eo quấn đai lưng ngọc, mang theo khí thế không giận tự uy. Thành tích khảo hạch của các ngươi ở vòng đầu tiên ta đã xem qua, các ngươi đều rất ưu tú. Ánh mắt nam tử trung niên nhìn qua 4 người, tiếp theo lại nói. Đợt khảo hạch thứ 2 sẽ khảo hạch xem năng lực thừa nhận nhược điểm tâm lý, điểm sẽ là 10. Mỗi người đều có nhược điểm bản thân, đối với kẻ thống trị mà nói, tu vị có thể có nhược điểm,
nhưng tuyệt đối không thể có nhược điểm tâm lý. Một khi các ngươi kẻ nào ngồi lên vị trí thần vương, nhược điểm tâm lý bị người ta khống chế, như vậy sẽ uy hiếp lớn lao với vương triều. Phong Phi Vân nhướng mày, hỏi. Ngươi làm sao biết nhược điểm chúng ta là cái gì? Nam tử trung niên nói. Nhược điểm tâm lý không gì qua được tham lam, mỹ sắc, sợ hãi, ngạo mạn, tự phụ, đa nghi, ghen ghét. Trước khi các ngươi tiến vào thánh địa hoàng tộc cũng đã có người điều tra qua các ngươi. Nhược điểm tâm lý của các ngươi có thể bị ghi chép thành sách, hiện tại chính là thời điểm khảo nghiệm nhược điểm tâm lý của các ngươi. Thất hoàng tử khinh thường cười cười, thần sắc ngạo mạn, nói. Vậy ngươi nói nhược điểm của ta là gì? Nam tử trung niên nhìn qua hắn một cái, nói. Ngạo mạn, từ thái độ của ngươi bây giờ cũng chỉ đạt được 3 điểm. Nam tử trung niên không chút do dự ghi chép thành tích của thất hoàng tử lại. Thất hoàng tử chỉ được 3 điểm. Ngươi! Thất hoàng tử nổi giận, ngang nhiên ra tay, đánh ra một chưởng vào nam tử trung niên. Thất bát hoàng tử và thất thập nhị hoàng tử nhìn nhau, đồng thời ra tay, một đạo thần thông trực tiếp đánh lui thất hoàng tử. Thất thập nhị hoàng tử cười lạnh, nói. Thất ca, ngươi bây giờ ra tay với giám khảo, lá gan đúng là không nhỏ a. Phong Phi Vân chỉ đứng ở một bên nhìn qua ba huynh đệ này đấu đá lẫn nhau, vì cạnh tranh ngôi vị thần vương, thân huynh đệ cũng có thể giết. Người trung niên đặc biệt đạm mạc, nói. Hiện tại ba người các ngươi đi tham gia khảo hạch thứ hai. Phong Phi Vân, thập bát hoàng tử, thất thập nhị hoàng tử đều đi vào nơi khảo hạch, mà thất hoàng tử vẻ mặt không cam lòng lưu lại. Một giờ sau, thất thập nhị hoàng tử quay về. Thất thập nhị hoàng tử tao ngộ khảo hạch ghen ghét, tuy hắn đúng là tồn tại nhược điểm ghen ghét, nhưng mà hắn chưa bao giờ bạo lộ nhược điểm như thất hoàng tử mà thôi. Hắn hết sức khống chế nhược điểm của mình, dùng tu vị cường đại trấn áp nhược điểm. Cho nên thất thập nhị hoàng tử được 9 điểm. 3 giờ sau, thập bát hoàng tử đi ra. Thập bát hoàng tử tao ngộ khảo hạch tham lam, hắn có nhược điểm như thế, nhưng mà hắn dùng năng lực tự khắc chế cường đại vượt qua. Cho nên thập bát hoàng tử cũng được 9 điểm. Nhưng mà Phong Phi Vân thật lâu không có trở về, chờ cả ngày cũng không thấy bóng người. Thất thập nhị hoàng tử vui vẻ ra mặt, nói. Đợt khảo hạch thứ hai chỉ có một ngày, Phong Phi Vân thật lâu không có đi ra khỏi nhược điểm tâm lý, xem ra hắn bị nhược điểm tâm lý đánh bại rồi. Tiếp qua 4 canh giờ là hết một ngày, nếu hắn khôn đi ra sẽ là không điểm. Thập bát hoàng tử cười thầm trong lòng. Sau 4 canh giờ trôi qua, Phong Phi Vân rốt cuộc xuân quang đầy mặt quay trở về, hắn vừa đi ra vừa kéo thắt lưng lên, trên người đầy mùi hương nữ nhân, cười nói ha ha. Thật sự là thoải mái a. Nữ tử thánh địa hoàng tộc quả thật còn đẹp hơn hồng giai nhân của thiên kim nhất tiếu lâu, thật sự không bỏ được, nhưng mà đúng giờ phải chạy về. Phong Phi Vân tao ngộ khảo hạch mỹ sắc. Bởi vì Phong Phi Vân tại Nam Thái Phủ đã từng cường gian yêu nữ tà tông, cho nên trong hồ sơ ghi chép của hoàng tộc xém hạng mỹ sắc trở thành nhược điểm tâm lý thứ nhất của hắn. Thất thập nhị hoàng tử nhìn qua Phong Phi Vân vẻ mặt hưởng thụ, khó chịu nói. Phong Phi Vân tao ngộ khảo hạch gì? Tại sao hắn lui vui vẻ như thế? Phong Phi Vân không kiên kỵ, nói. Ba tiểu mỹ nhân nũng nịu, chơi đùa với ta cả ngày, đều là trẻ tuổi, hơn nữa còn thân hoài bích, quả thật làm cho người ta ngoài ý muốn, sướng muốn chết a. Thất thập nhị hoàng tử cười càng vui vẻ, Phong Phi Vân nhất định là tao ngộ khảo hạch mỹ sắc, lại còn không tự biết, ngược lại còn pha trộn với ba mỹ nữ cả ngày, cười nói. Thật chúc mừng, thế ba tiểu mỹ nhân kia đâu? Đang ở bên trong. Phong Phi Vân cười nói. Thất thập nhị hoàng tử cười nói. Vì sao các ngươi có thể theo ngươi ở cả ngày? Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng thắt lưng quần thật tốt, cười nói. Bốn người chúng ta đại chiến cả buổi, các nàng làm cho ta tinh kiệt lực mỏi, vì vậy ba người đều hạ sát thủ với ta, ha ha, nhưng mà biết ta tinh lực tràn đầy, các nàng nhũn chân nên nương tay, ra tay không có chút khí lực gì cả, cuối cùng bị ta chân áp. Sau đó kích tình với các nàng cả buổi, sau khi ta làm xong, các nàng đã hôn mê. Ba hoàng tử im lặng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lòng thầm mắng một câu sắc quỷ. Tuy trong lòng bọn họ thầm mắng Phong Phi Vân, nhưng mà lại rất cao hứng, dù sao Phong Phi Vân không khắc chế nhược điểm tâm lý của mình, mà là bị nhược điểm khắc chế. Nam tử trung niên bắt đầu công bố thành tích khảo hạch, nghiêm túc nói. Vòng khảo hạch thứ hai chấm dứt. Thất hoàng tử 3 điểm. Thập bát hoàng tử 9 điểm. Thất thập nhị hoàng tử 9 điểm. Phong Phi Vân 10 điểm.
Sau khi công bố thành tích ra, ba tên hoàng tử lập tức bất mãn. Nam tử trung niên lắc đầu, nói. Mỗi người đều có nhược điểm tâm lý, có thể khắc chế tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà nhược điểm tâm lý là tự nhiên sinh ra, cũng không biểu lộ ra ngoài, bởi vì đã tham dự khảo hạch, các ngươi sẽ tận lực chú ý nhược điểm tâm lý bản thân, cũng tiến hành khống chế. Muốn vượt qua nhược điểm tâm lý, phương pháp tốt nhất chính là biến nhược điểm tâm lý trở thành tâm lý cường thế của bản thân. Ví dụ như thất thập nhị hoàng tử tâm lý chính là ghen ghét, không nhất định tận lực khống chế ghen ghét của mình, mà là chuyển hóa ghen ghét thành lực lượng, chỉ cần lực lượng bản thân cường đại, người ta có cái gì để ngươi ghen ghét chứ? Lại ví dụ Phong Phi Vân, nhược điểm tâm lý của Phong Phi Vân chính là không chịu nổi mỹ sắc, nhưng mà hắn không có tận lực áp chế, có nữ nhân đưa tới cửa thì hắn không khách khí chút nào, tùy ý phát sinh quan hệ với nữ nhân, nhưng mà không có bị các nàng mê hoặc, nếu tương lai hắn làm thần vương, có người muốn dùng mỹ nhân kế đối phó hắn, như vậy sẽ rơi vào kết cục bồi phu nhân lại gãy binh. Tuy ba hoàng tử không muốn thừa nhận điểm này, hơn nữa thói quen giường chiếu của Phong Phi Vân lại có chỗ tốt, điểm cao hơn bọn họ cũng không phải không tiếp nhận được. Hai lần khảo hạch tính gộp lại, thất hoàng tử đạt được 6 điểm. Thập bát hoàng tử đạt được 12 điểm. Thất thập nhị hoàng tử cũng là 12 điểm. Phong Phi Vân đạt được 20 điểm. Khảo hạch người được đề cử thần vương, tổng cộng có 3 vòng, tiếp được 2 vòng sẽ vào vòng cuối cùng, nhưng đây cũng là vòng tàn khốc nhất, cũng là trọng yếu nhất, khảo hạch tu vị. Khảo hạch thứ 3 của các ngươi, tiến tới đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, chỗ đó còn chưa bị khai phá, thuộc về khu vực hoang vu, cũng là chiến trường cuối cùng của các ngươi, nơi đó tồn tại hung hiểm vô tận, rất nhiều thiên tai và hiểm địa có thể dễ dàng giết chết thiên mệnh cảnh, mục tiêu của các ngươi là sinh tồn ở đó 6 ngày. Người còn sống sót chính là thần vương kế tiếp. Nam tử trung niên nói ra. Thất thập nhị hoàng tử nói. Nếu 4 người đều sống sót thì sao? Như vậy hai khảo hạch trước ai điểm càng cao thì kẻ đó là thần vương tiếp theo. Nam tử trung niên nói ra. Lời này làm ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Hiểu rồi. Trong mắt thất thập nhị hoàng tử giống như chim ưng, sát khí rõ ràng. Nam tử trung niên nhìn qua 4 người, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật đây giống như dưỡng cổ, chính là muốn bọn họ chém giết lẫn nhau, ai có thể sống sót tới cuối cùng thì kẻ đó chính là thần vương tiếp theo. Vì bảo vệ người đề cử có điểm cao nhất 2 đợt trước, cho nên 4 người bị thần quang đưa tới các nơi khác nhau trên đại lục này, trên đại lục bao la rất khó tìm nguy hiểm khác. Đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục chính là khối đại lục nhỏ nhất trong thánh địa hoàng tộc, chỉ có phạm vi mấy ngàn dặm. Lơ lửng trong hư không, nhìn ra xa xa có thể thấy được lôi minh thiểm điện, rất nhiều nơi có dung nham nóng chảy phun trào, thỉnh thoảng còn có khe nứt lớn sinh ra, khe nứt không gian xuất hiện, cho dù là tu tiên giả dính vào cũng có thể bị chém thành 2 đoạn. Đây là cảnh tượng thiên địa hồng hoang sơ khai, thiên uy khó dò, địa thế hiểm ác, làm cho người ta bị chấn nhiếp tự nhiên. Phong Phi Vân nhìn thấy vòi rồng đường kính mấy ngàn thước, vẫn giang quét qua nơi này, rất nhiều sơn mạch bị cán nát. Sở dĩ hoàng tộc không có khai phát khối đại lục này, đó là bởi vì đại lục này quá không ổn định, điều kiện tự nhiên vô cùng hà khắc, dùng tu vị các ngươi ít nhất có thể sống sót 3 ngày, ngươi cần làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết 3 người kia, sau đó có thể rời khỏi đại lục này, nếu như thật sự chờ tới 6 ngày, ngươi nhất định không sống qua được 6 ngày đâu. Dẫn đạo giả đưa Phong Phi Vân tới đại lục này nói xong, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ba hoàng tử và Phong Phi Vân phân biệt đưa tới 4 phía của đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Phong Phi Vân hiện tại đang đứng ở hướng đông đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Nhìn qua tia chớp và cuồng lôi trên đại lục này, thỉnh thoảng nhìn thấy núi cao bị phá hủy, mặt đất tan vỡ, kết cấu hình dáng mặt đất không ổn định, thậm chí cả đại lục có khả năng tùy thời vỡ ra. Đây chính là kết cấu không gian trung cấp bí cảnh, thập phần không ổn định, nếu không được khai phá, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại. Hoàng tộc truyền thừa hơn 6.000 năm, trực hệ và chi thứ thật sự quá nhiều, ngay cả thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là thành viên hoàng tộc cách nhau không biết bao nhiêu đời, ai làm thần vương với bọn họ mà nói đều như nhau, mấu chốt là phải làm cho hoàng tộc hưng thịnh kéo dài, ta vào 2 đợt khảo hạch trước đã được đám lão tổ hoàng tộc tán thành, cho nên bọn họ mới mang chuyện này nói cho ta biết. 2 khảo hạch trước ta điểm cao nhất, 3 hoàng tử tất nhiên sẽ diệt trừ ta đầu tiên. Ta phải trước khi bọn chúng hội hợp với nhau, kích sát một người trước tiên. Trong nghi tâm Phong Phi Vân tỏa ra 40 đạo thần thức,
thần thức khổng lồ và mạnh mẽ bao phủ cả đại lục, có hai người tiến vào phạm vi thần thức của Phong Phi Vân, một người là thập bát hoàng tử, một người là thất hoàng tử. Thất hoàng tử hiện tại đang tìm kiếm ba người khác khắp nơi, bởi vì hắn hai đợt trước điểm thấp nhất, nhất định phải đánh chết ba người này mới có thể trở thành người thừa kế thần vương. Trước giết thập bát hoàng tử, Phong Phi Vân lấy hai khối linh thạch trong giới linh thạch ra, niết vào hai tay, sau đó dùng luân hồi tật tốc bay thẳng về phía tây. Khối đại lục này là bí cảnh nguyên thủy, cũng không có khai phá qua, bên trong căn bản không có linh khí, chỉ có thể hấp thu linh khí trong linh thác cung cấp cho nhu cầu khi chiến đấu, nếu không làm như thế, linh khí trong người hao hết, sẽ chết ở phiến đại lục này. Sở dĩ Phong Phi Vân lựa chọn thập bát hoàng tử trước tiên, đó là bởi vì hắn đã từng giao thủ với thập bát hoàng tử rồi, cũng hiểu tu vị của hắn, ý định dùng thời gian nhanh nhất đánh chết thập bát hoàng tử. Một khi triển khai chiến đấu, thất hoàng tử và thất thập nhị hoàng tử sẽ bị kinh động, dùng tu vị của bọn họ, mặc dù còn cách mấy ngàn dặm cũng có thể đuổi qua trong nửa canh giờ. Nếu như bị ba người giáp công, ta phải thua không nghi ngờ, cho nên phải chấm dứt chiến đấu trong 3 giờ. Phong Phi Vân tăng tốc độ nhanh hơn, quả thật chẳng khác gì lưu tinh xuyên qua đại lục. Thời điểm đám người Phong Phi Vân tiến vào đệ ngũ Long Hoàng đại lục, mấy cường giả cấp lão tổ đã đuổi tới vị trí biên giới đại lục, thần thức của bọn họ cường đại, đã bao phủ cả đại lục, bốn người hành động thế nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của bọn họ. Mỗi lần khảo hạch thần vương đều là một cuộc chiến huyết tinh. Đệ ngũ hoàng tổ thở dài. Muốn trở thành thần vương thì nhất định phải là người mạnh nhất, ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, quần long phệ thiên, thái tể phủ dã tâm bừng bừng, một đời thần vương mới và một đời tấn đế mới nhất định phải có thiên tư và khí phách hơn người, bằng không làm sao trấn thiên hạ. Đệ nhị hoàng tổ ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần thiết huyết. Long Xuyên Phượng đã có ý thoái vị, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, ý định quay về thánh địa bế quan, trùng kích chân nhân đại cảnh, hắn muốn trong vòng 3 năm độ thiên kiếp. Đệ tam hoàng tổ nói ra. Đệ nhất hoàng tổ gật đầu, nói. Hắn đã đưa ra lời xin thoái vị với hoàng tổ đoàn, đúng rồi, còn có một chuyện, cuộc chiến đế quân năm đại vương triều lửa xém lông mày, tấn đế cũng có ý lui ra sau màn, hắn chuẩn bị dốc lòng tu luyện, cuộc chiến đế quân anh kiệt 500 năm một lần. Vị trí tấn đế rất có thể sẽ biến đổi, một đời trẻ tuổi có 2-3 tuấn kiệt đỉnh cấp là đủ tiếp nhận. Mấy hoàng tổ khác cũng nghiêm túc đứng dậy, đệ tam hoàng tổ nói. Cuộc chiến đế quân không phải chuyện đùa, đang mang tới nghiệp lớn thiên thu của hoàng triều, đúng là phải coi trọng nhiều hơn, xem ra lần thiên hạ đại loạn này cũng không phải trùng hợp. Có người đã sớm đoán ra vương triều sẽ có thay đổi lớn, đối với thần tấn vương triều đây là khiêu chiến lớn chưa từng có. Cơ hội tặng cho người trẻ tuổi. Chỉ có trong loạn thế mới xuất anh hùng, trải qua sóng to gió lớn mới có thể dẫn dắt vương triều đi lên đỉnh phong. Đệ nhất hoàng tổ đôi mắt tối đen, nhìn qua đệ ngũ Long Hoàng đại lục, nói. Cuộc chiến thừa kế thần vương lần này sẽ quyết định thật lớn trong chuyện lựa chọn thái tử kế nghiệp tấn đế, một đời thần vương và tấn đế phải có quan hệ chặt chẽ, như vậy mới có thể đồng tập hiệp lực trọng trấn uy danh hoàng tộc. Mấy lão tổ khác ánh mắt đầy thâm ý. Đệ ngũ Long Hoàng đại lục. Thập bát hoàng tử đang đứng ở cực tây đại lục, hắn đã 2 lần ra tay xé rách hư không, đột nhiên cảm nhận có khí kình cường đại từ xa như nước thủy triều tập tới, giống như bình chướng thiên địa, người bình thường tiến vào đây sẽ bị 2 lực lượng nghiền áp thành bột mịn. A hát, thất thập nhị đệ dã tâm bừng bừng, cho rằng có thái tể phủ và thái tử ở sau lưng chống đỡ thì ngồi vững vị trí thần vương, lần này Phong Phi Vân chắc chắn là người đứng mũi chịu sào rồi, chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương. Ta sẽ đi tới nhặt xác của cả hai. Thập bát hoàng tử giơ tay lên, trong bàn tay có linh quang lưu động, một chảo bay ra khỏi bàn tay, chống đỡ trên đỉnh đầu, thủ hộ thân thể, sau đó xuyên qua biên giới đại lục. Hắn ý định che giấu tiến tới vị trí chiến đấu, như vậy có thể đào thoát thần thức của 3 người kia. Thập bát hoàng tử vừa xuyên qua bình chướng đại lục, Phong Phi Vân đã xuất hiện ở vị trí cực tây đại lục, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, nói. Ta vốn sợ kinh động 2 tên hoàng tử kia, không nghĩ tới bọn chúng đánh nhau, vậy cũng không nên trách ta rồi. Phong Phi Vân cầm cự đao màu trắng, mang theo đao bay đi. Khí tức trên người càng nặng nề và mạnh mẽ. Oanh! Một đao bổ xuyên qua tầng bình chướng, mở ra một lỗ hổng sau đó xuyên qua, bay thẳng về phía thập bát hoàng tử. Thập bát hoàng tử giống như con rơi, thân thể của hắn bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Đột nhiên cảm giác được có khí lưu khổng lồ áp tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một đạo đao ảnh đánh xuống.
Phong Phi Vân. Không sai, là ta, Long Hoàng nhất đao, giết. Trong mắt Phong Phi Vân đầy sát khí, trong tay cầm cự đao màu trắng quả thật biến thành một con bạch long, mà Phong Phi Vân cầm lấy đầu rồng, khí thế kia quả thật có thể bổ xuyên qua đại lục. Thập bát hoàng tử không hổ là vương giả trẻ tuổi, năng lực ứng biến rất mạnh, điều động lực lượng toàn thân, trực tiếp cho linh khí cháo bảo hộ bản thân. Ánh đao chém nát linh khí cháo, chém rụng vách đá trên đại lục, gọt xuống một vách đá lớn, đá vụn đổ vỡ lơ lửng trong hư không. Thập bát hoàng tử dẫm lên khối cự thạch lơ lửng này, thân thể nổi bật lên, tế ra một bảo luân đập thẳng về phía Phong Phi Vân. Bảo luân này chính là một kiện linh khí, lớn chừng cối xay, bày ra hai màu đen tím, phía trên có đủ loại vị văn quái lạ, có trận pháp chìm nổi bảo hộ cự luân, mang theo lực lượng cắt xé mạnh mẽ. Uy năng linh khí vô cùng khủng bố, dùng tu vị thập bát hoàng tử hiện tại sau khi sử dụng linh khí có thể cách mấy trăm dặm phá hủy một nửa tòa thành. Chỉ có linh khí mới có thể ngăn cản linh khí. Oanh! Phong Phi Vân mang miểu quỷ ban chỉ đánh ra ngoài, miểu quỷ ban chỉ bị Phong Phi Vân tế luyện thành nhị phẩm linh khí, lực lượng tăng lên mấy lần, căn bản không phải thập bát hoàng tử là nhất phẩm linh khí có thể so sánh. Bành! Miểu quỷ ban chỉ va chạm với bảo luân và run lên mạnh mẽ, linh khí phía trên bị đánh tan không ít. Bành! Va chạm lần thứ hai. Sáu bức thần đồ bay ra khỏi miểu quỷ ban chỉ. Bảo Luân trực tiếp thoát ly thập bát hoàng tử khống chế, đụng vào vách tường đại lục. Không chịu nổi một kích. Phong Phi Vân chỉ điều động sáu bức thần đồ đã có thể ngăn cản một kích toàn lực của thập bát hoàng tử, uy năng nhị phẩm linh khí hoàn toàn bộc phát có thể hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng nhị phẩm linh khí có thể giết ta sao? Ngươi quá coi thường đệ tử hoàng tộc, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi ra đi. Toàn thân thập bát hoàng tử biến thành màu vàng. Làn da và xương cốt có kim quang lưu động, quả thật là người vàng. Long hoàng thân thể, kim thân bất phôi. 360 mệnh huyệt trên người thập bát hoàng tử mở ra, có 360 đạo hào quang kim sắc bao phủ toàn thân, một đạo long hoàng chi khí ngưng tụ chung quanh thân thể, hóa thành kim sắc cuồng long, vờn quanh thân thể hắn. Ngao! Một tiếng long ngâm vang lên. Bành! Vịn chỉ sau khi đạt tới nhị phẩm linh khí đập vào người thập bát hoàng tử. Phát ra âm thanh kim loại va chạm vang vọng, đụng ra một miệng vết thương nho nhỏ trên lồng ngực thập bát hoàng tử, huyết dịch màu vàng chảy ra, sau đó lập tức khôi phục lại. Phong Phi Vân, hoàng tộc Long Hoàng thân thể cho dù là nhị phẩm linh khí cũng đừng mong đánh nát, cả tu tiên giới, cho dù là Bắc Minh gia tộc Bắc Minh Huyền Băng Khải được xưng phòng ngự đệ nhất cùng cảnh giới, nhưng mà lực phòng ngự của Long Hoàng thân thể cũng không dưới Bắc Minh Huyền Băng Khải, Long Hoàng thân thể lực công kích vượt xa Bắc Minh Huyền Băng Khải. Có thể được xưng là vương giả thế hệ trẻ, nhất định có được lực lượng không giống bình thường, có thể vượt xa người cùng thế hệ. Toàn thân thập bát hoàng tử tỏa ra kim quang, kim long quấn quanh bờ vai hắn thét dài một tiếng, sau đó lại lao tới công kích Phong Phi Vân. Xoẹt xẹt, thập bát hoàng tử trực tiếp xông lên, đánh vỡ thần đồ, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Một kim chói thủ ấn. Phong Phi Vân cũng đánh ra một chưởng, hai chưởng tương giao. Ánh lửa cùng điện mang đan xen vào nhau, âm thanh giống như hai tòa thần sơn va chạm vào nhau vang vọng điếc tai. Hai người đồng thời bạo lui. Thập bát hoàng tử toàn thân đều là lực lượng, kim quang trên người càng mạnh, cười to nói. Phong Phi Vân, không nghĩ đến người đúng là có vài phần bổn sự, rõ ràng có thể tiếp năm thành lực lượng của ta, vậy nhìn ngươi có bản lĩnh tiếp thêm một trưởng của ta hay không, thiên đạo vô cực, trưởng phá cực bích. Oanh! Chung quanh thân thể thập bát hoàng tử hóa thành biển cả màu vàng, bao trùm hư không mấy ngàn thước, một thủ ấn cường đại từ từ hiện ra, giống như thủ ấn hoàng kim, mang theo uy thế vô cùng vô tận áp xuống. Đây là một kích mạnh nhất của thập bát hoàng tử, đánh trời cao run rẩy, ngay cả đệ ngũ long hoàng đại cũng bị lực lượng này đánh không ngừng sụp đổ, có rất nhiều đá vụn rơi xuống, tiến vào trong hư không. A hát, đây là lực lượng của ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là lực lượng chân chính. Bỗng nhiên thân thể Phong Phi Vân bay lên cao, trong thân thể có vô số dị thú hét lên điên cuồng, vang vọng điếc tai, 9930 đầu dị thú chiến hồn bay ra khỏi thân thể Phong Phi Vân, chiếm giữ hư không. Thân thể Phong Phi Vân khẽ động, những dị thú chiến hồn này cũng bay nhanh, hóa thành một dòng nước lũ dị thú chiến hồn, xẹt qua phía chân trời, cho người ta cảm giác vạn thú thôn thiên, ngăn cản thiên quân vạn mã. Ầm ầm, Phong Phi Vân đánh ra một chưởng này mang theo uy thế khôn cùng,
mượn vạn thú chi lực đánh thẳng vào cự trưởng kia. Thập bát hoàng tử bị cảnh trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người, trong thần phong phi vân vì sao có gần một vạn đầu dị thú chiến hồn, đây là người sao? Oanh! Cự trưởng đánh tới bị đánh nát, thập bát hoàng tử bị một trưởng này đánh bay ra xa xa, miệng phun máu tươi, hỏa quang kim sắc trên người ảm đạm đi nhiều. Long hoàng thân thể thì như thế nào, tao ngộ vạn thú chiến thể, đồng dạng vẫn bị chấn áp. Phong phi vân khí thế bằng bạc, đánh ra trưởng thứ hai, thể phải giết chết thập bát hoàng tử. Phong phi vân, ngươi không thể giết ta, sau lưng ta có La Phù công chúa cùng Hoa Thần Phi làm chỗ dựa, nếu ngươi... A hát! Thập bát hoàng tử bị đánh chia năm xẻ bảy, máu tươi ném rơi vãi trong hư không, thân thể cũng bị không gian loạn lưu xé nát. Phong phi vân đứng ở biên giới đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, thu hồi 9930 đầu dị thú chiến hồn trở về thân thể, trong đôi mắt mang theo sát ý khôn cùng, khinh thường nói. La Phù công chúa, ta tất sẽ chiến với nàng một trận, ngươi còn dám mang nàng ra ngăn cản ta giết ngươi sao? Đánh chết thập bát hoàng tử, nội tâm Phong Phi Vân cũng không có chút cảm giác vui vẻ nào, tuy thập bát hoàng tử cũng là vương giả trẻ tuổi, nhưng mà hắn trong một đời vương giả trẻ tuổi cũng chỉ được xem là yếu nhất, thất hoàng còn mạnh hơn hắn nhiều. Phong Phi Vân lại tiến tới đại lục bên kia, vừa ý định phóng xuất thần thức, tìm kiếm vị trí hai hoàng tử khác, chợt hai mắt ngưng tụ nhìn qua phía nam. Bành! Bầu trời phía nam có một thi thể rơi xuống, xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, đúng là thất hoàng tử. Thất hoàng tử đã chết, ngay cả đầu lâu cũng bị người ta đánh nát. Phong Phi Vân nội tâm ngưng trọng, thất hoàng tử tu vị còn trên thập bát hoàng tử, không ngờ lại bị người ta đánh chết. Phong Phi Vân, xem ra vẫn là ngươi sớm hơn một chút. Thất thập nhị hoàng tử đứng trên đỉnh núi lửa xa xa, chung quanh thân thể là hỏa diễm, sóng lửa ngập trời. Rất hiển nhiên thất hoàng tử chết trong tay thất thập nhị hoàng tử. Phong Phi Vân thu hồi ánh mắt, cười nói. Đó là tự nhiên, dù sao các ngươi là thân huynh đệ, khó tránh khỏi sẽ có nương tay, chậm hơn ta nửa nhịp là bình thường. Thất thập nhị hoàng tử chính là người trẻ nhất trong ba vương tử, còn chưa tới 20, thiên tư tuyệt đỉnh, tuy không phải thiên tài cấp sử thi, nhưng mà chiến lực lại không dưới thiên tài cấp sử thi. Thất thập nhị hoàng tử cùng thái tử đều là con của tứ đại thần phi Bắc Minh thần phi, mà Bắc Minh thần phi là con gái của Bắc Minh mặc thủ, có thể nói thất thập nhị hoàng tử cùng thái đều có chỗ dựa sau lưng, tăng thêm bọn họ đều là nhân trung long phượng, tự nhiên trổ hết tài năng trong đám hoàng tử. Thất thập nhị hoàng tử tự nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời Phong Phi Vân, nhưng hoàn toàn không quan tâm chút nào, cười tà nói. Phong Phi Vân, ngươi thật sự là thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi chủ động nhận thua, sau đó nghe lệnh của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ chủ động nhận thua người sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận người nào cũng phải nhận thua, sẽ khuất phục, mặc dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Thất thập nhị hoàng tử thập phần tự tin, giống như đánh bại Phong Phi Vân đối với hắn mà nói là một chuyện rất nhẹ nhõm. Phong Phi Vân nói. Ta thừa nhận ngươi không sai chút nào. Nhưng mà ta tin tưởng bản thân mình không thua gì ngươi cả. Nếu như ngươi gian ngoan mất linh, như vậy ta cũng chỉ có sử dụng lực lượng tuyệt đánh cho ngươi khuất phục, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ như con chó quỳ trước mặt ta, cầu ta thu ngươi làm nô bộc. Thất thập nhị hoàng tử ngón trỏ cùng ngón giữa nặn ra một đạo đao quyết, một thanh đao tím uốn lượn hiện ra trong tay của hắn, giống như trăng khuyết bao quanh người hắn vậy. Bá, bá, bá. Đao khí lợi hại bay múa trong hư không. Chém lên mặt đất mấy vết đao khủng khiếp. Nghe nói ngươi cũng tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, nhưng mà ta cho rằng Long Hoàng Đao Quyết của ngươi không tới nơi tới chốn. Ta sẽ cho ngươi biết một chút về Long Hoàng Đao Quyết chân chính, Long Hoàng đệ nhất đao, Long Hoàng nhất đao sát. Thất thập nhị hoàng tử ngón tay duỗi về phía trước, loan đao màu tím uốn lượn thành một tử long, lao thẳng tới nhanh như tia chớp. Ngao! Tiếng long ngâm vang vọng mấy trăm dặm, gào bụi mù đất đá chung quanh tan vỡ. Phong Phi Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm cự đao đá tắng, trên người sinh ra uy thế khôn cùng, cũng chém ra một đao. Tuy hai người đều sử dụng Long Hoàng nhất đao sát, nhưng lại là hai chủng uy thế khác nhau. Oanh! Bạch Long cùng Tử Long va chạm với nhau, đao khí lập tức tan vỡ, hóa thành hàng tỷ đạo tiểu nhận sắc bén đâm phá đại lục. Ầm ầm! Góc phía tây đệ ngũ Long Hoàng đại lục sụp đổ một góc, vốn đại lục không ổn định bị đao khí đánh nát một khối.
hóa thành đám bụi đất rời rạc bay đi. Long Hoàng Đao Quyết đệ nhị đao, Long Hoàng Lâm Cửu Thiên. Hai người cùng thời gian triển khai sát phạt giống như nhau, lúc uy lực càng mãnh liệt hơn trước, đao khí màu trắng, đao khí màu tím không ngừng quét qua một phạm vi rất lớn, đại địa chấn động không thôi, bầu trời cũng trở nên tối tăm mờ mịt. Đại lục tiếp tục sụp đổ, vừa bắt đầu chỉ rơi xuống 1 mét, 2 mét, về sau là 10 mét, vài chục mét. Nhìn ra hư không xa xa, vô số đao khí đều ngưng tụ thành hai dòng nước, một màu trắng, một màu tím, hai chủng lực lượng này có uy năng hủy thiên diệt địa. Thất thập nhị hoàng tử đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong, mà Phong Phi Vân vừa vặn củng cố thiên mệnh nhị trọng mà thôi, tu vị cả hai kém xa nhau vạn dặm, nhưng lại đánh thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Phong Phi Vân, không nghĩ đến người mạnh như vậy, khó trách có thể được xưng là đệ nhất thiên tài thần tấn vương, chỉ tiếc ngươi không có khả năng có chút cơ hội nào cả, ta quyết định không hề lưu sinh lộ cho ngươi, ngươi chết đi mới là tốt nhất. Thất thập nhị hoàng tử lại xuất đao quyết càng cuồng bạo hơn, chỉ trong tích tắc đã kết 72 đạo ấn quyết. Long Hoàng Đao Quyết đệ tam đao, Long Hoàng Quán Nhật. Long Hoàng Đao Quyết đệ tam đao, Long Hoàng Quán Nhật. Phong Phi Vân cũng chém ra một đao. Tuy thất thập nhị hoàng tử cũng là một đời vương giả trẻ tuổi, nhưng lại mạnh hơn thập bát hoàng tử cường lớn gấp 3, trong vương giả trẻ tuổi xem như tồn tại cao cấp nhất. Một đạo đao quang không ngừng quét thẳng tới trước, hóa thành cột sáng màu trắng. Cột sáng màu tím cũng bay tới, hai cột sáng va chạm với nhau. Oanh! Hai đao tấn công, một đạo đao lãng từ trong va chạm giữa hai thanh đao khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng tới phạm vi trăm dặm. Ầm ầm! Một mảnh đại lục hơn 10 dặm bay đi, lơ lửng trong hư không đen kịt. Phong Phi Vân đứng ở góc đại lục sụp đổ, mà thất thập nhị hoàng tử đứng bên kia, hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt lom lom không rời mắt. Thật sự có tài! Thất thập nhị hoàng tử tươi cười vui vẻ, một tay nắm chuôi đao, một tay nắm mũi đao, trong hai tay ngưng tụ khí thế đầu rồng màu tím, bành, thanh đao màu tím vỡ nát ra. Hóa thành nhiều lưỡi đao màu tím thật nhỏ, mảnh nhỏ như mưa sao băng quét tới trước. Phong Phi Vân đứng thẳng trong hư không, trong thân thể tự động bắn ra 40 đạo thần thức, dựa theo tiểu diễn số lượng xếp đặt, hóa thành 40 tòa thiên đấu linh thai màu trắng, vần quanh thân thể ngăn cản những lưỡi đao màu tím chém tới. Ngươi tấn công hơi nhiều, cũng nên thử một chiêu của ta. Thú huyết trong người Phong Phi Vân sôi trào, không trung quanh vỡ nát. 9930 đầu dị thú chiến lao ra khỏi thân thể, giống như thiên quân vạn mã xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân. Những dị thú chiến hồn này sát khí trùng thiên, hung quang bạo sắc, mang theo khí thế hung mãnh khiếp người. Ầm ầm, Tha Na Hể Phong Phi Vân lóe lên, giống như sao băng xuyên qua bầu trời, cùng với 9930 đầu dị thú chiến hồn bay tới, bay sau lưng Phong Phi Vân như một thiên hà. Đây là... Sắc mặt thất thập nhị hoàng tử trở nên ngưng trọng chưa từng có, trên thân thể sinh ra từng đạo hào quang kim sắc, làm cho làn da, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn đều hóa thành màu vàng. Cũng là Long Hoàng thân thể. Nhưng mà thất thập nhị hoàng tử Long Hoàng thân thể còn mạnh hơn thập bát hoàng tử Long Hoàng thân thể gấp mấy lần, đỉnh đầu của hắn nhô lên cao, tuy chỉ cao hơn một tấc, nhưng lại đại biểu hắn tu hành Long Hoàng thân thể tới cảnh giới sâu đậm, cũng đã sắp tu luyện ra Long Giác. Trong hai tay thất thập nhị hoàng tử ngưng tụ ra vô tận kim mang, hóa thành mặt trời kim sắc, đường kính dài hơn 70 mét, vầng hào quang sáng ngời như chọc mù mắt người ta. Đây là một tuyệt chiêu của Long Hoàng thân thể Long Châu. Oanh! Uy năng vạn thú chiến thể mặc dù là Long Châu cũng không thể ngăn cản, bị Phong Phi Vân một đánh rung mạnh mẽ. Thất thập nhị hoàng tử thừa nhận áp lực khổng lồ, thân thể trượt trên mặt đất, dẫm mặt đất cứng rắn thành bùn, thân thể di động vài trăm thước. Thiếu chút nữa vùi vào trong bùn. Oanh! Lại đánh ra một chưởng, Long Châu đều bị Phong Phi Vân đánh nát. Oanh! Chưởng thứ ba, hai người cứng đối cứng một chưởng. Phong Phi Vân mang theo vạn thú chi uy, đánh cánh tay thất thập nhị hoàng tử hổ khẩu trào máu, có một tia huyết châu lăn xuống. Oanh! Phong Phi Vân căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục đánh thêm một chưởng, lúc đỡ thất thập nhị hoàng tử dùng hai cánh tay ngăn cản uy thế của Phong Phi Vân. Nhưng mà xương cốt của hắn kêu lên răng rắc, thân thể đã chìm vào trong đất. Ngươi không phải chặn giết ta sao, ngạo khí của ngươi biến đi đâu rồi, nếu ngươi không thể đánh chết ta, vậy ngươi nên ngủ vĩnh viễn đi. 9930 đầu dị thú chiến ngưng tụ lên cánh tay phải Phong Phi Vân,
lực lượng hủy thiên diệt địa sinh ra, giơ tay nhấc chân khiến không khí kêu vang lách cách. Một chưởng đánh vào thân thể thập nhị hoàng tử. Oanh! Phong Phi Vân trực tiếp đánh mãnh địa vực này nát vụn ra, đánh nát hai cánh tay thất thập nhị hoàng tử, âm thanh xương cốt nứt vang lên rõ ràng, mà thân thể thất thập nhị hoàng tử chìm vào trong đá vài trăm mét. Phong Phi Vân đứng bên cạnh hố sâu cực lớn, hố sâu này đủ chôn vùi một tòa thành, bên trong đen kịt, hỏa diễm cuồn cuộn, còn có chiến khí chấn động mạnh mẽ, giống như ném tảng đá ngàn cân vào, nó sẽ nhanh chóng nổ tung. Chết như vậy sao? Mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hố sâu, trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, hào quang sáng ngời. Oanh! Một đạo kim quang lợi hại từ phía dưới bay thẳng lên, tốc độ nhanh vô cùng, thiếu chút nữa chém thân thể Phong Phi Vân thành hai đoạn. Tuy Phong Phi Vân tránh đi tha nhanh, nhưng mà đai lưng vẫn bị chém mất một đoạn. Kim quang trên người thất thập nhị hoàng tử không tiêu tan, tuy hai tay bị chấn vỡ, kim huyết không ngừng chảy dài, nhưng khí thế hậu duệ long gia vẫn không suy giảm chút nào cả. Hắn lơ lửng trên hố tay, hai tay rủ xuống, trên người có kim quang đầy trời phóng lên cao, quả thực giống như thiên đao hình người. Oanh! Thân thể của hắn khẽ động, lại tiếp tục chém thẳng về phía Phong Phi Vân. Long giác trên đỉnh đầu của hắn hiện tại biến thành vũ khí lợi hại nhất. Hai chân Phong Phi Vân vững vàng dẫm nát đất bùn, huyết nhục cùng xương cốt trên người tỏa ra hào quang, một hư ảnh phượng hoàng CJWC lớn bay ra. Phong Phi Vân vẫn tin tưởng vững chắc nguồn gốc lực lượng mạnh nhất tới từ chính bản thân, tuy uy lực linh khí khủng bố, có thể giúp tu sĩ xưng vương xưng bá trong cùng cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải là lực lượng mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Giống như Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể, một khi đại thừa là có thể đánh nát linh khí. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều thần thông cường đại, uy lực không dưới linh khí, thậm chí còn mạnh hơn cả linh khí. Oanh! Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân, đánh ra một quyền này vô cùng hung mãnh, không chỉ có lực lượng thú chiến hồn các thường, càng luyện hóa hai giọt phượng huyết trong người, hai chủng lực lượng dung hợp, một quyền đánh lên thất thập nhị hoàng tử ngưng tụ thiên đao hình người rút lui. Phốc! Hào quang kim sắc trên người thất thập nhị hoàng tử nhạt nhòa đi nhiều, hắn phun máu tươi ngã xuống đất. Phong Phi Vân bay qua, nói. Thần thông của ngươi mạnh hơn thập bát hoàng tử nhiều lần. A hát, ta còn có hơn 10 loại tuyệt học chưa sử dụng. Khục khục! Thất thập nhị hoàng tử tuy đã bị trọng thương, nhưng mà trên người không có chút thần sắc khuất phục nào, ngược lại còn tràn đầy chiến ý. Vậy ngươi còn muốn chiến? Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân, nếu ngươi không có được yêu ma chi huyết trong người, dung luyện mấy ngàn đầu dị thú chiến hồn, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Tuy thất thập nhị hoàng tử kinh hãi Phong Phi Vân dung hợp số lượng dị thú chiến hồn, nhưng mà vừa nghĩ tới Phong Phi Vân có thân phận yêu ma chi tử thì thoải mái. Hắn cho rằng bởi vì Phong Phi Vân thể chất đặc thù, cho nên mới có thể dung luyện mấy ngàn đầu dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân nói, cho dù ta không sử dụng lực lượng dị thú chiến hồn, ngươi cũng chưa chắc thắng được ta. Thất thập nhị hoàng tử chậm rãi bỏ dậy, cười nói. Ngươi cho rằng ngươi thực thắng chắc sao, trung thực nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thất thập nhị hoàng tử nhanh chóng lấy viên thuốc ra, sau đó để vào trong miệng, đan dược vừa vào cổ thì hóa đi, lực lượng gấp mấy chục lần tăng lên nhanh chóng. Thương thế trên thân thể khôi phục thật nhanh, thân thể đều trở nên phấn chấn, lực lượng trong thân thể chấn động mạnh mẽ. Phong Phi Vân vào thời khắc sử dụng đan dược, hắn ý thức được không ổn, muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, lực lượng trên người thất thập nhị hoàng tử đã đạt tới đỉnh phong. Đây là lực lượng có thể so sánh với nửa bước cự phách, trực tiếp trùng kích Phong Phi Vân không ngừng lui về phía sau, đỉnh đầu giống như có trọng áp cực lớn đè xuống. Đây là tứ phẩm cổ tu đan, sau khi ăn vào có thể giúp người ta trong nửa giờ đạt được chiến lực nửa bước cự phách. Sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi. Khó trách thất thập nhị hoàng tử từ đầu đến vẫn tràn ngập tự tin như thế, nguyên lai trên người hắn lại có một viên cổ tu đan, có thể bộc phát lực lượng nửa bước cự phách. Thất thập nhị hoàng tử mang theo nụ cười băng lãnh. Không sai chính là cổ tu đan, đây chính là một viên tứ phẩm đan dược, giá trị liên thành, vốn không có ý định sử dụng. Phong Phi Vân ngươi có thể bức ta ăn viên đan dược này giết ngươi, ngươi cho dù chết cũng rất vinh hạnh. Hừ, tứ phẩm cổ tu đan dược lực tác dụng phụ thật lớn. Nửa giờ sau đoán chừng ngươi ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có, nếu nửa canh giờ không thể giết ta, như vậy chính là tử kỳ của ngươi. Phong Phi Vân đã từng phục dụng qua cổ tu đan,
biết rõ tác dụng phụ cường đại thiếu muốn mạng của hắn. Thất thập nhị hoàng tử mang theo nụ cười khinh thường, nói. Chỉ cần có thể trở thành người thừa kế thần vương, trả giá cái gì cũng đáng giá, trước mặt lực lượng nửa bước cự phách, người có thể tiếp được một chiêu xem như có năng lực lớn lao, người cho rằng người có thể chống được nửa canh giờ. Vậy thử xem. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể bay ra ngoài như vòng xoáy, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phong Phi Vân thời điểm ở thiên mệnh nhất trọng triển khai luân hồi tật tốc, tốc độ có thể so với nửa bước cự phách, hôm nay đột phá đến thiên mệnh đệ nhị trọng, tốc độ lại tiến thêm một bước, trở nên nhanh hơn, ngay cả nửa bước cự phách cũng không thể ngăn cản hắn được. Sắc mặt thất thập nhị hoàng tử ngưng tụ, tốc độ Phong Phi Vân nhanh như vậy, mình cũng đạt tới cảnh giới nửa bước cự phách, mình làm sao đuổi theo hắn đây? Tuy trong lòng thất thập nhị hoàng tử kinh dị, nhưng bộ dáng thập phần thong dong, tốc độ nhanh là một sự việc, chỉ là không thể đuổi theo Phong Phi Vân mà thôi. Lực lượng nửa bước cự phách cường đại cỡ nào, cho dù là cách mấy ngàn dặm cũng có thể diệt sát thiên mệnh nhị trọng. Đại lục này dài rộng có mấy ngàn dặm, muốn đánh chết Phong Phi Vân quả thực quá dễ dàng. Thất thập nhị hoàng đứng trên hư không đại lục, cách một phiến hư không đánh ra một đạo hào quang màu đỏ, trấn áp Phong Phi Vân cách đó ngàn dặm. Đạo hào quang này giống như một thiên thạch đầy hỏa diễm xuyên qua vũ trụ. Phong Phi Vân tự nhiên cảm nhận được chiến quang kia đánh tới. Nhưng mà trong lòng không hoảng loạn chút nào, trực tiếp tế ra thanh đồng cổ thuyền, vận dụng lực lượng toàn thân dùng lực lượng bổn nguyên của thanh đồng cổ thuyền đánh bay ra ngoài. Oanh! Thanh đồng cổ thuyền đánh nát đạo chiến quang này. Dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại đã có thể sử dụng một tia lực lượng của thanh đồng cổ thuyền, có thể phát ra 9 chiêu mạnh nhất. Tuy lực lượng 9 chiêu này không sánh bằng một kích toàn lực của nửa bước cự phách, nhưng mà thất thập nhị hoàng tử muốn cách một phiến hư không tiêu diệt Phong Phi Vân là chuyện không thể nào. Cái gì, hắn có thể ngăn trở một kích của ta, lực lượng Phong Phi Vân làm sao mạnh như vậy chứ? Nội tâm thất thập nhị hoàng tử trầm xuống, vội vàng đuổi theo nhanh, nhưng hắn phát hiện bóng dáng Phong Phi Vân đã biến mất tung ảnh. Mặc dù là thần thức thất thập nhị hoàng tử cũng không thể tìm ra Phong Phi Vân đang ở đâu. Hỏng bét, không thể để như vậy được, Phong Phi Vân có bổn sự ẩn nấp nổi danh thiên hạ, nếu hắn muốn ẩn núp, ngay cả cửu phẩm chí sư cũng không thể suy tính ra. Thần thức cự phách cũng không thể tìm ra hắn. Thất thập nhị hoàng tử tâm thần chìm vào đáy cốc. Nếu như Phong Phi Vân che giấu bản thân, sau đó chờ tới nửa canh giờ sau, người chết chính là hắn. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thất thập nhị hoàng tử con mắt sáng ngời, tự nhủ. Khảo hạch chính là ở đại lục này, như vậy Phong Phi Vân tuyệt đối không có khả năng rời khỏi khối đại lục này, xem ra ta chỉ có một biện pháp mà thôi. Đệ ngũ long hoàng đại lục. Đây chính là khối đại lục nhỏ nhất của hoàng tộc trong thánh địa, chỉ có mấy ngàn dặm. Đặt ở thần tấn vương triều thì nó còn chưa tới 1/10 của một quận. Hơn nữa địa chất nơi này rất yếu, thêm lục địa tồn tại rất nhiều khe hở, tùy thời đều có thể sụp đổ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên nửa bước cự phách công kích đánh ra công kích mạnh mẽ. Hoàn toàn có trong nửa giờ đánh nát khối lục địa này. Đánh nát lục địa làm cho Phong Phi Vân không có chỗ ẩn thân. Đây là biện pháp duy nhất là thất thập nhị hoàng tử có thể nghĩ ra. Ầm ầm, thất thập nhị hoàng tử dùng tốc độ nhanh nhất phát ra công kích mạnh mẽ, không ngừng đánh đệ ngũ long hoàng lục địa sụp đổ, hóa thành từng khối núi đá lớn và nham thạch rơi lả tả vào trong hư không. Phong Phi Vân nấp trong đệ ngũ long hoàng lục địa, đang ở ngay trong địa tâm, ẩn thân trong dung nham nóng chảy, trong lòng đang suy tính thật nhiều, thất thập nhị hoàng tử không lâu sau sẽ phá hủy cả đại lục này. Cổ tu đan có thể giúp cho thất thập nhị hoàng tử trong nửa canh giờ tăng lực lượng lên bằng nửa bước cự phách, dùng tốc độ của thất thập nhị hoàng tử, muốn phá hủy đệ ngũ long hoàng đại lục, hắn cần 58 phút lẻ 7 hô hấp nửa canh giờ bằng một tiếng, một hô hấp bằng 3 giây chỉ cần ta có thể ngăn cản hắn trong 12 hô hấp thì người chết chính là hắn. Phong Phi Vân tính toán thời gian chuẩn xác. 12 hô hấp nhìn thì rất ngắn, nhưng với cường giả nửa bước cự phách mà nói, một hô hấp có thể đánh ra hơn 100 chiêu. Mà Phong Phi Vân cho dù sử dụng thanh đồng cổ thuyền cũng chỉ ngăn cản được 9 chiêu của hắn mà thôi. Đối với Phong Phi Vân mà nói, đây là khiêu chiến cực lớn. Nếu như ngồi chờ chết, người chết chắc chắn là ta, nhất định phải quấy nhiễu hắn, như vậy mới có cơ hội sinh tồn. Trong ánh mắt Phong Phi Vân mang theo thần thái kiên quyết, cắt một miếng kim tham ngậm vào trong miệng, sau đó lao vào sâu trong dung nham, xuyên thẳng qua tầng đất, phóng thẳng về phía thất thập nhị hoàng tử. Gạch chéo.
thất thập nhị hoàng tử đang toàn lực công kích đệ ngũ long hoàng đại lục, muốn đánh nát khối đại lục này. Đột nhiên Phong Phi Vân chui lên phía sau hắn, giống như tia sét lao lên cao, thanh đồng linh thuyền nằm trong tay của hắn, ngang nhiên đập thẳng vào thất thập nhị hoàng tử. Thời điểm thất thập nhị hoàng tử kịp phản ứng lại, thanh đồng cổ thuyền khổng lồ đã giáng xuống, hắn vội vàng đưa tay lên ngăn cản, nói. Phong Phi Vân, ngươi còn dám chủ động công kích ta, quả nhiên lá gan không nhỏ, ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Thất thập nhị hoàng tử trực tiếp đánh ra một chưởng, nó đánh thẳng vào thanh đồng cổ thuyền. Nhưng mà đúng lúc này, thanh đồng cổ thuyền đột nhiên bay lên, Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, bay qua đỉnh đầu hắn, cưỡi gió mà đi, hắn chạy thục mạng, thất thập nhị hoàng tử công kích hiển nhiên thất bại. Phong Phi Vân, ngươi trốn ở chỗ nào? Thân hình thất thập nhị hoàng tử khẽ động, bay ra ngoài, công kích Phong Phi Vân, công kích vô cùng mạnh mẽ, liên tục đánh ra 10 đạo sát phạt chi quang, toàn bộ đánh vào thanh đồng cổ thuyền. Oanh! Thanh đồng cổ thuyền trực tiếp nện Phong Phi Vân vào lòng đất, chìm vào trong bùn. Thất thập nhị hoàng tử nhanh chóng chui vào, nhưng mà Phong Phi Vân đã biến mất trong lòng đất. Hỏng bét, trúng kế, Phong Phi Vân đang kéo dài thời gian. Thất thập nhị hoàng tử cảm thấy không tốt, vội vàng rời khỏi lòng đất, lại tiếp tục công kích đệ ngũ long hoàng đại lục. Phong Phi Vân chạy vào địa tâm, giấu kín trong dung nham nóng chảy, trên người có nhiều vết máu, thất thập nhị hoàng tử vừa rồi đánh ra một chiêu, 9 chiêu trước bị thanh đồng cổ thuyền ngăn cản, nhưng mà chiêu cuối cùng vượt qua phạm vi thừa nhận của Phong Phi Vân, thân thể suýt tan vỡ. May mắn thể chất Phong Phi Vân cường đại mới ngạnh kháng qua được, bằng không hắn có thể trúng một chưởng của nửa bước cự phách mà không chết cũng không dễ dàng. May mắn sớm ngậm một mảnh kim tham trong miệng, bằng không ta không có khả năng trốn thoát, nhưng mà hiệu quả quấy nhiễu có hiệu quả, rõ ràng có thể làm thất thập nhị hoàng tử lãng phí 7 hô hấp, chỉ còn thời gian 5 hô hấp mà thôi. Phong Phi Vân biết rõ làm cho thất thập nhị hoàng tử phân tâm như vừa rồi là quá khó khăn, có thể tập kích quấy rối một lần đã là chuyện tốt. Tiếp tục ra tay sẽ đặc biệt gian nan. Phong Phi Vân bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế, chuẩn bị tập kích lần thứ hai. Còn 5 hô hấp chính là thời gian liều mạng. Thời gian 10 phút sau, dưới sự trợ giúp của Kim Tham, thương thế trên người Phong Phi Vân khôi phục triệt để. Phong Phi Vân triển khai đánh lén lần thứ hai, lúc này thất thập nhị hoàng tử học nghe lời, đánh lui Phong Phi Vân ra phía sau, có tiếp tục đu đori theo, bởi vì hắn biết rõ có đuổi theo cũng không kịp. Tiếp tục công kích đệ ngũ long hoàng đại lục. Lúc này thập nhị hoàng tử ra tay càng tàn nhẫn, Phong Phi Vân bị thương quá nặng, xương cốt gãy vài gốc. Lúc này ngăn cản thập nhị hoàng tử được 2 hô hấp. Phong Phi Vân tốn hao 20 phút mới khôi phục thương thế trên người, thời gian đã qua 30 phút, thời gian còn sót lại cho Phong Phi Vân không nhiều. Không thể dùng chân thân tập kích quấy rối, nếu ra tay lần nữa, thất thập nhị hoàng tử sẽ dùng chiêu cố cường đại nhất. Thanh đồng linh thuyền không cách nào ngăn cản, nhưng mà nếu như không xuất miểu quỷ ban chỉ và lôi hỏa châu công kích, như vậy căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn, hắn có thể không nhìn thẳng. Một quyền đánh ra có thể làm linh khí bị đánh bay, căn bản không có hao tổn thời gian của hắn. Xem ra chỉ có thể sử dụng tiểu diễn chi thuật. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng sâu trong địa tâm, trong mi tâm bắn ra 40 đạo thần thức, những thần thức này vô hình vô ảnh, xuyên thẳng qua tầng đất. Bay thẳng vào trong 40 khu vực của đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, giấu kín trong vô hình. Đây là biện pháp cuối cùng mà Phong Phi Vân có thể nghĩ ra. Trận đọ sức này không chỉ đọ sức lực lượng, càng là đọ sức trí tuệ và can đảm. Thất thập nhị hoàng tử không cách nào tính toán chuẩn như Phong Phi Vân, cũng không cách nào làm được như Phong Phi Vân tranh thủ mỗi phần thời gian. Có thời điểm một tích tắc, một nháy mắt cũng có thể thay đổi cả thắng bại. Ầm ầm. Cả đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục rốt cuộc bị thất thập nhị hoàng tử đánh vỡ hoàn toàn, hòa thành từng khối đá vụn lớn hơn 10 dặm lơ lửng trong hư không. Thất thập nhị cũng biết rõ lực lượng trong thân thể của mình không còn lại bao nhiêu, tiếp qua 3 hô hấp lực lượng của Tu Đan sẽ biến mất, cho nên hắn không nói nhảm chút nào, trực tiếp ra tay với Phong Phi Vân, dùng công kích cường đại nhất. Một hô hấp hắn đánh ra hơn 70 chiêu. Phong Phi Vân lúc này dốc sức liều mạng mang tất cả át chủ bài sử dụng ra. Thanh đồng cổ thuyền, miểu quỷ ban chỉ, lôi hỏa châu, cự thạch bạch đao ngăn cản công kích đầu tiên của thất thập nhị hoàng tử, Phong Phi Vân phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Đó là bởi vì lực lượng trong người thất thập nhị hoàng tử bị tiêu hao nghiêm trọng, bằng không Phong Phi Vân không cách nào ngăn cản nổi, dù sao đây là lực lượng của nửa bước cự phách. Ầm ầm,
Hô hấp thứ hai, thất thập nhị hoàng tử đánh ra hơn 50 chiêu đại sát thuật. Thất thập nhị tiêu hao không ít lực lượng, đã không cách nào bảo trì lực lượng nửa bước cự phách. Phong Phi Vân hiện tại mang Diêm Vương Tích Lương kích phát tà lực tới tận cùng, tà lực thẩm thấu toàn thân, cuối cùng đợt công kích thứ hai của thất thập nhị hoàng tử bị ngăn cản, nhưng mà Phong Phi Vân cũng bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản thân thể không thể đứng thẳng, xương cốt toàn thân gãy không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà chiến ý của Phong Phi Vân không có biến mất, phát ra tiếng cười khanh khách, nói. Một kích cuối cùng, tới ta. Toàn thân Phong Phi Vân không cách nào nhúc nhích được, nhưng lại có thể điều động thần thức, trong đầu khẽ động, 10 đạo thần thức dung nhập vào trong đất đá đã khởi động. Tiểu diễn chi thuật, Chu Thiên Hám Tiên Truy. Ầm ầm, 40 khối nham thạch lớn hơn 10 dặm bay lên cao, hình thành vòng tròn, đột nhiên chạm vào nhau, ngưng tụ thành thạch trùy khổng lồ, giống như một khối thiên thạch từ trên cao nện xuống. Không, thất thập nhị hoàng tử không cam lòng gào rú, đánh ra một kích cuối cùng, nhưng căn bản không ngăn cản được Chu Thiên Hám Tiên Truy công kích, trực tiếp bị Chu Thiên Hám Tiên Truy đánh thành bãi bùn máu, vẫn lạc trong đám loạn thạch. Thẳng tới khi thất thập nhị hoàng tử chết đi triệt để, Phong Phi Vân rốt cuộc thở dài một hơi, trèo chống thân thể tổn thương, ngồi xếp bằng dưỡng thương. Vốn ta còn sợ bốn người bọn họ bị thiên uy của đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục giết chết, trong lòng còn lo lắng muốn đuổi qua, nhưng mà kết cục lại là thế này. Quá cường đại, đời này mạnh hơn bất cứ đời nào lúc trước, thiên tài tuấn kiệt mạnh hơn các thời đại khác mấy chục lần, không thể dùng lẽ thường đo lường được. Quả nhiên là Phong Phi Vân chiến thắng, uy lực của tu đan còn không thể giết hắn được, đủ nâng hắn lên vị trí thần vương. Lúc này chỉ là ngày đầu tiên, người thừa kế thần vương đã xuất hiện. Tiếp qua 5 ngày, Phong Phi Vân sẽ ở trong thánh địa hoàng tộc tu luyện. Lúc này khảo hạch thần vương đã trôi qua 10 nghiếp, chỉ có 10 ngày nữa là có thể đi ra ngoài. Phong Phi Vân mượn nhờ thời gian 5 ngày này luyện hóa toàn bộ kim tham, trong thân thể xuất hiện 2 vạn đạo tử phủ linh khí, trừ số lượng tử phủ linh khố tăng lên gấp đôi, tu vị lại tiến thêm một bước. Tu vị tăng lên, Phong Phi Vân có thể dung luyện 2 dị thú chiến hồn vào thân thể. Hiện tại thân thể của hắn đã có 9.932 con dị thú chiến hồn, cách vạn thú chiến thể gần thêm một bước. Thời gian 10 ngày trôi qua nhanh chóng, cả vương công quý tộc và hoàng tộc nhanh chóng tụ tập bên ngoài thái miếu, chờ đợi người thừa kế thần vương sinh ra, hào khí khẩn trương hơn 10 ngày trước. Thời gian 10 ngày này cả thần đô sôi trào. Từ lúc bắt đầu khảo hạch người thừa kế thần vương, đây tuyệt đối là đại sự ảnh hưởng tới toàn bộ thần tấn vương triều. Không ai không quan tâm tới kết quả của nó. Trong thần đô có sòng bạc lớn nhất, mấy ngày này có người lui tới, quả thật là liên miên không dứt, đều đánh bạc xem ai sẽ là người thừa kế thần vương. Phong Phi Vân và thất thập nhị hoàng tử có giá cao nhất. Hôm nay chính là thời gian chấm dứt giao dịch, ta áp Phong Phi Vân 10 khối linh thạch, ngay cả vợ con áp. Một lão cờ bạc thiên mệnh nhất trọng canh giữ ở phía ngoài hoàng thành cũng chờ 10 ngày 10 đêm cũng bắt đầu đánh bạc. Tại sao ngươi xác định Phong Phi Vân chính là người kế thừa thần vương? Một dân cờ bạc khác cũng dùng tiền đặt cược áp lên thất thập nhị hoàng tử. Nói nhảm, Phong Phi Vân chính là người thứ 3 trên hạ sử thi thiên tài bảng, tuy 3 vị hoàng tử đều là vương giả trẻ tuổi, nhưng so với Phong Phi Vân mà nói vẫn có chênh lệch nhỏ bé. Lão cờ bạc nói ra, nhưng mà ta nghe nói thất thập nhị hoàng tử sau lưng có thái tể đại nhân làm chỗ dựa. Nhất định sẽ mang đồ vật nghịch thiên tiến vào thánh địa hoàng tộc, phần thắng càng lớn. Cái rắm, Phong Phi Vân sẽ thắng. Thất thập nhị hoàng tử thắng chắc rồi. Phong Phi Vân chiến thắng không thể nghi ngờ. Ngoài thành có rất nhiều tu sĩ tụ tập lại, hai phe áp cược tranh nhau đỏ mặt tía tai, giống như sắp đánh nhau vậy. Trong hoàng thành, dưới thái miếu, vẫn là tràng cảnh giống như lúc 10 ngày trước, tam công cửu khanh thập bát thiên hầu đã tới đông đủ, trừ chuyện này ra. Tấn đế và 4 đại thần phi cũng trình diện, so với 10 ngày trước còn long trọng hơn. Bắc Minh Mặc Thủ đứng phía dưới thái miếu, mang theo nụ cười tự tin trên mặt, không ngừng vuốt chìm râu, thấp giọng cười nói. Lần này thất thập nhị hoàng tử chuẩn bị làm người thừa kế thần vương rồi, nhưng mà không thể thiếu được lễ mừng, kỳ khai đắc thắng trận đầu, đúng rồi, thần vương, người cũng là thần vương, người không có thiên vị cho Phong Phi Vân đấy chứ. Thần vương đứng bên cạnh Bắc Minh Mặc Thủ. Cười nói. Phong Phi Vân đứa nhỏ này trưởng thành trong hoàn cảnh gian nan và khó khăn. Căn bản không cần ta lo lắng thay cho hắn, nhưng mà ta nghe nói thất thập nhị hoàng tử có không ít tâm tư, hắn vẫn làm cho người ta lo lắng a.
tiểu hài tử mà, lo lắng thay bọn họ cũng không sao, ta đêm nay ở Thái Tể Phủ mở tiệc rượu khánh công, thần vương phủ thần vương đại nhân nên tới đó, ta rất hân hạnh tiếp đón, đúng không? Bắc Minh Mặc Thủ cười nói. Thần vương nói, ngươi cứ tự tin thất thập nhị hoàng tử có thể thắng được sao? Phong Phi Vân là nhân trung chi long, nhưng mà so với thất thập nhị hoàng tử thì còn kém hơn một chút. Bắc Minh Mặc Thủ như đã tính trước cười nói. Oanh! Trên bầu trời có một tia chấn động rất nhỏ, sau đó lực lượng này nhanh chóng ngưng tụ lại, vô số đám mây đan vào nhau trên bầu trời, hóa thành một mặt kính cực lớn. Thánh địa hoàng tộc rốt cuộc mở ra lần nữa. Tất cả mọi người khẩn trương lên, ngừng thở, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bầu trời, rốt cuộc ai sẽ là người thừa kế thần vương. Ngay cả Bắc Minh Mặc Thủ và thần vương cũng tim đập nhanh, ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt kính lớn kia. Những phi tử và công chúa cũng khẩn trương lên, dù sao Phong Phi Vân trở thành người thừa kế thần vương, như vậy với các nàng mà nói đây là một cuộc tranh đoạt lẫn nhau. Xíu, một đạo thân ảnh bay ra khỏi mặt gương, mặc trường bào kim sắc, búi tóc chỉnh tề, lộ ra vẻ tuấn lãng phi phàm, khí khái hào hùng, hắn bay ra khỏi thánh địa hoàng tộc, lộ ra bộ dáng nước chảy mây trôi, khí chất trên người càng lợi hại. Phong Phi Vân tươi cười sáng lạn dưới ánh mặt trời, từ trên trời lao xuống. Lộ ra bộ dáng tự tin và thong dong. Nhìn thấy Phong Phi Vân tư thế oai hùng như thế, những công chúa hoàng tộc và thiên kim tiểu thư quý tộc ý loạn tình mê, đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, yêu ma chi tử quả nhiên là nam nhân mị lực 10 phần, làm cho tâm hồn thiếu nữ của các nàng đạp nhanh. Ngu ngốc! Đông Phương Kính Nguyệt đôi mắt nhàn nhạt lườm Phong Phi Vân. Nhìn thấy Phong Phi Vân quay trở về, sắc mặt Bắc Minh Mặc Thủ trở nên âm trầm. Thần vương cười ha hả đứng lên, nói. Bắc Minh Công, đêm nay ở Thái Tể Phủ mở tiệc khánh công bao lâu thì bắt đầu, thầy cho chúng ta nhất định sẽ tới đúng giờ, thật sự làm Bắc Minh Công tốn kém, ta thật xấu hổ nha, ha ha ha. Bắc Minh Mặc Thủ nghiêm mặt cười nói. Người thừa kế thần vương xuất thế, đây chính là đại sự thiên thu của vương triều, Thái Tể Phủ tự nhiên sẽ thiết yến mừng công, may mắn của vương triều, phúc của vương triều. Phong Phi Vân đứng dưới thái miếu, đứng trên cự đỉnh, sau đó bái kim thân tổ tông hoàng tộc, đây chính là nghi thức lên ngôi. Đây là quá trình rườm rà, từ đầu tới cuối có người thổi loa, gõ vang quỳ ngu cổ, cả hoàng thành soi chào. Sau khi tiếp nhận nghi thức lên ngôi, Phong Phi Vân mới có thể rời khỏi thái miếu, cung kính cúi đầu với thần vương. Thần vương đã từng cứu mạng Phong Phi Vân, thời điểm Phong Phi Vân độ kiếp chính thần vương toàn lực hộ vệ, chém giết mấy tên cự phách. Mặc dù Phong Phi Vân trúng Diêm Vương hủ huyết, sinh mạng sắp kết thúc, thần vương vẫn tình nguyện phí nhân tình tìm thuốc cho hắn được 2 năm tuổi thọ. Cái cúi đầu này Phong Phi Vân cho dù thế nào cũng phải bái, cho dù thân phận hắn kiếp trước cao cỡ nào, nhưng mà ở kiếp này hắn vẫn có người mình kính trọng. Đứng dậy đi, có thể thu ngươi làm đồ đệ, tuyệt đối là chuyện chính xác nhất đời ta. Thần vương tự tay nâng Phong Phi Vân đứng lên, đôi mắt già không kìm được đẫm lệ. Phong Phi Vân và thần vương lại đi vào thái miếu, do thần vương tự tay dẫn Phong Phi Vân lên ngôi. Thần vương lỗi lạc đứng trên đỉnh thái miếu, đứng trên cầu thang bạch ngọc cao mấy trăm thước, giọng như sấm. Hôm nay ta tuyên bố chuyện trọng yếu. Phía dưới thái miếu lập tức yên lặng trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thần vương. Thần vương lại nói, hôm nay ta chính thức rút lui khỏi vị trí thần vương, mang vị trí thần vương truyền cho đệ tử của ta là Phong Phi Vân. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ tiếp nhận vị trí của ta, trở thành thần vương mới của thần tấn vương triều. Oanh!